tất cả chú ý, đội hình hình tiên rõ, xung quanh cạnh dưới đình không rõ, mục tiêu 1200m, sẵn sàng, quang quang. Xe tôi bị hư ạ. Dạ, đề nghị mấy anh cho tổ thực xuống giùm em ạ. Dạ, nhanh ạ. Dạ, thôi, 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 khỏi, khỏi kỹ thuật. Tôi làm được, không sao đâu. Dạ, dạ, khỏi ạ. Dạ, tụi em có người sửa rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ. Cần phụ gì không nhân? Đưa mọi lết. Có lết. Xong. Xong rồi hả? Dạ. Trời ơi, hay quá nhân ơi, trời ơi. Thiệt, anh không ngờ là em biết sửa xe tăng luôn đó. Ai nói ông tôi sửa xe tăng? Chứ sửa gì? Sửa đôi dép. Gì vậy? Dạ, 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 alo. Dạ, em đang nỉ mấy anh á anh. Mấy anh xuống giùm em đi mấy anh. Dạ, dạ, em đang nỉ á. Alo, alo, alo. Mất sống luôn rồi nè. Vui lòng vui dạ mày chưa? Gì vậy? Mày lúc nào cũng làm lố, làm lố, làm lố. Trời ơi, lố vậy? Trời, trời, sáng giờ rõ mọ. Sửa dép, tưởng sửa xe tăng. Xích xe tăng chứ phải xích xe đạp, muốn gắn gắn không nổi. Thôi thôi thôi, không có gì, thiệt của mày. Mày đừng có tập trổ thôi, làm lố thôi. Không được cái gì trơn á, được cái miệng. Anh thề với mày từ đây sao á. Anh không bao giờ nhờ giả mày bất cứ chuyện gì hết trơn trời á. Rảnh không? Đang rảnh. Chưa dùm dép rồi đứt qua. Trời ơi. Không, hết rảnh rồi. Sửa dùm đây, đứt qua rồi. Anh em mới đã bắt tôi vào sửa hả? Mày kỳ quá anh không. Em mà. Vô đạo hầm. Nhà ơn, anh em không mà nhá. Sáng nay em đi chợ sớm tìm mua một vuông vai trắng, đem về theo chiếc khăn tay. Chí hồng thì một chàng trai, chí vàng thì một cành mai, cùng đôi chim én lượng bay trên trời. Chim én ơi, con bay đi, bay đi con. Thiêu lộn hai con vịt rồi. Cái thằng Lâm. Vậy? Trời ơi, mày giết tao rồi. Lâm ơi, tao chết rồi. Ôi trời, trời, kiểu này tao chết rồi. Sao chết? Cái khăn thiêu của ta. Trời ơi, ba ơi, cơm là cơm thiêu chứ khăn gì khăn thiêu ba. Thiêu cái đầu mi á. Trời ơi, cái khăn thiêu bài thơ của ta đang này nè. Cái gì? Ở trong là bài thơ hả? Ừ. Trời đất ơi, tưởng bản cũ chương không chớ. Cũ chương cái đầu mi. Lỡ rút ra rồi, rút cái chỉ đó ra thiêu hai con vịt rồi. Cái bữa thơ này là bọn gớ ta thiêu tặng cho ta đây nè. Mà từ mới rút ra mới thiêu hai con vịt từ làm rang mới đành cho ta đi. Biết rồi, để tôi đền cho yên tâm đi. Tôi qua tay đầy tay nè, bây giờ đọc cái bài thơ đi. Cái tôi ghi lại, cái khuya khuya tôi rảnh tôi thiêu lại cho. Mày thề là mày thiêu mày trả cho ta đi. Thề. Rồi mày ghi đi, ta đọc bài đây. Thơ. Ừ. Ố anh rách dưa. Áo nó bị ố nè. Mày khùng quá mày. Ố là ố là ố là áo nè. À cái áo nó bị ố rồi. Ố áo nói chung là một từ đó. Rồi áo rồi đó, chích dây. Quần anh có hơi miếng gió. Quần có hai cộng giá nè. Miếng giá nó đỡ tốn nè. Cái thằng mất dịch. Gió là miếng gió đáp cho đăng cái quần, chứ không phải là gió mới ăn phở, mày hiểu không? Rồi miếng giá, rồi miếng vá. Miệng cười bút gió mà chân không dài. Miệng cười bút giá, chân không dài. Chân không dài là chân ngắn, rồi vẽ chân ngắn cho nó ngắn. Rồi. Không già có nghĩa là cái già mon vô trăng chân đi nè, ông nội nè. Là nó dài đó hả? Đúng rồi. Mệt ghê đó, bực mình dễ sợ. Tiếp. Thương nhau ta nấm lấy bòn ta. Thương nhau tay nấm. Ông nội
cậu ơi, nấm là nấm ta nè, ta đi với ta đi nấm nè. Rồi nấm, nấm, nấm bàn tay. Quỷ thiệt tình đó. Tiếp. Em ơi, cái thằng quỷ này ăn chừng rút hết chỉ ra rồi mà anh vẫn còn nhớ cái bờ thơ của em. Hán là tờ lanh, em của tờ linh mà. Cái chi hắn cũng khoái rồi. Thôi xí đi ba. Cái gì thơ gì cái sớ táo quân dài thòn vậy sao mà kết đây? Cái này mày phải theo mày trả lời cho ta. Biết rồi mà, cháu què đền cháu lành được chưa? Trừ làm bật gió dùm cái ố này. Biết rồi nè, đó, xong đầy đủ giá áo thôi mà. Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ em dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai. Úi da. Đấy. Kim đâm vô thịt thì đau, mà ố ma vô thịt làm sao nó lành. Không có gì đâu mà yên tâm đi mà. Còn cộng chỉ nè em cắn ra để tiết kiệm hiểu không? Chỉ ở đây quý lắm. Ủa nhọc mi, nhọc mi, nhọc. Nè nhọc. Làm gì vậy? Không tin là như vậy luôn đó trời. Thôi được rồi, mới kén chi mày kén hùa đó mày, được rồi. Có gì đâu, cắn nó chưa đứt chỉ kìa. Cắn đứt cái giờ ta lùng chứ. Mệt quá, có gì đâu, làm gì khóc, xúc động quá đúng không? Bụi ba vô mét chứ nồi khóc đau. Khóc thì khóc, nói là nói khóc đi. Không có, bụi ba vô mét. Bụi bay đúng không? Ừ. Đây thổi vô mắt cho nè. Ừ. À, thổi. Không thể nào là sự thật. Không thể nào. Nè, làm cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Thôi Lâm à, anh biết ở đây anh em mình thiếu thốn nhiều thứ lắm, nhưng mà hai đứa đâu có thể làm chuyện vậy được em. Ủa làm gì là chuyện gì anh? Thì cái chuyện hai đứa làm bình thường thôi mà anh. Tôi không đổi, mình cần mình giúp đỡ thôi. Bây giờ mà anh cần em vẫn thổi cho anh được em... mà. Anh cái gì? Tại sao? Tại sao gì? Em anh nín đi. Hey. Ôi cho tôi. Ủa là nãy giờ thổi mặt đó hả? Ủa chứ anh tưởng thổi gì? Em đang nói hai đứa. Lại là cái con yêu anh ơi, anh ơi, anh ơi, đừng có hiểu lầm. Ố em bị rách nên Lâm nó ma dùm. Quần em bị lủng tùm lum, Lâm ma một phát nó dính đùm vô luôn. Trời ơi, cháy rồi. Cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi. Trời ơi, xe tăng rồi phải không? Cháy rồi. Cháy xe tăng cháy. Chứ cái gì cháy? Cháu cháy. Cháy xuống đây nè. Xuống đây. Bao nhiêu lâu vẫn như vậy, ngày nào cũng cháy nồi cháo. Thì sao bây giờ mấy anh ráng ăn chứ sao ý kiến cái cò gì? Hả? Em lái xe mà phải nấu ăn nữa. Hả? Em nghĩ là mấy anh bên kiếm sáo người ta nói đúng không sai? Nói cái gì? Người ta nói hả là ăn là pháo thủ, ngủ là pháo hai, là nhài xe trưởng, dứt dưỡng là lái xe, còn khỏe re là hàng súng máy nè. Trời ơi. Ê, mày nói cái chuyện lạ đó mày. Mày nói khỏe re. Trời ơi, mới nhìn thì tưởng khỏe ra, ơ dè phơi nắng giòn he cái đào. Mấy anh thì núp trong thùng, tôi ngồi trên nắp, nó bén cái đùng đi luôn. Đó, thấy chưa? Thôi được rồi, chuyện khó khăn có ăn là mừng rồi. Các đồng chí ráng ăn đi để có sức chiến đấu nữa. Đúng rồi, ăn mà ngày nào cũng ăn lạc lẽo, vậy là chiến đấu lạc lẽo lắm luôn á. Không có lạc lẽo đâu, ngày hôm nay em sẽ cho mấy anh ăn mặn mòi luôn. Ở đâu có đồ ăn hả? Có chân chọn rồi. Ở đâu có? Hôm qua nha, hôm qua em gặp đoàn dân công, em xin người ta rồi. Trời ơi, xin được hả? Bây giờ mình nói không có hay, bây giờ mình diễn đi. Mấy anh là đoàn dân công nha. Ừ. Có hôm qua em đang tắm suối, em hát déo giòn chim rừng a liêu la 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 canh thơ mộng qua qua qua. Rồi đời bánh hoa ra đường đến ngôi trường. Ê ê ê bé, khúc này là mình xin đồ bằng âm nhạc đúng không? Đúng rồi. Rồi xin nè, 2, 3. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục mùi. Bao ngày thiếu mùi, giờ lạc leo lắm. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục xà bông. Bao ngày không tắm, đầu giờ hôi mắm. Đồng đội ơi, xin... Xin đi. Đồng đội ơi, cho không có cái gì thì tránh ra. Mày mà lao cá, tao la la la. Đồng đội ơi, xin hãy cho em... Coi mày hát sao với cái pháo này. Hát đi. Quả pháo ơi sao lại như đứa trẻ xuống đêm ngày ta bế trên dây. Kính thưa đạo trưởng, đây là tiết mục tấu hề nhỏ nhỏ thôi, không sao hết. Trời ơi, cái này là vỏ pháo à? Vỏ pháo em mù mà. Nghe nó hát không hay vậy sao? Hay quá luôn, hay quá, hay quá. Lô. Anh khen gì mà đánh người ta dữ vậy? Khen. Khen kỳ vậy? Trời thiệt làm lố kìa thiệt. Anh không biết anh Quế đâu mà anh lố dữ vậy luôn á. Chắc là chẳng bơm nè. Không phải chẳng bơm. Ở Paris. Trời ơi, ở Paris. Ừ. Thì anh là con Lai hả? Lai Long Hải với Vũng Tàu ra Paris. Ủa Paris ở đâu? Là Bà Rịa đó. Thấy
chưa? Bao nhiêu lâu mà vẫn lố như vậy, quá bực mình. Ê, nhưng mà bà Rịa là chung quê với em nha. Ủa chung quê hả? Ừ. Ở đâu? Bà Nà. Không, Bà Nà Đà Nẵng chính là quê ta mới bị lộn ngay. Không, ý là ba em lái xe tiếng Bà Nà Bà Rịa. Cuối cùng quê mấy đâu? Ừ. Bà Điểm. Các bạn không nói Bà Đen luôn đi. Bạn gái em ở Bà Đen. Trời hả? Trời ơi. Dạ, mình có bọn gứa rồi hả? Dạ có. Rầu rứa thâu chắc cho rồi. Sao anh? Họ kêu là anh đi chiến đấu xa nhà, khi về em đã đẻ ba lứa rồng. Bây giờ mới mắc bồ chắc luôn. Anh sai, không bao giờ mất. Bạn gái em hứa là không lấy chồng mà. Bởi vì em trước khi đi đã nhắn nhủ 4 câu thơ. Thơ gì? Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng, anh về quy động pháo phòng không. Ừ. Kéo theo lữ đoàn tăng thiết giáp. Hay. Đợi đến du quy cướp pháo hồng. Em ở nhà chờ em đúng không? Dạ lấy chồng rồi anh. Ê, trời ơi, kỳ vậy? Bất kỳ vậy? Tại bạn gái em nói là em với bạn gái em không hợp tuổi. Tại sao không hợp? Em tuổi khỉ, bạn gái em tuổi heo. Ủa sao không hợp kỳ vậy? Khỉ ăn chú heo, cám không hợp. Vậy bây giờ mình đổi đi. Đổi sao anh? Em ăn pháo, vợ em ăn xe tăng. Anh mày ba ăn xe tăng chết sao? Mày vợ chà kháng khon, mày không biết thơ coi để ta chỉ cho nè. Dạ. Mi lồm thơ mà mi cứ ham dọa họ biết là không có được. Vậy chứ sao anh? Cũng 4 câu thơ hồi nã thôi nhưng mà mi lồm kiểu này nghe. Dạ. Vui không? Vui chứ. Ừ. Nếu lỡ ngà mưa em lấy chồng, ừ, anh về lấy vợ thế là xong. Hay. Mai mốt nay đây con anh lớn, đúng, mới vớt lại con em mà trả thù lòng. Thôi chết rồi. Thằng nhỏ mới lớn mà ấy là thơ vậy là sai. Không được phải như anh. Anh sao nè? Dù gì anh kinh nghiệm có rồi, anh có vợ có con rồi. Vậy hả anh? Hả? Trời ơi, chắc vợ anh đẹp lắm đúng không? Trời ơi, đẹp lắm, anh tả cái rụng rúng luôn nè. Vậy hả anh? Tóc em dài, em cài quá thiên lý, miệng em cười nhưng quá hí đường trăng. Tiếng em la như AK mẹ lửa. Chỗ em ngồi em để lại dấu bùm. Rồi đó coi. Mặc dù vợ anh như vậy nghe mà rất chung thủy, vậy đặc biệt sanh em thằng con trai rất là kháo khỉnh nghe. Kháo khỉnh không? Hôm nay sinh nhật nó luôn đó. Ủa vậy sinh nhật con anh luôn hả? Ừ. Trời ơi, vậy mấy cô mấy chú trong đây là có quà gì tặng cháu đi nè. Em đây, có quà. Đây là chiếc khăn tay của em. Tuy là hả em không có năng khiếu thiêu, nhưng mà đây cái tấm lòng của em tặng cho con của anh. Nó, mai mốt là nhớ chú Lâm dân công nha. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Chị Nhu. Hồi tuần rồi á, anh có dạy em ship là con cào cào bằng lá á, cho nên là bây giờ em có cào cào tặng cháu. Làm được rồi hả? Dạ không, cái này bữa anh tặng em, giờ em lấy tặng lại. Nhưng mà anh yên tâm đi, tối nay em sẽ thức nguyên đêm luôn, em sẽ ship cào cào thiệt là bự em tặng cho cháu nha anh. Rồi. Nói chung là dạ, bất ngờ quá không biết tặng gì. Tặng anh đôi dép nè. Dép phòng mới á. Ê, con anh còn nhỏ mà đâu có vừa em. Ờ thì bây giờ dép anh đứt là lấy mai đi, mốt lớn rồi truyền lại cho nó mang. Dạ. Vậy sao? Hôm nay sinh nhật của con. Thôi thì chú không biết tặng con cái gì. Hay nè. Thôi thì tặng cây bút chì. Lỡ thơ có bí là xì thơ ra. Dễ thương quá. Không giận luôn không biết. Tên ăn gì đó nó còn là thơ ca không ha. Tôi nói ông nghe nè, rau bao nhiêu cổng là thơ bấy nhiêu bữa. Nhắc rau mới nhớ, anh em đi lính ai không được để rau, sao ông để rau vậy? Đi lính không được để rau, hành quân nửa tháng nên rau nó dừa. Rau dừa thì kệ rau dừa, gian chương lơ lón chữ dừa theo rau. Đúng là thơ một hàm luôn ha. Vậy là biết chữ đúng không? Thơ mà phải biết chữ chứ. Đọc dùm lá thơ đi. Thơ của nhà Nhu gửi lên nè. Trời ơi. Thơ của nhà em mà. Thơ của nhà em. Đây thơ đây. Thơ này của nhà em mà. Sao anh thôi đi. Làm cái gì mà sồn sồn lên vậy? Có một bức thư thôi mà. Im đi rồi em mới đọc. Không xét. Anh Lâm nghe em đọc thư nè. Đọc đi. Đặt đi Nhu. Ủa ra nghe không đặt mà ngầu buồn dữ ra. Chắc gia đình có chuyện gì đó nên mạnh vậy á. Đọc đi. Đọc đi. Có gì đâu. Đây là tâm trạng chung mà. Anh em ai đọc thơ cũng có tâm trạng này hết á. Đọc đi em. Đọc đi cưng. Biết chữ đâu đọc. Trời ơi. Tao viết một cái bế tao luôn rồi. Bình thường anh viết thư cho em gửi về nhà thì anh biết em không biết chữ mà. Đưa đọc cho. Quá mệt mỏi. Không biết chữ mà làm cho cố vô. Đọc nha. Đọc đi Lâm. Ngày buồn tháng nhớ đêm mong, tân dòng sông ly biệt. Em xa nhớ em có khỏe không?
anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, lời văn gì mà hay dữ ha. Hay quá ha. Tự nhiên bây giờ tưởng cái lời văn nó hay quá ta. Ê, cái lời văn này mà Hòa Bình nha, có thời gian mình phổ nhạc cho chắc hay lắm á. Ở đây không có thời gian, phổ thử vài điệu nha. Em xa nhớ em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, hay quá vậy. Hay dữ vậy. Trời ơi, cái bài này mà ai hát là nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng luôn đó trời. Đặt đi, đặt đi. Rồi tiếp theo nè. Đọc, đọc đi anh. Nhu ơi, dạ. Gia đình thương nhớ em nhiều lắm. Dạ. Nhu nè, ba đã bỏ được rượu rồi. Một năm ba chỉ uống 2 lần. Dạ. Nhưng một lần ba quất 6 tháng. Cái gì? Tính tiếp anh nữa đi. Con bé Na bạn gái em, từ ngày em đi nó hay qua nhà chơi lắm. Để tiền việc chăm sóc cũng như đường xá xa xôi, anh đã lấy nó làm vợ. 2 tháng nữa tụi anh đám cưới về chơi nha Nhu. Gì kỳ vậy? Gia cảnh em gì kỳ vậy? Còn nữa, còn nữa. Anh em chúng mình là anh em ruột, nên có gì phiền phức khó khăn đừng liên lạc anh nha Nhu. Ký trời tên Quỳnh ơi. Cương. Hả? Trời ơi. Vô đi. Vô. Vô. Giỡn, giỡn. Mày là thằng kỹ sứ, mày biết cái tính nó mày chặt con đó mày. Giỡn thôi. Bây giờ đọc thiệt nè. Dạ. Đó. Đọc cho anh em nghe coi. Nhu nè, em có khỏe không? Ba mẹ ở nhà vẫn khỏe. Ở trong đó không được khóc nhè nha, để anh em đồng đội cười đó. Anh em trong đó vẫn mạnh giỏi hả em? Anh mong rằng mọi người vẫn giữ niềm tin, cùng nhau chiến đấu. Anh đời dạo này sao rồi Nhu? Ảnh còn căng hay không? Mấy con cào cào lá dừa ảnh dạy cho em xếp. Em xếp được chưa hả Nhu? Còn thằng cu nhân nữa nè. Trời, tôi. Nó còn làm lố hay không? Mỗi lần em viết thư về kể về nó là anh và ba mẹ cười đau cả bụng. À quên, còn thằng Sơn Quảng Nam nữa. Nó còn sáng tác những bài thơ nào mới hay không? Hay là toàn xài thơ cũ? Thấy thương nhất là thằng Lâm Văn Công. Nó còn hát hò, chơi cúp bế, thiêu thùa mai giá không Nhu? Thôi thư đã dài, cuối thư anh xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe, giữ vững niềm tin, quyết giành thắng lợi. Thôi, các đồng chí đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh tin rằng hòa bình sắp đến rồi, và chúng ta sẽ chiến thắng. Năm anh em mình phải hứa với nhau rằng phải sống, phải chiến đấu và phải trở về nhà. Quyết thắng! Các đồng chí, chúng mình đi đâu? Anh em! Alo! 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 Cú Long nghe rõ chưa? Cú Long nghe rõ! Cú Long nghe rõ! Rồi anh đời ơi, cầu sập rồi, anh đời ơi, cầu sập rồi, anh đời ơi, cầu sập.
trời ơi, thành chúng công ta rồi, thành công rồi. Chúng ta anh ơi, 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 anh ơi. Mặc dù cầu đã sập nhưng không lâu nữa chúng đã tràn sang thôi. Mọi người lùi về sau, bảo vệ người dân để tôi cản hậu. Không, anh đợi. Anh đợi ơi, anh đang bị thương rất nặng đó. Nhưng tôi là chỉ huy. Anh đợi ơi, anh còn vợ con, cứ để tụi em. Nhưng đây là lệnh. Anh đợi à, anh yên tâm đi. Năm anh em mình đã hứa cùng sống, cùng chiến đấu và cùng quay về nhà. Tụi em hứa sẽ trở về nhà với anh. Đi đây nhanh lên. Không, em không kêu lệnh. Đưa anh đợi xuống hầm. Về đi. Bỏ anh ra Sơn. Sơn. Anh đời ơi, rất tiếc lần này tụi em không nghe lệnh của anh. Anh đời an toàn rồi. Các đồng chí, tôi rất vinh hạnh khi có được những đồng đội như các đồng chí. Anh em mình phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh. Xung phong. Xúc động. Lúc mà tập cái kịch này á, anh em sợ lắm. Tại vì không có trong được bộ đội thì không biết từ ngữ sao diễn hài. Thiệt áp lực lắm, ra nãy áp lực. Nhưng mà cái mình thấy nó dây nè, giống như là anh em đang trong quân đội, đang trong quân vị mình thực sự như vậy. Đúng đây là nhờ Lâm rất là nhiều, dâm động viên và tất cả anh em đây hỗ trợ cho em. Đây là một món quà hay là em xin tặng riêng cho mẹ vợ đã mất. Cánh đường cho anh em tôi đi thi nha. Cánh đường nha, cánh đường nha. Em gái ơi. Dạ. Chuẩn bị đến đặng đường ổ gà rồi kìa. Dạ. Gà xích beo vô chưa? Dạ rồi. Chuẩn bị nha. Dạ. 1 2 3. Beo ơi, ổ gà dữ quá coi chừng té nha. Bảo đảo con đường này anh chạy nhanh nhất rồi, bây giờ chạy đu điện kinh cũng chạy lại anh đâu. Dạ. Chạy lên đây. Anh hai, sao anh để người chạy bộ chạy văn minh luôn kìa. Ba này mà anh vô ra là ba hít khói à. Dạ. Ủa, hai người ta chạy bộ người ta mới mệt, mình chạy xe máy mình mệt làm gì? Ha, quên. Em chịu thua chị. Chị gái, chị chạy điền kinh đúng không? Cái làng đường này không phải làng đường điền kinh, này làng đường xe tải.
Điền Kinh chị chạy sau lưng kìa. Trời ơi, nó chạy kìa. Ôi 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 ôi. Sao ngày nào anh cũng chạy đường này đêm trễ giờ vậy? Baby. Dạ. Anh hai nói biết bao nhiêu lần rồi sao em quên hoài vậy? Sau lưng anh hai là cái gì? Dạ, căn biệt thự. Đúng vậy. Đố em, căn biệt thự này của ai? Dạ, theo lời anh hai nói thì căn biệt thự này là của ba mẹ để lại cho em. Đúng rồi. Tại sao bây giờ hai anh em mình không được ở trong căn biệt thự này? Tại vì bây giờ em còn nhỏ nên em chưa được ở. 18 tuổi em mới được ở. Đúng. Lúc mà ba mẹ mất á, em còn nhỏ lắm em không biết đâu. Ba mẹ mình giàu lắm nha. Để lại tài sản cho hai anh em mình gia đình rất là nhiều. Để lại cái căn biệt thự này nè. Mà không cho ở, biết sao không? Dạ không. Lúc đó ba mẹ nói á, bây giờ tiền nhiều quá, hai anh em mình còn nhỏ, xài bị hư người biết không? Dạ. Phải để lúc mà em 18 tuổi rồi á, anh lớn anh có vợ rồi á, ba mẹ mới cho xài. Dạ. Hiểu không? Ba dạ. Chỉ để lại chiếc xe ba bánh này thôi. Nhớ nha. Dạ. Bởi vậy đó, lúc nào ra ngoài đường á, em cũng phải đặt tâm thế là gì? Dạ. Hai anh em mình rất là giàu. Dạ. Hai anh em mình là đại gia. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Anh hai đại gia, chạy lẹ đi. Rồi. Mọi người đã đến với cuộc thi vẽ lớn nhất thành phố CXP. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ sở dĩ cuộc thi của chúng tôi đặc biệt là ngoài phần thi vẽ năng khiếu của các em thì các em còn phải thi phần thi thuyết trình. Dạ đây, bây giờ xin mời tất cả thí sinh vào trường đây. Rồi, vô đây nghe. Rồi, chào chào bắt tay nè. Rồi, chào con. Rồi, vô nghe. Trời ơi, dễ thương quá, vô nghe. Ừ, chào con. Chào mẹ dễ thương quá. Ê, anh đâu hả? Thi vẽ. Ê, 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 không có được. Ờ, con gái, qua xe chơi nha con. Dạ. Ừ. Hey, hey, ủa kì vậy? Nói nghe. Anh phụ huynh bé đó phải không? Đúng rồi. Em anh mặc đồ lọt chọt vậy sao vô thi được? Anh ơi, cho em gái tôi thi đi, nó thích vẽ lắm. Bây giờ mà nó đi đường xa mà tới đây tôi dắt bộ mệt lắm, tôi năn nỉ. Ê, 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 cha. Chưa gì hết cái lại người ta tổn thọ. Cho thi nha, cho thi nha. Thôi bây giờ như vậy, cho con bé vô thi cũng được. Nhưng mà nó phải là người giữa sau cùng nha. Ok, ok. Ê, đi vô, vô thi. Dạ. Đi vô. Ê, hả? Đi đâu hoài vậy cha? Ủa, nói vô sau cùng, vô hết rồi vô. Ai nói? Còn thiếu một người rất là quan trọng. Ủa ai vậy? Đó chính là thiếu gia Tiến Euro. Ủa Tiến, sao con không lên đây? Nguyên cái vàng kèn trắng sao con lên? Quên, lùi lên. Phụ huynh của thí sinh. Dạ. Sao mặc đồ hí gớm vậy? Dạ. Nhìn là biết à, thí sinh đi thi là nghèo rồi, không cho thi. Dạ. Cho thi đi. Mặc đẹp là vẻ đẹp rồi đó. Trời ơi. Nhìn tôi nhỏ vậy thôi á, chứ đồng đầu tôi là toàn ngoại tệ không đó. Sao rồi? À, ông tin hỏi thử xem. Dùng đô đổi ra tiền Việt nhiêu? 22.750 đồng. Một bảng Anh? 31.850 đồng. Một Euro? 37.250 đồng. Một Yên Nhật? 209 đồng. 1.000 đồng tiền Việt Nam? 2 tờ 500 còn lại. Hay. Trời ơi Tiến ơi, con giỏi quá. Con giỏi quá Tiến ơi. Không những con giỏi. Ừ. Mà trước giờ con thi cuộc thi nào con đều đạt giải nhất. Trời ơi con ơi, cái đó người kêu con là tài đó con. Con tài quá. Tài không quan trọng, quan trọng là phải có tiền. Trời ơi, vậy tiền ở đâu con có? Tiền của mẹ con. Mẹ con? Mẹ con là người chống lưng cho con đó. Vậy thì chống lưng của con đang ở đâu? Tôi nè. Ô con trai. Đây. Dạ. Con. Dạ. Mới xa con có 2 phút mà mẹ nhớ con muốn chết. Con cũng nhớ mẹ muốn chết. Rồi sao sáng đi học uống sữa chưa? Dạ tất nhiên là con uống rồi. Nhưng mà con ghét sữa bò. Ghét sữa bò? Vậy uống sữa mẹ. Uống sữa mẹ thì con mới lùn vậy đó. Chó con này cái gì ghét hả? Chị ơi chị. Gì? Dạ nãy giờ em đứng ở ngoài em coi. Em thiết nghĩ chị đứng trước mặt cháu, hai mẹ con nói chuyện cho dễ nha. Không, phải đứng sau lưng để chống lưng cho nó chứ. Ủa? Cái ý này là sao em chưa hiểu nè. Con, làm cho coi. Con ngã. Mẹ nâng. Con ngã. Mẹ lại nâng. Con lại ngã. Mẹ lại nâng. Wow.
bất bình rồi kìa, thi đi. Dạ dạ dạ, thảm đỏ chạy ra. Dạ mời. Em đừng có sợ gì hết. Để xíu đi, bây giờ em vô thi trước đi. 11 giờ mới thi lận. Anh đi mua cái đầm thiệt là đẹp vô cho em thi. Thôi anh hai, em không cần cái đầm đâu, em chỉ cần anh hai thôi. Tự nhiên cần anh hai, bây giờ anh hai bận, anh hai đi làm rồi. Thôi. Bây giờ nghe lệnh hai nè, anh không muốn em thua kém với ai hết. Bây giờ đi vô trong thi, anh phải đi mua cái đầm cho em. Anh đi làm, anh sẽ gửi chú Chuột Mickey tới đưa cái đầm cho em thay, em thi thật là tốt biết không? Nhưng mà ở trong đâu. Ê! Anh làm gì vậy? Thảm đỏ cho em đi. Đi qua luôn. Dạ. Thì đâu nha. Dạ, tao biết anh hai. À. Ủa kỳ vậy ta? Nhớ chỗ cái lề đường này có bán đồ mà sao hôm nay vòng lại vắng que vậy? Tụi em nè. Hey. Áo trắng, áo tim, áo xám, áo cam, áo màu tạp nham. Áo tươi, áo ba, áo nhung, áo ruột dây thun. Quần tay quần jean, thêm quần áo hay tà lừa. Chiều nay thì vô ôm một đống áo xeo em đem về nhà. Tụi sale ủng hộ giùm em đi. Well. Đồ của em bán nay bán mai nghỉ mốt đi Mỹ em ơi. Dạ. Em là được anh. Còn em là được em. Dạ. Còn đây là được shop. Thôi anh được rửa kia ơi. Đừng có đứng đực mặt ra mà ủng hộ được shop đi anh. Dạ. Ở đây bán nhiều đồ không? Dạ nhiều. Anh làm nghề gì? Nói em bán đồ theo nghề đó. Dạ. Được rồi. Dạ. Ví dụ như làm đại gia. Mặc áo bà ba. Yeah. Bán nước mắm. Mặc áo cơm. Lái taxi. Mặc bikini. Làm móc trống. Mặc phi bóng nha. Trời ơi. Yeah. Và đặc biệt hơn nè, anh mua một cái áo pyjama thì sẽ tặng anh một dĩa hài Thúy Nga. Dạ, yeah. Anh mua một cái gáy mới cho anh tặng đĩa hài kêu quên nha anh. Dạ, và đặc biệt hơn hết nha, anh đem hàng về mà lật ra kiểm thấy bị lỗi, bị hư, tặng đĩa hài Nam Thư. Tụi em có nhiều đồ đàn ông lắm đó anh. Đúng rồi. À, anh tới đây không mua đồ đàn ông. Ủa, anh mua đồ gì? Mua cái gì? Mua cái đầm màu hồng đó kìa. Trời ơi. Bữa nay được anh, được em, kiếm được chị cả rồi. Trời. Cái giấy này 230 nha anh. 230 hả? Dạ. Bớt 30 còn 200 được không? Em nói thiệt với anh á, bây giờ anh đi chạy vòng vòng đi, anh kiếm chừng nào đủ 30 ngàn anh quay lại tụi em bán cho. Tôi nghe, tôi nghe nè, tôi lái xe ôm mà tôi lái xe ôm bình thường thôi, tôi không biết chữ, lái xe ôm công nghệ như người ta, bất cứ khó lắm mà bây giờ tôi cần gấp lắm, bây giờ bán giùm tôi được không? Tôi năn nỉ luôn á. Ôi. Bây giờ giao hàng được không? Ấy được. Ok, trời ơi, bữa giờ hả, chị em á, bận muốn chết luôn à, không có giao được. Anh giao giùm em, giao lại cái địa chỉ này nha anh. Tôi không biết chữ. Ờ, hai em quên nữa. 5B Phạm Ngũ Lão. Người nhận hai ông tiên. Nhớ giao nha, nhớ giao nha. Nhớ kỹ nha. Dạ, cảm ơn chị. 5B Phạm Ngũ Lão. Đừng gọi dốc. Cô ơi cô, cô biết địa chỉ 5B Phạm Ngũ Lão ở đâu không cô? Không biết. Trời ơi, trễ giờ quá rồi. Trời ơi, có ai biết nhà hai ông Tiên đâu không? Hai ông Tiên ơi! Tại sao con không? Ê, cái này hai ông Tiên hả? Thắng. Này phải ông Tiên không? Phải. Hai ông là hai ông Tiên. Hai ông phải hai nhà hai ông Tiên không? Phải. Ờ dạ ông, hai ông Tiên ơi. Ơi. Bây giờ con có giao đồ đây nè, hai ông Tiên ơi, cho con nhận cái này nha. Ơi. Hai ông Tiên. Ơi. Ủa hai ông tên Tiên hết hả? Ờ. Ok. Giống là giống cái chữ Tiên thôi mà khác cái tên lót. Ừ. Ủa vậy chứ ông là cái gì Tiên? Suối Tiên. Trời lạ như vậy. Ủa còn ông là cái gì Tiên? Quy Tiên. Vậy là ông này là Quy Tiên. Ừ. Ông này là Suối Tiên. Rồi ông này là đi chơi. Đúng rồi. Ông này đi chết. Ở nào nghe cũng thanh thản ha. Đúng rồi con, đi chơi cũng thanh thản, đi chết cũng thanh thản, chỉ có đi thi là căng thẳng thôi con à.
con căng thẳng không đưa quà để giao cho hai ông nữa, ông kiểm hàng rồi rồi kiểm hàng dạ. Anh hai coi coi hàng đúng không? Rồi đúng rồi nè, gửi tiền cho con nè. Dạ gửi tiền cho con. Thôi thôi nè nè, bây giờ rảnh không? Rảnh á, chở chúng tôi tới chỗ sinh nhật cháu tôi luôn đi. Không rảnh. Bây giờ con gấp lắm, em gái con cần tiền mua cái đầm. Nè nói nghe, chở tới đi rồi đưa tiền luôn lượt. Đúng rồi. Thôi mấy ông ơi, con không đi được đâu. Đưa tiền thêm gấp đôi. Ừ gần lắm. Gần không? Gần. Ở đâu? Nhỏ cháu đã sinh nhật cái chỗ mà tên ông đó, Suối Tiên đó con. Thôi đi gần. Bảy. Ai nói Suối Tiên? Đã sinh nhật ở chỗ tên tôi, Quy Tiên. Đã sinh nhật ở nghỉ địa hả? Cỡ ông là đãi ở 18 tầng địa ngục đó cha. Mày thấy không? Ổng là anh tôi đó. Hai anh em sống nương tựa nhau căn nhà trống à. Mà lúc nào quan hiếp người ta được hết trơn á trời. Trời đất ơi, nó nói nhiều quá. Giá trời cho nó xỉu liền tại chỗ đi. Trời tự nhiên cái trù ta xỉu, mắc gì phải xỉu. Ai? Chết rồi. Chú ơi. Suối. Vậy đi Suối Tiên, đừng có Quy Tiên mà Suối Tiên. Giúp ổng đi. Dạ, chú ơi, chú tỉnh con đang gấp chú ơi. Chú. Trời ơi, ai nó cứu tôi vậy? Con cứu chú đó. Trời ơi, mày để tao. Trời ơi. Chú ơi, trời ơi. Khinh ổng vô nhà thương. Đi chọn. Lẹ lên chú ơi. Đây. Đấy lên đây. Ờ đúng rồi. Ê nó nghe. Ông nằm tướng này mà quẹo vô hẻm nhỏ nhỏ đó là cái mình ông cứu hẻm cái đầu cái chân cái đầu hẻm đó. Trời ơi. Cũng biết sửa thế quá ha. Bây giờ con lên con lái đi. Chở ông tới nhà thương giùm đi con. Dạ con lên ngồi chở đi nha. Lên chở ha. Rồi mày che mặt tụi tao luôn. Ông chứ là sao? Ông ơi chịu khó mỏi lưng xuống nha ông. Chở đi được chưa? Đi con. Đi nha. Lẹ lên đi ông chết bây giờ. Bình tĩnh. Dừng lại. Ủa bị gì vậy? Tao trúng gió rồi. Tao ơi. Bây giờ tay chân tao cứng đơn. Tao không có ôm ổng được nữa. Mày chịu khó mày xuống mày ôm ổng thì tao đi. Ủa con ôm ổng ra chạy xe. Thì tao. Chảo. Lớn này. Ủa giờ ông về ông chạy xe được không? Được có tao ông đua còn được mà. Dạ. Thôi bây giờ đi. Ê, tỉnh dậy, thằng vô cái nha. Vô đi dậy. Vô nào. Mày vô, mày nhường kiện mày đi ra đi. Ê. Chạy lẹ thầy ơi. Đừng dí. Đừng có dí nữa. Móc súng bắn nó đi. Bắn mày chết. Mày chết chưa trời ơi, hết lạng rồi. Tụi bay chết hết đi. Đừng có dí nữa. Anh hai ơi. Anh hai, có sao không anh hai? Anh hai. Cái gì vậy? Xe đây làm đi, nó chạy gì xuống. Tôi xin lỗi cậu. Cậu ơi, cậu đừng có nóng. Từ. Cái gì vậy? Để tôi trả xe lại cho cậu nha cậu. Cứu cháu tôi nè đàn ơi. Cứu cháu tôi đi. Cứu cháu tôi. Anh ơi. Cứu cháu. Bà An nói nhà nó đợi mình về đó anh hai. Anh hai sinh nhật con An anh nhớ không? Mình đi về nha. Sinh nhật An. Chú bị gì vậy? Ổng có hai đứa cháu ruột. Cháu trai của ổng nè. Còn nhỏ cháu gái. Nó mất 5-7 tuổi. Tôi nhớ bữa đó. Nhỏ cháu nó đi học. Ba má nó được bận đi làm. Không có rước nó được. Mà nhầm ngay sinh nhật con nhỏ nữa. Ông mới đi rước con nhỏ. Ông hứa là rước nó đi học về. Ông chờ nó đi chơi sinh nhật luôn. Mà mày biết ông rồi. Ông già mà. Ông đâu có chạy xe nhanh được. Ông vừa chạy tới trường á. Nhỏ cháu gái nó chạy ra. Cái xe tải nó chạy tới. Ông ám ảnh chuyện ra tới giờ. Lúc nào cũng nghĩ là tại ông tới trễ. Mà ông mất nhỏ cháu. Cứ lúc nào ông chợt nhớ ra đó. Là ông nhớ sinh nhật con nhỏ không à. Cái em đi đặt quà. Ông đi gói quà. Ông tặng sinh nhật nó. Mà đâu có biết nó ở đâu đúng mà tặng.
cứ đi vòng vòng vậy đó. Ông biết làm gì là ông không có được bình thường chứ, mà phải làm cho ông vui. Tại vì ông là anh ruột của chú mà con. Quà con An hả anh hai? Quà, anh có phải quà của con An không? An thích. Đúng rồi, đúng cái đầm này rồi. Chú ơi. Sao con giật vào con biết đâu? Chú ơi. Chú bán lại con cái đầm này được không chú? Con thường nó gấp lắm chú. Không được đâu cậu ơi. Không có cái đầm này là không xong với ông đâu. Không chú ơi, em con nó cần cái đầm này gấp lắm. Bây giờ trễ giờ rồi chú ơi. Năn nỉ chú luôn á, mà bây giờ người ta đi rồi con không biết mua cái đầm này đâu chú. Ông trả tiền xe con nãy giờ. Không, con không cần số tiền này đâu. Con cần cái đầm này nè chú. Con cần cái đầm này nè chú ơi. Anh hai ơi, đi về anh hai ơi. Chú ơi, con cần cái đầm này mà chú. Anh năn nỉ giùm em. Chú. Anh hai ơi, tại sao con khóc? Con cần cái đầm này cho em gái của con lắm. Ông tiên cho con. Đi trễ. Cảm ơn ông tiên nhiều lắm. Alo, cho tôi một chú chuột Mickey tới nhà văn hóa chuẩn bị mi thi gấp. Lẹ cho tôi nha, một con chuột Mickey nha. Và bây giờ đây, chúng ta cùng nhau trông chờ phần thi của thí sinh đặc biệt chính là tiếng ở rô. Lời đầu tiên, tiếng Euro xin kính chào quý vị khán giả, quý bậc phụ huynh cùng ban giám khảo thân mến. Tôi là tiếng Euro đến từ International School. Có, nhà mình nó chợ Bà Chiểu mà. Không, chợ Bà Chiểu là chỗ mẹ bán vàng. Mẹ làm bộ nói cho người ta biết mình bán vàng đó. Nhà thiệt là giàu thưa quý vị. Dạ. Tiếng Euro xin trình bày phần thi của mình. Đây là bức vẽ đầu tiên. Thằng bé này ngồi trên xe hơi là con. Kế bên có ông anh kéo xe ba gác là cử nhân đại học. Cho dù ảnh học giỏi hơn con, nhưng mà điểm xuất phát của ảnh không bao giờ bằng con. Và ý nghĩa sâu xa của bức ảnh này là xe hơi sang hơn xe ba gác. Trời ơi hay quá. Đồng đắc quá con. Hay quá con ơi. Dạ. Tiếp luôn. Sau đây là bức tranh thứ hai. Ông bà ta có câu: một cây làm chẳng lên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Còn đối với con giàu quá mà, tiền bạc con chất thành non, ba cây chùm lại nghèo hơn một mình. Hay quá, hay quá, hay quá. Con ơi con, mặc dù thơ con có lủng củng nhưng mà hình con vẽ rất là đẹp, vẽ giống như là in vậy đó con. Đẹp quá chị đẹp. Nghe thấy người ta mà. Dạ, xin mọi người hãy dành cho bé Tiến Aru một tràng pháo tay nữa đi nào. Cảm ơn bé Tiến rất nhiều. Và bây giờ đây, chúng ta còn một phần thi nữa, đó chính là của bé Khánh My. Mickey ơi, anh hai em không tới hả? Chú Mickey, vậy nếu anh hai em không tới, chú Mickey coi em thi nha. Và bây giờ, xin mọi người dành một tràng pháo tay cho bé Khánh My. Con xin chào quý thầy cô, quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh. Con tên là Khánh My. Hôm nay con rất may mắn khi được tham dự cuộc thi vẽ này. Với chủ đề gia đình, con xin giới thiệu về phần thi vẽ của con. Đây là nhà của con. Wow, một căn biệt thự đẹp quá. Chú nhìn là chú biết con giàu ngầm rồi. Con ơi con ở trong đây đúng không? Dạ không, 18 tuổi con mới được ở. Ủa sao kỳ vậy con? Dạ, tại đó là lời nói của anh con. Dạ đó là lời nói dối.
Thầy cô thường nói giỏi là xấu, nhưng anh con không có xấu. Anh con chỉ muốn gieo với con một niềm tin là con không thua kém bất kỳ ai hết. Và con tin vào điều đó, con không thua ai cả. Dù con đang ở trong một căn nhà cấp 4, hằng ngày con chỉ được ăn rau muống, mì gói, nhưng con cảm thấy rất ngon. Tại đó là do anh con nấu. Ba mẹ con mất hồi năm anh con mới 10 tuổi, còn con thì mới có 2 tuổi thôi, nên anh con không có được đi học. Anh con phải đi theo mấy cô chú trong xóm bán vé số, rửa chén, nấu cơm, phụ người ta để kiếm tiền cho con học. Anh con nói với con, bây giờ anh đang làm một công ty điều hành vận tải, nhưng con biết anh con chỉ là một người lái xe ôm. Anh con chỉ có con là người thân, còn bạn của anh hai là nắng, mưa, những con đường anh hai rong ruổi từ sáng cho đến tối. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh con chưa bao giờ thất hứa với con. Anh con còn tặng quà cho con và nhờ chút chuột Mickey gửi đến cho con. Dạ. Con ơi con, cho chú hỏi con câu này nha. Dạ. Về chú chuột Mickey này là bạn của anh hai con đúng không? Dạ không. Chú chuột Mickey này là anh hai của con. Sao biết hết mấy chuyện này? Tại vì em là em ruột của anh mà. Em tự hào về điều đó. Dân thưa quý vị, một lần nữa hãy cho một tràng pháo tay dành cho bài thi của bé Khánh My. Và bây giờ đây, chúng ta cùng hồi hộp để chờ kết quả của chương trình. Và người chiến thắng trong cuộc thi năm nay đó chính là Tiến Ơn Rô. Ôi, con trai mẹ giỏi quá, đi vô mẹ tưởng nhá. Dạ. Bé Tiến thấy có giải vậy hay nhất rồi. Vậy giải nhì, giải ba có giải nào em gái có được không anh? À, chương trình này đặc biệt là không có giải nhì, giải ba nè. Sao đâu, em không cần giải gì hết. Em chỉ quan trọng là có anh thôi. Mình về đi anh hai. Mình đi. Đi về anh hai. Không được. Anh ơi. Em gái tôi, nó vẻ đẹp lắm. Bây giờ ông có giải nhì với ba em gái tôi không cần đâu. Giải khuyến khích, giải nhỏ cũng được. Nó phải có giải. Nó phải có giải để nó có động lực mà. Nó vẻ đẹp mà anh. Anh à, ở đây tất cả mọi người đều biết rằng bé My có thực lực. Và giải khuyến khích không xứng đáng với bé My. Bởi vì bé My, con đã đoạt được giải đặc biệt từ tất cả mọi người ở đây. Đó là một suất học bổng dành cho bé My từ nay cho đến năm 18 tuổi. Sai rồi Khánh, cũng làm tí hon sai trong cái đêm này rồi. Đối với quan điểm của chị là tụi em quá sai rồi. Dày, làm dày, lỡ vô chung kết rồi làm gì? Chung kết ta có cái hay chung hơn. Chung kết ta có cái hay hơn. Chắc chắn là hay hơn. Chị sao vô tình hay? Các bạn tự đặt áp lực cho các bạn. Thực sự bài hôm nay tụi em xử lý sân khấu, xử lý không gian từng chỗ một, không chỗ nào bỏ sót. Thậm chí mà hình led tụi em chơi tranh cát. Trời ơi, đối chị lai đậm.
chị nói là dễ chịu, dễ chịu. Sao mặt chị khó chịu dữ vậy? Không phải. Hay người, mà làm người ta khó không, chịu luôn à. Chị im lặng cho em nói. Người ta không có biết hay như vậy đâu. Hôm qua em đã lén em coi rồi. Tại người ta hay, không có hay như vậy ơi. Không có hay như vậy mà tại sao ngày hôm nay mấy người giấu tôi bữa ở đây nào? Một cái tiết mục người ta đang được quan nghênh, người ta dễ thương, người ta hồn nhiên trong sáng. Tôi không muốn sự cãi lộn. Nếu cãi lộn đi ra. Hay quá thiệt tình luôn á, anh Tiên là cố vấn đội này. Em cảm động lắm, em trộn anh Tiên cho hết tất cả mọi ý tưởng bên đội của em rồi. Mà em cứ nghĩ là anh Tiên dồn hết cho em là anh Tiên là hết phép rồi. Em, mà. Em nghĩ sắc diện của em để cho Tiên đưa hết phép cho em. Anh Tiên hết phép rồi, ai còn phép còn đây còn quá trời luôn. Không. Mà cho mày đậm mưa bên em luôn. Đã nói là Tiên thì làm sao hết phép được. Đúng, đúng rồi. Đúng. Một tràng phơi tay dành cho tổng đạo diễn Diệp Tiên. Nhóm tụi bạn rất giỏi là sao dẫn dắt cảm xúc, đẩy vô bi một cái quay qua bằng Nga khóc. Qua khóc, chị ngồi đi chị Nga. Chị nói đi. Mà khóc mà đẹp lắm em ơi. Quá. Khóc là nước mắt màu trắng mà cái áo thì màu xanh đưa lên. Thật ra là cái tùng rền mà chị bận là lau nước mắt đó. Em ơi, đây là cái tùng rền mà cái lưới bắt cá em ơi. Chị biết thế nào cũng có bi hài nên chị sửa soạn hết. Chị nói thiết kế design may cho chị một cái đầm dạ hội làm sao mà có một cái khăn để chị chậm nước mắt. Nãy giờ chị lo, chị hoang mang lắm. Chị nói chết rồi, hai tiểu phẩm rồi. Chưa có tiểu phẩm nào để cho tôi chậm nước mắt. Thì đến tiểu phẩm thứ ba, tao nói khóc, khóc chan hòa. Khủng long tí hon, trời ơi. Các bạn quá may mắn khi là có những cái bạn diễn quá duyên dáng luôn. Mỗi vai xuất hiện đều gây ấn tượng. Vở kịch của các bạn á, tả thực được một cái cuộc sống rất là đời. Mà Nga khóc ở đây là Nga cảm nhận rất là nhiều lần. Cái đoạn cô bé, cô rất là thích vẽ. Tại vì thực sự con gái Nga cũng rất là thích vẽ. Con vừa đẹp mà con lại vừa diễn hay. Mà con diễn rất là thật. Con diễn tới đâu, cô ngồi cô khóc tới đó. Và thật sự cô cũng rất là nhớ con gái cô nữa. Cái vở kịch của các bạn quá trọn vẹn, quá đầy đủ. Mảng miếng hài cũng rất là chặt. Thì cái cười muốn bò ra luôn cái sàn này luôn á. Nếu mà có một cái điểm nào đó cao hơn điểm 10 thì chắc chị sẽ cho hơn cái điểm 10 đó. Tại vì rất là hay. Các bạn hãy cổ vũ cho các bạn nha. Đứng lại lần kia, đứng lại. Nè, thằng nhóc, lần sau không có tiền thì đừng có bị đặt đi mừng nợ. Thông cảm cho tụi em nha anh ơi. Bữa nay happy birthday em mà quýnh em quá vậy anh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Nhớ mặt tao nha mày. Tào lao, đeo khẩu trang cứ nhớ mặt ổng. Alo. Alo. Làm ở đâu? Ừ, tao nè. Mày đang ở đâu hả? Bữa nay ngày sinh nhật tao, mày không ghé chúc mừng sinh nhật tao mày đi đâu hả? Tao xin lỗi, tao kẹt rồi. Mày kẹt hả? Kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt lắm kẹt rồi. Mày kẹt chuyện gia đình hả? Không phải. Chuyện hàng xóm hả? Không luôn. Chuyện vợ tao có người ta hả? Không phải. Chứ mày kẹt cái gì? Kẹt xe. Mày điên hả? Thì mày kẹt xe tao vẫn chờ mày được mà, mắc mớ gì đâu. Bây giờ thôi, lần cuối nè, bữa nay sinh nhật tao mày có ghé không? Không. Mày không ghé đúng không? Không. Vậy là bữa nay là cái lần cuối cùng là mày nói chuyện với tao. Cúp máy luôn rồi bây giờ, tức quá. Có một thằng bạn thân mà sinh nhật á nó cũng bỏ mình. Bây giờ có cách rồi. Có cách rồi. Trời ơi, trời ơi, mọi người ơi, tập trung vô tôi, tập trung vô tôi. Tao nhảy đây. Có tôi. Hey. Ai đây? Là thằng cú thằng kia. Tao chưa nhảy luôn. Tao chưa nhảy luôn mà nó cứu ai? Tao chưa nhảy bây giờ tao mới nhảy nè. Hãy đợi tôi. Cố lên, cố lên. Nhảy đi, nhảy đi. Sao vậy, có sao vậy? Có sao vậy hả? Sao vậy? Tao mày sinh nhật tao, mày không ghé. Chỉ có cách này mày mới quay làm cứu tao thôi. Đây nè, có công chuyện cho bộ đi nè, biết rồi. Có món quà dành tặng cho mày nè. Tặng cái gì? Xòi cho bấm vuốt nè. Không ăn à? Không ăn. Sai lầm rồi con. Đây là miếng xòi nè. Quết miếng bấm vuốt nha. Ăn đi, ngon lắm nè. Ờ, không ăn đâu. Thiệt á. Ôi, còn nó chảy nước miếng đấy thương quá. Tao không có thèm, tao không có thèm. Tao quên nữa. Thường mấy anh chè mày đâu ăn được đâu. Sao không được? Nó bị nhiễu. Chị cũng có quà gác tặng. Quà gì nữa? Dây thần. Dây thần hả? Dây dao. Dao. Thuốc độc luôn. Thuốc độc. Rồi mày đem dao, thuốc ăn, thuốc độc. Rồi mày đem dây thần để làm gì nữa? Hồi nãy mày nói mày đi tự tử đó, tao sợ mày không đủ điều kiện. Mày khùng hả?
Ây da, giỡn thôi, giỡn thôi, giỡn nè. Happy birthday. Nói chung á, tao với mày có mình mày là bạn à. Ừ, cũng được ha. Ừ, happy birthday. Cảm ơn bạn. Long ơi Long. Hả? Này gì vậy? Vàng á. Đó là lý do vì sao mấy tháng nay tao và mày không gặp nhau. Thời gian vừa qua tao có đi theo một nhóm người, mà cái nhóm người đó là cái nhóm người chuyên đào vàng. Mấy ngày nay tao ở cái khu rừng đó, một cái khu rừng mà cách thành phố 500 cây số, tao gặp một cái ông đó, ông già ông lú lẫn rồi, ông mang cái số vàng này và ông nói là trong cái khu rừng đó có rất nhiều vàng, có cả một kho báu. Ở trên đời này không bao giờ kho báu trời. Có kho báu đó. Không có kho báu. Tấn à, đi với tao đi, đi với tao lấy số vàng đó đi, mày sẽ được đổi đời, mày sẽ được đổi đời. Sao vậy? Mày sao vậy? Mày bị làm sao? Tao mắc bệnh nặng. Bây giờ nếu như không có tiền chữa trị, tao qua không khỏi. Tao phải cần số tiền đó. Cha, đi với tao nha. Tao không muốn đổi đời, nhưng tao cần mạng sống của mày. Thế là tốt rồi. Hey man. Đi rồi. Đi. Đi. Nhanh lên. Đi. Hey. Cuối cùng tới nơi rồi, tới nơi rồi. Nó có cái mỏm đá y chang vậy nè. Mình đến đúng nơi rồi đó. Đúng nơi hả? Nhưng mà bây giờ thấy tao đói rồi, khát quá. Thôi, mày đi vô càng sâu thấy càng vắng vẻ không có ai luôn á. Biết vậy rồi, ráng nhìn chút xíu đi nha. Nhìn chút xíu đi. Thôi bây giờ chia nhau đi tìm người đi. Đi. Long ơi. Cái gì? Từ từ bình tĩnh đã. Ăn mặc như vậy chắc chắn đây là người bộ tộc ở trong cái khu rừng này đó. Qua nói chuyện với họ đi. Anh biết nói tiếng Kinh không? Không, tôi biết nói tiếng Việt thôi. Anh cho hỏi, anh có phải là người ở bộ tộc này không? Không, tôi đi du lịch. Du lịch. Sao mặc đồ kỳ cục vậy? Trời ơi, cho thuê đồ chụp hình lưu niệm. Sao kỳ vậy, có cái cây gì vậy? Selfie nè. Trời ơi. Mặc đồ bình thường vậy là gọi bước ra đứng đâu làm khỏi muốn chết luôn hả? Tôi nói nghe, hồi đó là tôi lên đây du lịch thôi. Mà bây giờ tôi lên đây kinh doanh. Kinh doanh gì? Kinh doanh nhà nghỉ. Rồi kinh doanh được không? Không. Sống về Sài Gòn sống lại đi ba. Thì trốn nợ mới lên đây nè. Đi đi nè. Nói đi. Tôi nói anh nghe. Anh mới lên đây đúng không? Mới lên. Ở cái bìa rừng này nè, thì nó lên nhiều nhà nghỉ khách sạn lắm. Người ta khai thác hết rồi. Phía trong sâu khu rừng kia kìa, nó có những cái hang động mà không ai khai thác. Tại vì anh biết sao không? Sao? Ai đã vô đó rồi là không ra được. Sao cậu biết? Nghe đồn. Ai đồn? Ai đồn? Hang Tu Gai. Bây giờ làm sao gặp hang Tu Gai đó đây? Thì bây giờ phải kiếm nó. Kiếm bằng cách nào? Kiếm bản đồ. Bản đồ đâu ra? Tôi bán nè. Tôi nói nghe nè, hang Tu Gai này rất giỏi nha. Nó là dân địa phương ở đây cho nên là đường đi nước bước là nó biết hết. Mà đặc biệt nha, hang này có một cái khiếm khuyết thôi. Cái gì? Cái gì? Thằng câm, thằng mù. Chỉ đường sao nè? Nó giỏi lắm, tôi nói thiệt. Ai nó dẫn vô cũng thành công hết chứ, mà nó không thấy nó dẫn ai ra hết á. Rồi sao mà đi được? Tính tôi đi, nó rất giỏi, hãy gọi. Được rồi, thì trả lời bản đồ nè. Được rồi, tôi sẽ gọi đó, cảm ơn nha. Gọi nha. Bình an. Cảm ơn nha. Tôi thành công, tôi về tôi hả? Trả cho. Con điện thoại đó kìa, nghe điện thoại đi, nhanh lên. Có ai chưa? Từ từ. Alo. Ông muốn. Tôi gai đúng không à? Ông muốn tôi gai muốn. À, có gì vậy? Ông muốn tôi gai muốn, anh muốn một phút. Anh đi bên tôi muốn. Anh được, anh muốn là cái cúp mà baby go go go. Chán dễ sợ luôn. Thiệt, ai để điện thoại cho con chó nó bắt máy vậy? Mày ở không nhất á, chó nào nghe điện thoại được. Cấm gọi lại nè. Ông muốn. Ông muốn. Ông muốn. Ông muốn. Alo. Hello. Alo. Có người alo kìa. Mày điên hả? Có ai đâu, mày đưa tao làm gì? Alo. Thấy chưa, vẫn là con chó của ngày hôm qua. Alo. Hello. 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 Mày cắm hả? Anh mua.
Mù mà chính xác quá vậy. Đây qua đây. Tôi là người cần sự giúp đỡ này. Anh là bên tour guide hả? Đúng rồi, tôi là tour guide đó. Vậy là chắc chắn là cái ông này là dẫn đường cho mình nè. À, tôi dẫn đường. Cái này làm gì? Nó dẫn đường cho tôi. Chắc lạc đường luôn á. Không có đâu, tầm bay tầm ba ngày xưa Sơn Tùng cũng lên đi rồi đó. Nhờ tôi dẫn đường về sáng tác và lạc trôi luôn. Ủa thiệt vậy luôn hả? Thiệt. Tôi là Long nè, đứng kế bên là Long. Ừ. Đứng xa xa chút xíu là Tân. Thấy rồi, thấy rồi. Anh tên gì? Thấy mắt tôi mù không? Thấy. Tên tôi là A Sáng á. Dữ vậy. Đây là dữ hơn tôi nhiều luôn. Sao? Nó cầm đó. Ừ. Tên nó là A Nối. Kỳ hay ngược ngạo á. Bây giờ hai người muốn đi đâu? Nói đi, chỉ cần nói một cái thôi, tôi sẽ dẫn ngay người tới. Đúng cái rồi. Chỗ đó liền. Nếu vậy thì hãy dắt chúng tôi đến cái hang động mà trước kho báu á. Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi. Dời an, dời an, dời an. Không được, không được. Sao vậy? Không được đi tới cái kho báu đó đâu. Tại sao? Cái kho báu đó ghê lắm. Có cái gì ghê? Nghe tập trung nha. Rồi. Hai anh em của tôi mới bắt đầu bước ra cái cửa nhà. Lúc đó hai anh em tôi thấy Basubi là bì. Sao khó hiểu quá vậy? Sao kỳ vậy? Nói vậy thôi mày cũng không hiểu nữa. Không hiểu thiệt. Nó lại. Basubi đó có hiểu chưa? Trời ơi, hiểu con ông luôn hiểu. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Kể cho ông nghe. Trong một ngày nọ, hai anh em mới đi tới. Tới một cái hang, tôi mới thấy một cái chuyện vô cùng kinh khủng, ghê lắm, ghê lắm. Thấy cái gì nè? Cái hang nó tôi thui à, ghê lắm. Ba mù thấy hang tôi thui đúng rồi. Không chứ, lúc đó là chưa có mù đâu. Tôi đi lột cái hang rồi, không phải hang đó đâu. Chứ cái hang nào nó thật sự có kho báu. Ông mới vừa nói cái gì? Hang có kho báu hả? Đúng rồi. Hai anh em tôi nhớ không lầm, ở cái rừng này làm gì có cái hang nào mà chưa kho báu. Tao nói mày đâu, làm gì có kho báu. Mày không. Lúc nào cũng nghe người ta nói có kho báu, có vàng hết trơn á. Ờ, không, kho báu không có nhưng mà vàng thì có thiệt đó. Vàng không phải là để ở trong hang đâu, vàng được bỏ khắp ở cái rừng này nè. Vàng khắp nơi này? Đúng rồi. Vậy tại sao tôi không thấy? Bởi vì được giam giữ bởi một linh hồn của một người phụ nữ đó. Hai đứa tôi từng là nạn nhân à. Để lấy được đồng vàng đó thì hai người phải đánh đổi. Tôi bị đánh đổi bởi đôi mắt, còn nó thì bị đánh đổi bởi giọng nói đó. Đánh đổi để được cái gì? Để được vàng. Vàng đâu? Vàng đâu? Cầm cái này, lời nguyên ở trong này có. Nhưng mà hai người nhớ kỹ nha. Hai người muốn lấy được vàng là phải hai người cùng nhau hợp sức lại, cùng lấy máu của hai người hòa chung với nhau rồi để dính lên tờ lời nguyền này nè. Sau đó mình dùng lửa mình đốt đi, lúc đó chắc chắn sẽ có linh nghiệm đó. Tôi cảm ơn hai người nhiều nha. Coi như là tôi xong việc hết trơn rồi. Đừng có tìm tôi nữa nha. Hay là đi về đi Long. Không. Nguy hiểm lắm Long ơi, nguy hiểm lắm. Không. Thì cơ hội tao có tiền thì tao chữa bệnh cho tao. Mày không biết tao đang bị bệnh hả? Làm đi. Nó xuất hiện rồi kìa. Nhớ là cẩn thận đó. Tao hứa với mày, nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ chịu trách nhiệm. Hãy cho tôi số vàng đó, đánh đổi gì cũng được, đôi mắt hay giọng nói cũng được. Đánh đổi gì? Tôi muốn đánh đổi. Long ơi!
Mày sắp chết rồi. Có nhớ lời hai thằng kia dặn không? Có một miếng vàng đánh đổi đôi mắt hay giọng nói, nhưng để có một số vàng thì buộc lòng tao phải đánh đổi mạng sống của mày. Tham lam, ích kỷ, phản bội. Lâu. Yeah, tao không bỏ mày. Yeah. Thì được, nó thì không. Đến cái giờ phút gây cấn nhất, hồi hộp nhất và khó khăn nhất thì các bạn đã đi mất đi một đồng đội. Tức có nghĩa là Lê Nam, trời ơi, chiến đấu mà mất một người, mà trong khi cả một đoạn đường chiến đấu mà lại mất như vậy thì chị nghĩ là một cái thiệt thòi quá nhiều. Nhưng chị vẫn khen Long và Tân. Rõ ràng là diễn xuất của các em nó rất là thâm thúy, càng ngày tụi em càng tiến bộ. Về hình thể, về tâm lý chị rất là thích. Còn nói về ngày hôm nay, chưa bao giờ tụi em thi mà chị căng thẳng như vậy. Thôi thì không ai có thể phủ nhận sự diễn xuất của các em. Còn cơ hội nữa thì mình tính tiếp. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Kiều Oanh. Và em xin mời giám khảo Thúy Nga. Bữa hôm á, cái nhóm em làm cái tiết mục gì mà ở trên cáp treo á, trời em biết không, ở nhà mà chị con mà chị cười, chị nói trời sao cái nhóm này nó trẻ trung mà nó năng động. Thực sự á, trong ba nhóm á, là chị chờ cái nhóm em nhất đó. Nhưng mà hôm nay thì thật sự là cái tiểu phẩm của các bạn thấy các bạn bị hơi tham mảng miếng nhiều quá. Tình huống của các bạn rất là duyên, nhưng mà Nga thấy mấy bạn bị lan man đó. Với lại chắc hôm nay tâm trí của các bạn cũng đang bị lo lắng cái chuyện là một bạn diễn của mình đã không diễn được. Nga cho chị Oanh cắt ngang là các bạn không lo lắng. Chiến đấu thay thế cho anh Lê Nam luôn. Nhưng mà rõ ràng là mình thiếu một vị trí. Chứ còn ngày hôm nay dù không có Lê Nam, nhưng thật sự tinh thần hai men chiến đấu rất là tốt. Chị xin lỗi Nga nha. Dạ dạ không sao không sao. Tại chị vì tụi em bị phạm vào nói kể nhiều quá. Mà đúng mình rồi, thiếu đi cái hành động. Ở trong hang này sẽ đụng cái gì cái gì. Còn các em lại đụng con người, và qua lời kể con người thì khó lắm. Mình chỉ còn là song tấu thôi. Mà song tấu thì lời mình nó sẽ cạn dần. Những cái mảng miếng hài của các bạn nó làm cái vở kịch đó, có đôi lúc ấy, nó bị trùng lại thì cái tiết tấu nó lại xuống. Nga cũng hy vọng là trong đêm hôm nay thì có ba nhóm cũng sẽ có một cái điều gì đó may mắn đến với các bạn. Tại vì mình cũng nên hy vọng là trong cái rủi nó có cái may, và biết đâu các bạn cũng sẽ lọt vào vòng chung kết. Thì thôi anh em mình vững lòng với nhau nha, miễn sao mình tới giờ này mình vẫn còn thương nhau ở bên cạnh nhau là được rồi ha. Một tràng pháo tay nữa dành cho hai men ạ. Xin chào tất cả bà con. Chào mừng tất cả bà con đã đến với cái xóm của chúng tôi. Cái xóm này được gọi là xóm Tam Tấu. Tại sao vì gọi là xóm Tam Tấu? Bởi vì cái xóm này chỉ có ba người. Người thứ nhất là tôi, là ông tổ trưởng. Người thứ hai đó chính là bà già. Dân và tiếp theo người thứ ba cũng là người cuối cùng, đó chính là ai? Đó chính là em của bà già, đó là bà Di. Dân kính thưa tất cả bà con, cái xóm này chỉ có ba người, cho nên là tụi tôi sống với nhau rất là chan hòa và yêu thương lẫn nhau. Nhờ em mới gặp hiểu coi, nhờ em đâu mới gặp hiểu coi. Bước ra đây, bước ra đây. Sáng sớm bà lung manh đồ màu dữ vậy? Lung manh gì? Nè, chị nói cho em nghe nha. Chị đã nói với em rồi, Tết nhất tới nơi rồi. Phải đóng tiền cáp đầy đủ đi. Để Tết nhất còn có tivi mà coi cười xuyên Việt với người ta chứ. Không đóng tiền cáp, lấy tiền đi niềng răng. Đó, rồi bây giờ không có cáp mà coi Tết nhất là sao? Dành cái gì? Bà gia sĩ bà cười đó. Chúng nó cười em. Chúng nào? Mà đâu phải chúng sửa ích đâu. Chúng cũng sửa dữ dội lắm nha mà chúng cười em. Rồi bây giờ sao? Mắc cười quá à. Bây giờ Tết nhất tới nơi rồi, giờ không có tiền đóng tiền cáp, thì bây giờ em không đóng được, thì chị đóng giùm em đi. Không đóng tiền cáp mà lấy tiền mua chó lưu về chi vậy? Chó ở đâu? Nên nè. Ủa?
Trời đất ơi, cái đầu. Cái con điền răng là tôi nè. Trời ơi, răng thiệt. Đâu đâu, y lấp lánh nè. Lấp lánh hả? Lấp lánh hả? Thầy, không có đánh mông bà già nghe không? Mệt, hai bà mới đi Tết nhất tới nơi còn hả cãi lộn lẫn nhau không nữa. Không có cáp coi chương trình Tết kìa. Bây giờ không có cáp coi chương trình Tết thì qua nhà tôi, qua nhà coi tivi. Bỏ đi cha, cha chung đừng dây cáp với nhà tôi mà cha lanh quá à. Đó rồi. Nó cắt sạch luôn rồi. Ê, mà bây giờ tôi nghĩ vậy nè, Tết nhất tới nơi thì không có gì vui. Bà già, bà đứng ra bà làm gì vui tôi coi coi. Trời đất ơi. Ủa, bà già mà chú Hề đó làm cho vui. Vậy thôi bà gì, em bà già ra làm gì vui đi. Trời đất ơi, bà gì mà chú Hề đó làm cho vui. Rồi bà là ai? Tôi là bà già. Ừ. Bà này bà gì? Bà gì? Bà gì là gì? Em bà già. Ừ, mà bà già chỉ bà gì? Ừ. Bà gì em bà già. Bà già chỉ bà gì. Ừ. Còn bà là bà gì? Bà vú. Trời ơi. Trời đất ơi trời. Trời ơi. Có một cái sự lộn nhẹ ở đây. Thôi thôi thôi, mệt quá bây giờ tôi nói nghe nè. Sao? Bây giờ á, hai bà làm cái này vui rồi mà tôi cũng chưa thấy vui lắm đâu. Vui không? Không. Không có vui thì tôi cũng không có vui đây nè. Sao vậy? Trời đất ơi, Tết nhất tới nơi mà buồn yêu à. Vậy là Tết năm nay nhà tôi lạc mất mùa xuân rồi. Trời lớn, nhà chị lạc mất mùa xuân, chắc nhà tôi lạc trôi quá. Trời đất ơi, vậy là bây giờ tôi cũng bị lạc đề luôn rồi. Trời ơi, bà lạc đề chứ tôi lạc giới quá. Thôi thôi đây, mệt hai bà quá. Tôi ước gì cái mùa xuân này hai bà lạc nhau luôn đi. Lạc nhất. Làm gì vậy? Gì vậy? Nhục. Diễn không vui hơi nhục. Nói nghe, nói nghe, nói nghe. Ba đứa mình ra nãy giờ chưa vui lắm đó nghe. Ê, nhớ có ai cứu mình không chứ để kỳ lắm nghe. Nhớ tâm tấu mà như tâm tai vậy trời. Ê, nhiều khi á cúng cầu siêu luôn cũng được á. Ê, bữa nào em với chị ra ngã ba cúng không? Cái đó tâm cô. Ê, một cô nè, hai cô nè, ba cô nè. Gì vậy bà? Thấy chưa? Đàn ông mà đòi làm cô không à. Ê, tôi nói cái dòng này là cái gì không? Cái đôi tay đàn ông mà tấm lòng là của người mẹ. Mẹ không, mẹ không? Rồi bây giờ sao? Bây giờ tôi nói nghe nè, bây giờ mệt quá. Bây giờ muốn vui đúng không? À, có vui. Vui không? Tôi biết được có một cái nhóm này. Nhóm nào? Nó ở trên xóm trên. Sắm trên ủa, sao? Hả? Ừ, nó tự nhiên tôi thấy nó bán cái gì nhiều lắm, nó kéo nguyên cái tivi này nha ha. Nó bán cái gì? Nó bán cái gì tùm lum tùm la ai biết. Nó bán tùm lum hả? Ừ. Có bán thân không? Cái gì vậy? Tôi mua tôi xài. Tôi tự nhiên nó bán thân em sao em kỳ quá à. À, bây giờ muốn mua tivi đúng không? Muốn mua mà mua tivi đâu có cái cáp đâu mà coi. Tôi có nghe nó nói luôn, nó có bán cái gì? À, cái đầu thu. Thu là bây giờ lấy cái đầu thu đó gắn vô cái tivi là bà coi tivi được rồi. Thấy được hả? Ừ. Trời hồi xưa mình coi đầu máy, giờ tụi nó coi đầu thu không à. Ừ. Rồi đợi đi, tôi kêu nó vô. Kêu nó vô đi. Ê, khoan khoan. Mà kêu tụi nó vô, tụi nó phải làm cho vui mới có tiền nghe. Đúng mình rồi. Mình hưởng tiền cho nó rồi mình muốn ủng hộ nó nữa. Ừ. Nhất định tụi mình phải làm khó nó. Vô. Mà nắm tay nhau đi vô vậy. Nắm tay nhau cho nó tình cảm cô à. À. Dạ, hai thằng con xin được chào tất cả mọi người ở đây à. Dạ, nhân dịp năm mới xin có một chúc quý cô quý vị ở đây dạ xuân phát tài như ý, Tết thịnh vượng an khang và đặc biệt mặt không bao giờ bị nổi tàn nhang. Trời ơi. Hay quá vậy. Bán cái gì vậy? Dạ, xin giới thiệu với lại cái giọng này bộ bán keo diệt chuột hả? Dạ giọng tiếp thị đó cô. Vậy đó hả? Chứ bán cái gì giới thiệu rồi lên đi. Dạ. Không lên coi. Vui lên. Tết ông mà. Này ta chưa kịp nói rồi vui vui. Ông mới không vui. Không lên đi. Giới thiệu đi. Dạ xin trân trọng giới thiệu với mọi người ạ. Bọn con là những người mang tới niềm vui cho mọi nhà mọi người à. Bọn con chính là nhân viên tiếp thị ạ à. Bọn con mang tới những món đồ rẻ nhất, những món đồ tốt nhất, những món đồ đẹp nhất để phục vụ tất cả mọi người ạ à. À. Dạ. Không biết là mọi người đang cần mua cái gì ạ? Cái gì cũng cần mua hết trơn á. Dạ, dạ ở ngoài con nghe láng thoáng là đang cần mua một chiếc tivi đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Ờ tivi bọn con có tivi. Dạ xin phép ba bà cô. Là ba bà cô. Bà ông chú đây nè. Chú nhà. Ba ông bà cô. Ông bà cô thì thôi mà. Quý quá mà ta nhìn nó rối cả đồ hình. Vâng, và sau đây xin mời tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng chiếc tivi của tụi con đó. Hay quá, qua bên này ngồi nè. Coi nó làm gì. Trời ơi. Ê, cái này quen quá bây.
nên mùa nào cũng TV là phải quen chứ cô, nhà nào có TV mà. Ê, TV này, mà lạ là sao? Cái này là cả bộ lạc coi hay sao bự dữ vậy ba? Dạ, đây là chiếc TV thông minh đúng không? Ê, trời ơi, đừng quá thông minh. Tôi vô truyền hình này, đây là mặt sau. Dạ, sao vậy? Cô lại đây. Cô ơi, đi vô lại đây cô. Mời cô nhớ. Đây là một chiếc TV rất thông minh, không cần cáp, không cần dây điện. Cô có nhìn thấy gì không? Không. Cô bị mù à? Vừa lắm. Cô nhìn kỹ đi, cô nhìn thấy gì không? Thấy. Thấy gì không cô? Toàn người nổi tiếng mà không thấy à? Tao nói tao thấy mày điếc hả? Ờ, thấy hả? Tại con tưởng con vẫn là con nghĩ cô bị mù. Rồi cô thấy gì nào? Cô có thấy giám khảo xinh đẹp Kiều Anh không? Thấy, thấy, con thấy. Cô có thấy vận động viên Cử Tạ Vân Sơn không? Thấy, thấy. Đó, cô có thấy trời ơi anh Dương Lâm Đồng Nai không? Không có thấy, chỉ thấy cái sóng mũi thôi. Đó. Dạ. Đây là một chiếc TV rất thông minh. Ê, TV thông minh là khán giả không thấy diễn viên thấy toàn khán giả không ha? Dạ đúng rồi. Rồi mình coi làm sao? Thì mình thích thì mình coi thôi đó. Bây giờ đi vô trong đây là coi. Ví dụ cô muốn anh Dương Lâm làm gì này? Mình muốn anh Dương Lâm thôi con gây điều kiện đi cho vui. Anh Dương Lâm hát một bài đi. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Go! Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Rồi lẹ đi mấy đứa ơi. Chuyển kênh đi, chuyển kênh đi. Rồi chuyển kênh nha. TV là ngộ, nghệ rồi Hồng Thanh. Phan Phan, hình như là mình có gì ngược đời rồi. Có gì ngược đời cô? Tức là cái người coi ngồi đây chỉnh kinh nào diễn viên trong đó phải diễn. Đúng rồi. Đây để em nói. TV của tụi em rất là hiện đại, những TV khác đó là sao? Là chúng ta xem TV là phải chỉnh đài, nhưng đặc biệt TV của chúng ta là phải điều khiển được diễn viên. Dạ bây giờ cô có muốn mua TV này không ạ? Bây giờ chưa thử rồi, phải có cái gì hay chứ. Bây giờ thử quá trời rồi mà cô. Bây giờ tôi muốn coi cái TV, tôi bấm sao TV phải hát. Đúng rồi. Cô bấm đi con. Chứ tự nhiên ở trong đó chọn tôi sớm chứ bắt tôi múa hoài, sao tôi múa. Tại cái này là TV thông minh mà con. Bây giờ bước vô tôi bấm. Dạ. Tin buồn nè. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Chồng cha anh chúng tôi là cụ Trần chắc chết. Sau một thời gian lâm bệnh quá nặng, sổ mũi nhức đầu, viêm mũi viêm xoang. Tuy đã được các bác sĩ trong bệnh viện thú y 113 tận tình bớt mũi và nhận phong bì. Đổi kênh. Phim hoạt hình đi. Hoạt hình. Hoạt hình. Nàng tiên cá. Ủa Tom, Gia Ly, bạn đi đâu vậy? Ôi, mà để xem Cừu Xuyên Việt. Bạn ăn uống gì chưa? Chưa. Dạ, Tom và Jenny xin chào tất cả các bạn. Chưa có được hết. Tiếp luôn, dẫn tiếp kênh hoạt hình. Hoạt hình tiếp phần 2. Tom ơi, sao bạn? Mình thèm bị gỏi quá. Ừ, tí mình mua cho. Dạ, Tom và Jenny xin chào các bạn. Phần 3 luôn, phần 3. Coi tới 15 phần là thôi cô ơi, bọn con chú bán cái TV chú. Hả? Nãy chú quảng cáo TV bên cậu con không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đem cho con 10 cái liền nha, cảm ơn. Trời ơi, trời ơi, mà nó làm như kẹo đem 10 cái. Trời ơi, tại họ nó trong nhóm tụi nó không đó chứ đâu. Nó sợ tạo. Tụi bay muốn người quảng vô bà quảng bá TV heo. Dạ không có đâu cô, người ta thích người ta mới mua một chiếc TV thông minh như vậy. Mà tại sao cô không mua là sao? Cái TV này rồi bây giờ thì ngoài cái chức năng mà bấm đài nào nó có ứng bài đó thì bây giờ còn cái chức năng nào nữa không? Không hết chức năng rồi cô, con bán được cái TV không lời được bao nhiêu, bây giờ vào đây cô đầy quá. Thôi bây giờ bọn con sẽ giới thiệu những sản phẩm khác. Giới thiệu đi. Dạ. Này tạm thời mua đi, để em để vô. Dạ dạ. Rồi. Còn bán gì nữa? Rồi, nó còn ở đây mà cô. Tivi tụi con cô đẩy lung ta lung tung vậy. Đây. Mày bán mà mày khó mà. Không giữ đi chứ. Thư đại thường. Cái con quỷ là kia ra, con quỷ seri nha. Tôi thấy giống cái con bạc ta lắm rồi nha. Như con thấy thì nhà mình đang chuẩn bị đón Tết đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng. Tết thì các cô, các chú có dùng rượu bia không ạ? Có chứ. Dạ, và sau đây là sản phẩm bia. Bia, bia mộ hả? Trời ơi, lâu quá không gặp. Chú là kìa. Đã ăn chơi tè lè, đi về nhà vợ nói là phải nghe. Vợ dặn khi đi nhậu, nhớ mua ngày món ngon về nhà. Vợ... Ai? Sáng sớm đi nhậu rồi, không về. Hôm nào tôi xỉn tôi về. Vô. Nhớ đi luôn chứ quay mà về đây. Vô. Hả? Sao bia rồi chưa về? Hôm nào tôi xỉn tôi về. Uống cái bia gì lâu xỉn vậy? Bia truyền thông can, an khang thịnh vượng, mát gan bổ thận. Một người uống, hai người vui. Trời ơi, hay quá. Bia truyền thông can. Đó hay. Mua mà. Mua mà. Mua. Dạ, không mua là em báo ông đốc
cho nó khác liền. Mua mua dạ. Mua rồi nha cô, nói dạ, mua dạ. Một sản phẩm mua rồi. Qua đây, để qua đây liền, để cho bạn cho cô. Cô mày đưa cái này ra dễ gì không dung dám mua mày. Dạ, cô không? Dạ, cô uống bia thì cô có sợ nhức đầu không ạ? Sợ. Đó, và sau đây là sản phẩm thuốc nhức đầu. Đâu? Quảng cáo sao cho đâu? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nhức đầu không? Không nhức. Trời ơi. Nhức đầu không? Mày nhức đi. Trời đầu không? Không nhức. Tại sao không nhức? Tại vì để uống thuốc nhức đầu, hiệu đầu lâu, còn lâu mới nhức. Còn vui à. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Thôi, đây. Còn gì nữa? 30 chai. Mua, mua. Trời ơi, bán được 2 món phim. Còn cái gì nữa? Lộn chai, lộn chai rồi. Lấy lộn chai gì vậy? Trời ơi, thuốc này ba ơi. Trời ơi, trời ơi, mừng quá, quý uống lâu rồi. Cô cứ coi bọn con là hàng tạp hóa đi. Rồi bán cái gì nữa không? Tết thì cô thường trưng cái hoa gì ạ? Sẽ qua mai đó, nguyên buồn đó. Đúng rồi. Hình như là bị sâu đấy. Hả? Bị sâu nè. Ủa, mai bị sâu hả cô? Ờ, bị sâu. Trời ơi, Tết mà cô trưng mai có sâu là xui lắm. Ê, sao đây là hồi nào giờ là bông chỉ có ông có đậu vô chứ có sâu không? Sâu bông là sâu. Sâu đục thân. Mày giỏi quá, bắt sâu đục thân không? Cô có học sinh học không? Thôi vậy, ví dụ mà sâu nhiều quá có cách nào không con? Có chứ cô. Cách sao? Lên, lên. Nửa tấu nữa hả? Vâng, mùa xuân là mùa của nỗi nhớ, là mùa của những con tim thường lén để tìm nhau, là mùa của những trái câu xanh duyên với lá trầu cùng chú rể và cô dâu trong ngày vui hạnh phúc. Mùa xuân này cho em ngày đám cưới, cho em miếng trầu thắm đỏ làn môi, để khi anh thấy em đứng em ngồi cho anh ngắm anh nhìn non con mắt. Em gái ngày xưa nay đẹp lắm, có phải em là nàng công chúa thiên nga từ chín tầng mây rơi xuống sân nhà cho anh hạnh phúc đến một ngày em xin đám cưới mà. Kính thưa quý vị, và ngày tết là phải có đám cưới, và ngày tết phải có hoa mai đó. Hoa mai là phải có sâu, cho nên không thể thiếu thuốc trừ sâu. Sau đây là thí nghiệm của chúng tôi. Trời đất ơi, bà con thấy chưa, người còn chết huống chi là sâu. Trời đất ơi, hay quá. Ơi, công nhận cái chương trình này nhân văn nghe. Lấy mạng người ra thử nghiệm. Chú ơi, chú gì đó, nước từ sâu không? Đem đi qua 100 chai nhanh nha. Cảm ơn. Okay. Bác lấy con nhỏ lại cái con đó vợ cha đời đó. Mày muốn mày tự tử hay mua 100 chai chứ? Nước thua thì mua 100 chai. Cô đang làm hành động gì vậy? Có bán kem đánh răng không? Con nhớ mặt cô rồi nha. Có bán kem đánh răng sao? Mặt nó mà nhớ thì sao? Cô là... Tao là cái gì? Thị gì? Thánh chửi đúng không? Tao biết chửi đâu mà thánh gì không thánh. Nãy giờ cô thấy cô chửi lắm, cô có muốn không chửi không? Muốn. Long chửi nó lấy gì nó ăn? Vô gì cái gì? Tao nói mày là cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật ha? Cái thứ quá trọng quốc gia quá cầu. Tao nói mày là cái đó. Cái gì mà hết chửi vậy? Hút mũi ăn vô hết chửi. Ê, tao bị hô. Hút gì hay vậy? Cát hồ, ăn vô hết hồ. Trời đất ơi. Cô ơi, cô đẹp toàn diện, khỏi đi phẫu thuật rồi đó. Trời ơi. Hay mày nha mày. Thích nhất cái câu mày thứ là... gì chứ mày thứ bảy chủ nhật. Im đi. Mày vẫn đời mày gian ác nghe. Lên. Quật đó kìa. Nó diễn đó kìa. Hey. Kẹo rung, uống vô rung mở bụng, xoa tan mở bụng, không còn mập nữa, dành cho Gia Bảo. Trời ơi. Nó bán bổ không chừa một ai. Bây giờ có thuốc gì cho anh bạn tôi luôn không, bán luôn đi. Có thuốc tiệt bóng không con? Không. Không có. Nè. Chung một tim nha. Yên tâm. Chúng sanh làm chứng, nãy giờ có nói câu nào? Yên tâm. Có thuốc đó là cha đời chú uống lâu rồi, hiểu không? Bây giờ có bán cái gì nữa không? Yên tâm, bây giờ nó hết món hàng nó bán. Hết hàng rồi phải không? Tôi lấy cái đồ của mình ra cho nó bán. Quảng cáo giùm tôi đồ tôi nghe. Dạ. Bọn con là dân chuyên nghiệp mà cô đưa lấy ra đây. Bất cứ cái gì ca ra là con quảng cáo được hết. Đây nè. Rồi đưa nó đi. Rồi. Này cái gì vậy? Nè quảng cáo giùm này coi. Quảng cáo giùm đi. À này là lăn nách nè. Trời ơi, cái con thị á. Bực bội chưa kịp nói lăn nách. Ê ê, cái này là cái gì vậy? Anh nhớ lại nó mới ghê. Cái này là gì? À, nhớ rồi. Dầu gội đầu. Dầu gội đầu. Cưng. Dầu gội đầu. Thích hợp với mấy cái tóc như cưng nè. Hai, ba, làm. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, là chuyên gia về phần đầu, tôi có thể khẳng định với quý vị và các bạn một điều rằng gầu hiện nay đang là một nỗi lo lắng lớn nhất của các bạn trẻ. Các bạn rất sợ rằng gầu của mình có thể bay mù mắt, các bạn đằng sau ra nhìn trộm mặt chảy đầu. Như thế này các bạn không lo lắng đều được nữa, các bạn thời gian đang rất dài. Chúng tôi đang nghiên cứu chế tạo ra một loại sản phẩm đó chính là dầu gội đầu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dầu gội đầu này sẽ sạch tất cả các
này gầu sạch cả gầu mẹ lấy gầu con, còn gầu bố không ai nấu cơm cho ăn rồi chúng sẽ sạch luôn. Vâng, mua dầu gội đầu đi. Hay quá. Kiếm cây khác, kiếm cây khác, kiếm cây khác. Còn cái gì nữa không? Cái gì bây giờ ta ơi? Mày quảng cáo cho tao cái lu này coi. Tao hả? Mày quảng cáo cho tao cái này đi. Rồi mày nói sao, mày nói đi. Cái lu này cô xài để làm gì vậy? Không biết nữa. Cô phải là xài làm gì, cô biết con quảng cáo tao đâu. Phải làm cho nó sạch chứ để nó dơ vậy. Ngủ tư thế bị khơi, bạn yếu điều mới lạ. Ngủ tư thế chiến binh, bạn mạnh mẽ kiên cường. Ngủ tư thế nhạc công, bạn suốt ngày năng động. Này đã có loại mới dài chưa đến 3 ly vừa khích cơ thể bạn. Đây khăn đa năng. Khăn đa năng ngoài chức năng là một cái khẩu trang che bụi. Nó còn có thể lau chùi được cái thùng phi rất là sạch sẽ luôn. Thấy nha, tao kêu mày quảng cáo dùng cái thùng phi mà. Thì trước tiên quảng cáo thùng phi thì con phải quảng cáo cái này nó vệ sinh thùng phi. Dạ con muốn hỏi cô cái thùng phi này kích thước bao nhiêu ạ? Không có biết, đoán đi. Trời, cô xài thùng phi mà nó xài tao cũng cỡ cái hòm mà con. Cỡ cái hòm hả? Rồi, nó dùng để đựng gì cô? Đựng nước. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, nước là một... một cái gì? Một quảng cáo có lúc bị vấp đó cô. Giặt ra về. 90% cơ thể chúng ta là nước. Vì vậy chúng ta rất cần nước. Mọi người cần nước thì phải đựng nước. Hãy tới với mua thùng phi này để đựng nước đi nào. Thôi. Ê, cái bài giang con hay, ai cũng làm được hết á. Làm chưa có hay quá đâu. Phải có những quảng cáo nó chân thật. Cô hiểu không? Sao mặt con hoang mang quá vậy? Phải có những quảng cáo. Bây giờ con tưởng tượng này thùng xăng là con quảng cáo làm sao? Dạ vâng thưa quý vị và các bạn. Ai trong đời chúng ta cũng phải đi xe. Đi xe thì phải dùng xăng. Mà muốn dùng xăng thì phải lấy cái gì đựng? Lấy thùng đựng xăng. Mua thùng đựng xăng đi nào. Được chưa? Ê nói nghe. Giờ thí dụ bạn muốn bán tao mà giới thiệu tao coi. Quảng cáo bán giùm chó này coi. Leo lên rồi. Cái này không em leo lên à. Rồi. Rồi đó. Các bạn trời ơi. Ai trong số chúng ta cũng mơ ước lấy được một người phụ nữ đẹp. Nhưng đâu phải ai cũng lấy được phụ nữ đẹp. Trên đời này còn những phụ nữ xấu. Những người phụ nữ đó biết phải làm sao, biết kiếm những người ở đâu. Đây là một người phụ nữ đang trong tâm trạng buồn. Nhe răng ra đi. Nhe răng ra đi. Há mồm nhe răng ra. Trời ơi, mày điên mày hả? Trời mưa mà nó đổ cái nón lưỡi trai mà vẫn ướt cái mỏ. Là sao? Ê, tính ra đó là giới thiệu gì không ai mua tao luôn á. Thì có nắng từ từ mà. Rồi giới thiệu tiếp. Minh Dự đây, ai mua không? Bây giờ đổi người khác tao đi. Con người đó nói hoài vậy. Rồi con vô giới thiệu bán giùm cô coi. Đứa khác quảng cáo bây giờ một bà này mà từng đứa quảng cáo bà này chừng nào bán được bà này thôi. Cô mắc bán lắm rồi. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay hãy hỗ trợ em một chuẩn bị một sản phẩm mới. Đó là một người phụ nữ rất là đẹp gái xinh tươi. Hiện tại cô ta đang bị ế chồng. Vâng, sản phẩm là chúng em là tặng kèm thêm một mái che mưa. Dạ. Chúng ta có thể là để che mưa hàng ngày được ạ. Dạ, ai là ai ạ? Dạ, anh trai không ạ? Dạ, hốt đi anh. Dạ. Rồi, giờ tới người khác bán, rồi, tới người khác bán. Rồi, tới người khác bán, tiếp tục. Chừng nào có người dưới mua rồi thôi. Đúng rồi. Chia tiền đều mà sao mày chậm vậy? Còn quảng cáo không được á, là tao tự theo không mày miễn phí à. Rồi. Kính thưa quý vị, tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người của chúng ta một trái tim. Nhưng chỉ với một nửa yêu thương. Và nhiệm vụ chúng ta phải tìm một nửa yêu thương còn lại. Mà để một nửa yêu thương nó có ý nghĩa hơn, tại sao chúng ta không tìm đến một người phụ nữ không được đẹp lắm? Bây giờ ở đây có ai mua người phụ nữ này không? Tôi mua. Tôi sẽ trả lại cho anh 500 ngàn nếu anh mua. Mua rồi. Trời, bé bán luôn thằng bạn tao giùm luôn đi. Bạn bé bán được quá bán chung rồi. Rồi để đi mày. Rồi được rồi. Bây giờ bán rồi còn ai mua đâu, bán luôn đi. Không ai mua đâu. Hàng này hết nát rồi chứ. Không ai mua luôn á. Ngoài ba đó cái gì? Hết hàng sử dụng. Nó nghe nè, cho tôi trở về quê hương cũ đi. Sao vậy? Hồi nãy giờ thấy tụi này nó bán cái thiệu đồ cũng hay lắm rồi. Coi bộ Tết tôi vô nhà mình là vô nhà vô cửa đó. Chịu à nghe. Đồng ý rồi nghe. Đồng ý rồi. Mua đồng ý rồi.
Để tôi nói cho nghe, tôi đại diện cho hai bà này. Vô đây mà vui vậy là phải có quà, có thưởng chứ. Mấy đứa chuẩn bị chưa? Trời ơi, có quà nữa hả? Có bao lì xì ngày Tết hả con? Dạt xuống. Dạ. Mấy đứa chuẩn bị chưa? Ở trong đây có năm... da nặng quá. Ở trong đây có 5 cái bao lì xì. Mỗi một cái bao lì xì có mệnh giá 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu và lớn nhất là 5 triệu. Trời ơi! Ai bức hên thì lấy 5 triệu. Rồi! Ừ. 5... Rõ lên! Khoan! Có cái gì cũng phải từ từ, bóc về mặt thì vui lên, nhúc lên đây này nè. Tiền lên khó, đây nè. Tiền khó từ từ lắm. Ngồi đếm nút đi, mình nói câu gì cho vui đi. Mày nặng ra từ từ, nặng ra từ từ. Nặng ra, nặng hồi hộp lên. Nặng. Số 0 rồi đó. Bao nhiêu vậy bà? Xin lỗi mọi người. Cái đầu nhọn rồi. 4 triệu đồng. 4 triệu. Hay quá. Đỡ được 3 triệu rồi. Mấy đứa hay quá. Rồi sao giải quyết đi. Rồi bây giờ nói chung là con cầm cái đó đi qua Tết qua lãnh nha con. Qua. Chứ Tết nhất đâu có ai cho rút tiền đâu con. Cầm đi xuống xuống lát vô lãnh được không? Dạ. Dạ cảm ơn. Con cảm ơn cô. Vậy là tụi mình nhiều. Cảm ơn tụi con nha. Vậy là chịu nha. Dạ con thua 2.5 con về. Rồi. Vâng, xin chúc mừng cho những chàng tiếp thị guitar. Rất tuyệt vời phải không quý vị? Và chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là những tình huống này không hề được biết trước và không hề được tập luyện trước. Một tràng pháo tay dành cho guitar. Xong cái tiểu phẩm thì vui hết sức luôn. Không ngờ là được khán giả ủng hộ mà vỗ tay như vậy. Mà cả nhóm cũng không nghĩ được như vậy luôn. Cả nhóm bước vô cái vòng thi này, cách đó 10 phút là ban tổ chức đưa ra một cái tình huống là gì? Cả nhóm tiếp thị đi vô trong cái khu nhà trọ đó và ban tổ chức mới đưa những cái sản phẩm để mình tiếp thị. Trong đầu không có một cái gì hết và anh em ở đây bàn nhau và cuối cùng lên tung hứng sao mà ăn quá chứ. Nói chung là lúc mà đưa đạo cụ là 10 phút nhưng mà ngồi hết 5 phút để nhìn cái đạo cụ không biết làm cái gì. Chỉ còn là 5 phút để suy nghĩ ra. Chị Nam Thư, chị thấy thế nào? Em thấy chị đứng là chị nhảy muốn sập sân khấu luôn á chị. Nói chung là Thư không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Thật sự là cái nhóm này quá kinh khủng khiếp. Bao nhiêu thời gian thôi, thảy ra cái gì cũng làm được hết. Mạc Giang Khoa quá duyên dáng, một mình em là gánh tim. Lúc đầu là lên là Thư thiệt tôi lo lắm, tại vì anh Đời. Và anh Đời với lại Mạc Giang Khoa thì giọng miền Bắc. Rồi ông Đời á, thì cái giọng ông miền Tây. Hai người là nó chéo ngoe lên mà ông nào ông cũng nhanh hết. Nói sợ khán giả là không hiểu. Mà ra là thấy ăn quá thì ăn bây giờ. Quá tuyệt vời rồi, thực sự các bạn làm như vậy rất là áp lực cho những nhóm sau. Đơn giản, ngắn gọn thôi. Lai đậm. Yes, lai đậm. Đem đem, đan đan. Anh cảm nhận sao về những đồng đội của mình? Khi mà ra rung thật sự tâm lý rung thiệt. Nhưng mà bây giờ anh thấy một điều là mình không tập, mình ra nó duyên hơn lúc mình tập đó mấy đứa ơi. Lúc mà tập thì ra chắc khỏi tập vòng sau, khỏi tập được không? Đó, mỗi lần tập đó là nhóm cãi lộn, nó rồi ba tay rồi bỏ dìa rồi giận nhu rồi cãi lộn rồi bỏ dìa hết trơn. Đó mà giờ ra thấy anh em đoàn kết vậy vui quá, vui luôn. Nói về vấn đề cười thì để cho mấy anh chị khác nói, tại vì mình trung đội mình nói mình nhận xét cũng kỳ. Nhưng mà ngày hôm nay thấy mọi người nãy giờ mày khen không rồi đó. Dạ khen là cái tình đoàn kết, tình đồng đội thôi. Hay quá mấy đứa ơi. Anh chú Đời nữa, hay quá anh Đời ơi. Một cái lo hả? Tụi mình cũng là đưa cái đậu cụ đột xuất luôn. Lúc đó trên sân khấu là chỉ thấy cái chai thôi, không biết đó là chai gì. Lúc chỉ đó, đưa ra thôi là biết. Nghĩa thấy cái chai là Nghĩa đưa ra cái chai vòng cái đầu. Bảo thấy cái thùng phi là Bảo đẩy cái thùng phi ra. Cuối cùng hết đậu cụ đó. Đẩy như cuối cùng đẩy bà dì này quảng cáo coi cho cái người vô mua. Thì thật sự mà nói là đội đó phải nói là một đội đúng là kỳ tài thật sự. Hồng Thanh ơi, em ngồi em có run sợ không Hồng Thanh? Trời ơi, em đã lắm luôn á. Ngang nhau hết, làm cho một tiết mục quá xuất sắc, quá hợp lý và xử lý thông minh. Ba bà kia thì chặt nhau, bị chặt quá trời chặt luôn thiệt. Cảm ơn mọi người, một tiết mục quá xuất sắc. Em cảm ơn mọi người, cảm rất ơn nhiều. Hồng Thanh. Chị Bu Ca, bữa nay chị bỏ sĩ xin sao hụt lụ hả chị? Thật ra thì nếu mà xem không nói là ứng biến thì chắc mọi người sẽ không biết là ứng biến đâu. Người ta nghĩ là sẽ có tập vợt trước á. Tại vì mọi người bị khựng khựng khi mà Gia Bảo thử thách một chút xíu thôi. Còn tất cả thì trao chú hết, mọi thứ nó hoàn hảo mà đem lại tiếng cười rất là nhiều cho khán giả. Và kể cả Buka cười quá trời cười luôn á. Họ rất là giỏi. Và nhất là Mạng Nhân Khoa rồi miệng mồm rất là lanh lẹ. Có nghĩa là bạn ấy nhìn cái gì là bạn ấy đột xuất là nghĩ ra những cái câu thơ, những cái câu đọc. Cái gu của Mạc Văn Khoa là giỏi về lời. Cũng có những cái may mắn bởi vì là Khoa là hay mất ngủ, hay nghĩ mấy cái linh tinh, ví dụ như mấy cái tin buồn, mấy quảng cáo thì cũng may mắn là cái như cái quảng cáo hay là tự nhiên anh Bảo nói cái tin buồn cái mình chợt nhớ trong đầu mình có cái đó là mình nói ra.
thì nó cũng một phần may mắn. À, nói chung là anh em chơi thoải mái. Người nào cũng có duyên hết. Và đặc biệt Khoa nè, anh Sơn nè, Nhu nè, Ba Tây nè, anh Đời nè. Nói chung là cả nhóm luôn á. Tại sao mà có thể mà ứng biến mà nói chuyện mà không dấp luôn á. Nói rất là nhanh mà không dấp, rất là nể. Tuyệt vời. Xin cảm ơn Buka. Nói về cái tài năng mà nói nhanh mà không dấp thì không ai qua lại chị Kiều Anh. Chị Kiều Anh. Chị Kiều Anh, chị thấy như thế nào hả chị? Hồi nãy Dương Lâm nói có một câu rất là hay. À, mấy đứa ơi, thôi đi, thôi mình có tập đi, mình tập. Nhiều khi cái lộn này kia rồi căng thẳng rồi cái hài nữa. Nhưng mà không có vui em ơi, bây giờ nói chung là mình có tập cho người ta. Mình cũng biến cái thấy như vậy, nó có bộ nó hay hơn, mọi người quan nghênh hơn. Khủng khiếp nè. Chị chỉ nói như thế này thôi. Nhớ của các em ngày hôm nay với một cái đề tài như thế này thì chị thấy thiệt tình đó mới là đủ ngang, đủ sức, đủ tầm, đủ tuổi các em. Tại vì biết sao không, nếu mà muốn đi đến kết cục kết quả mà coi như để thành công rực rỡ thì các em cứ giữ phong độ này. Chị nghĩ trên dưới cái phong độ này thì nói thiệt xin lỗi các em, mấy đứa nó chạy xe hơi cũng không bằng chứ đừng nói mình đi. Xuất sắc, trời ơi, chị Kiều Anh em mê chị quá. Sao có thể ta? Bây giờ qua tính Sơn mới mệt mệt. Anh Sơn. Sơn. Sao anh? Sơn Quỳnh. Vụ gì? Anh nói với tốc độ như chị Oanh được không? Không, anh nói không được đâu. Tại vì bình thường chưa lộn không lại rồi. Thành ra thiệt ra đó, cái tiết mục này là một tiết mục khó chứ không phải dễ. Nhìn các bạn giỡn vui vậy chứ nó khó lắm. Cái này là nó đòi hỏi cái sự sáng tạo và nó đòi hỏi cái sự ứng biến nhanh nhẹn, lanh lợi, thông minh. Làm sao để mình có thể mình làm được tất cả những thử thách của các bạn đưa ra mà phải tạo được tiếng cười và phải tạo được sự hợp lý. Cái không khí ban đầu nó ao ao là bắt đầu không khí đi mà nó cảm thấy rất là đã. Sao cái tự nhiên thấy mạnh quá vậy, xung luôn cái nào ra chặt lên áp khẩu luôn. Cái ngày hôm nay nè, cái tiết mục này nè là cái sự chứng minh các bạn diễn, các diễn viên hài của chúng ta cực kỳ thông minh. Thường thường người ta hay nói là diễn viên hài á là sau này hài nhảm thế này thế kia, nhưng mà thực sự đó các bạn không nhảm chút nào, các bạn không có xà một chút nào hết. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái miếng các bạn quăng ra, tất cả những câu nói các bạn quăng ra, tất cả những cái hành động các bạn đưa ra, nó đều có cái lý do để các bạn làm. Đây là một cái rút kinh nghiệm. Tất cả những hành động, những lời nói trên sân khấu chúng ta đều phải có cái lý do để chúng ta bung nó ra. Chứ không phải là sân khấu nó nguội quá chúng ta té một cái cho nó cười, cái đó là xàm. Hôm nay anh Sơn ngồi dưới này coi đã lắm. Và hôm nay anh Sơn có một lời khen đối với các em. Đây là các em cực kỳ thông minh, các em cực kỳ nhạy bén, các em cực kỳ tỏa sáng trong tiết mục này. Hết. Xin cảm ơn nghệ sĩ Vân Sơn rất nhiều. Khoan, cho Thư xin nói thêm. Hay quá, xuất sắc. Xuất sắc. Cho Thư xin nói thêm gì. Khán giả coi truyền hình người ta sẽ thắc mắc, ủa TV đâu ra thuốc rầy, chai thuốc rầy đâu ra, tất cả những cái thứ mà bạn, những cái vụ của đội kỳ tài mình quảng cáo đâu ra. Và kính thưa quý vị khán giả là trước khi lên sân khấu, ban tổ chức thảy cho một đống đạo cụ đó lên làm đi đó, và các bạn trong vòng chưa được 5 phút trước khi bước ra là phải xử lý tất cả. Tôi giải thích như vậy để quý vị khán giả truyền hình coi là thấy, ủa sao thắc mắc ở đâu ra. Không phải, trước khi lên sân khấu 5 phút bước lên cánh gà rồi xong bên hậu đài ra đạo cụ đó, đạo cụ ra mừng đi, để cho quý vị thấy là đây, kỳ tài thì đúng là kỳ tài lộ diện. Với cái phần thành công của đây là nhờ Mạc Văn Khoa lắm. Mạc Văn Khoa thì chỉ là khách mời thôi, không có phải là thành viên trong nhóm. Chị Nam Thư nói là tại vì là mê Khoa quá. Bây giờ Khoa ơi, Khoa hứa đi, bây giờ nhóm phập phòng lo sợ lắm. Khách mời có nhiều khi bỏ dòng này sợ lắm. Như dòng sau nó năn nỉ Khoa ơi, bây giờ sẵn chương trình đây Khoa hứa đi, theo nhóm suốt tất cả các dòng được không? Chị có cái câu như thế này nè, em thuyết phục Khoa em phải có chiêu. Sao chị? Là như thế này nè Khoa ơi, thật sự ngày hôm nay á, mà nếu mà nó có thành công rực rỡ như vậy á, là không phải do chỉ một mình em đâu, nhưng mà tại vì tính đồng đội của các bạn rất là cao. Khi bạn này nói, bạn kia đã nghĩ, bạn kia nói, bạn nghĩ, tất cả đều nhảy vô để cứu tất cả. Nói chung là tính đồng đội rất là cao, cho nên em mới ra được có tiết mục hoành tráng như thế này. Cho nên cần phải xuất hiện có mặt của Khoa, đừng bao giờ vắng mặt. Rồi Khoa hứa đi, trên sóng Khoa hứa là sẽ theo đội suốt chương trình đi. 3 năm rồi anh em, từ khi lúc em thi xong thì em chưa biết gì sân khấu. Em thi thì cũng may mắn được làm nghề, thì mà có những anh em thì không được làm. 3 năm trời có những anh em mới được gặp nhau. Em thì xả thân hết đó, ví dụ anh em cần thì gọi. Tóm lại là chúng em sẽ đi tới khi nào bị loại thì thôi ạ. Vâng, tuyệt vời. Và bây giờ tôi cần lắm một cái ôm. Trong cái hài, nó cần nhất là sự đoàn kết, sự yêu thương.
và sự thoải mái, chứ đừng có căng cứng và đừng vì một cái lý do gì đó mà mình cự cãi lẫn nhau. Vì cái hài á, là em phải thật sự thoải mái thì cái sự thông minh, sự sáng tạo nó sẽ ra. Hồi nãy chính vì tụi em không lo cho tụi em, lo cho những người bạn của mình, cho nên khi mình lo cho người đó là mình sẽ thành công. Cái đó chị nói thật sự. Vô tình huống mà mình ứng biến là thì rất là run và rất là gọi như là hồi hộp, bởi vì bọn mình cũng chỉ là những diễn viên trẻ thôi, cũng chưa có đi diễn nhiều, thì cũng rất may là như ban giám khảo nói là phải có một tinh thần đoàn kết và một sự thoải mái đó. Anh em thật sự tới vòng này đưa ra là thôi chơi hết tinh thần đi, thoải mái chơi nhau đi, mấy năm trời mới được diễn chung với nhau và thoải mái. Nên cứ giữ phong độ này thì bảo đảm tụi em sẽ có những sản phẩm rất là hay và rất đẹp. Xin một lần nữa chúc mừng nhóm kỳ tài. Nói chung là đó là một cái phần thi phải nói là cũng rất là thành công của các bạn, được ban giám khảo cũng như là ban bình luận như quý vị khán giả rất là sung mà gọi là rất là cổ vũ. Xong cái vòng này là mọi người rất là khỏe luôn, và mọi người thấy rất là mệt nhưng mà trong lòng sao vui đó, thấy không? Thôi hy vọng là tất cả mọi người là hãy đồng hành cùng nhóm và ủng hộ cho nhóm hết mình nha. Dù có kết quả như thế nào thì mình cũng chơi hết mình. Đúng rồi. Đúng rồi. 2, 3 yeah. Vâng, tiếp theo sẽ là nhóm đặc biệt. Một nhóm đặc biệt. Nhóm đặc biệt đó tên là Tú. Làm gì vậy? Đang lại cây. Chứ vậy? Thôi mày không biết gì hết hả? Không. Cái cây này nghe đồn là cái cây mai thần kỳ nha. Mình lại mình xin lọc một cái là có tiền trong bao thi liền á. Không tin nè, để dở cho con. Biết rồi. Là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu. Đó, thần kỳ lắm. Nhưng mà lấy tiền làm gì? Có tiền lương MC riêng mà. Biết rồi, nhưng mà cái tiền lương MC nó không có đủ giúp đỡ người ta. Giúp đỡ ai nữa? Những đứa trẻ cơ nhở. Cơ nhở? Không biết ở đâu cơ nhở mà cơ nhở nó kéo một sớm qua đây luôn. Trời đất ơi. Nó kéo một sớm qua tới đây luôn. Kéo một sớm qua đây. Chắc nhờ sự giúp đỡ trong này hả? Ừ, chắc là nhờ bà cô, bà dì, ông chú trong này nè. Trời ơi, hai mấy người này á, ai cũng khó tính hết trơn à, tụi này giúp làm sao? Không biết nữa, nói chung là đang cần sự giúp đỡ dữ lắm. Thứ một tiếp theo là dành cho đội The Beat. Có nghĩa là các em nó còn trẻ quá. Đó, giống như trưởng nhóm đó là Minh Nhật. Thì thật ra Minh Nhật cũng là đàn em. Thì chưa kể mấy học trò của Minh Nhật là còn là đàn cháu tụi mình nữa. Nhưng mà được cái là các bạn trẻ nó có sự thanh xuân, nó rất là tươi mới, rất là năng động. Nhỏ, con nít hồn nhiên muốn nói gì nó cũng làm. Và nó rất là dễ thương. Chính vì vậy á, cho nên là anh đạo diễn Diệp Tiên mới cho cái nhóm nó đúng với cái màu sắc là hát lô tô. Đó, có nghĩa là hát lô tô, kêu lô tô. Con mấy cờ ra mà con mấy gì đây, mấy gì đây. Đó, đó là điệu lô tô quen thuộc của chúng ta mà khi mà chúng ta hay nghe. Để cho quý khán giả biết rõ hơn là tại sao anh Tú lại làm như vậy, đó chính là ngày hôm nay nhóm The Beat đại diện là thầy Minh Nhật, chủ đề của nhóm đó chính là hát lô tô. À, căng thẳng ha các bé. Thật ra là khi bị biết được chủ đề lô tô là hơi bị căng thẳng á. Nhưng không phải đùa đâu, thì lô tô đối với Nhật nếu như Nhật như những anh chị lớn thì sẽ biết về những cái bài truyền thống, nhiều hoặc là bài những câu vè, những bài câu vè. Còn đối với những cái bạn, những bạn trẻ trong nhóm của Nhật á thì toàn là bài mới không. Bài kiểu như sân tùng. Đúng rồi, đấy sân tùng không à. Bản thân Nhật phải sợ. Đúng, anh không sợ. Đối với những diễn viên như Gia Bảo, Minh Dự hoặc là Nghĩa thì quá là rành sân khấu mà. Tham gia rất là nhiều. Đôi khi nghe bản thân Nhật cũng sợ, nhưng mà nãy chỉ có hỏi với mấy bạn. Nói mấy con thấy làm sao? Nói là có nhiều chơi nhiều. Tinh thần máu lửa ha. Tinh thần máu lửa có như là Nhật cảm thấy thì cũng gì mấy bạn, mấy em ấy vậy thì chỉ có một phần là mình không còn lo. Không phải lo là các bạn sẽ làm gì trên sân khấu. Mấy bạn bây giờ khi mà biết là chủ đề lô tô, các bạn tự bàn với nhau. Và giờ các bạn đang tập ở ngoài. Đúng vậy, chúng ta phải có một cái thời gian chuẩn bị nhất định để chúng ta có những cái miếng mảng, những cái tình huống hay hơn khi mà chúng ta lên gặp các diễn viên ở trên đó. Bài hát thì chắc chắn các bạn giới trẻ là bạn sẽ thuộc rất là nhiều bài hát. Nhưng cái quan trọng là cái nhịp. Lô tô thường nó có cái nhịp, thường nó gọi bằng cái song lan. Anh Tú hiểu ý của thầy à. Nên anh Tú đã chuẩn bị cho thầy một số đạo cụ gọi là cây nhà lá vườn. À, cái này là đổi nhà đem lên. Đổi nhà đem lên nha. Thầy, đó. Thầy test thử âm thanh đi thầy. Đó. Được à, được. Con mấy cờ ra mà con mấy con mấy gì đấy. Ổn. Quá ổn luôn. Ổn không? Được, không có sông lan có cái này chơi cũng được. Giống như là chơi thằng là có nhiều, chơi nhiều. Hy vọng là
Các em học trò sẽ tin tưởng vào cái sự dẫn dắt nhịp lối của thầy. Hy vọng là thầy đừng có quên nhịp, thầy đừng có sai nhịp cho thầy. Và hy vọng quý khán giả sẽ luôn ủng hộ cho nhóm The Beat. Và chúng ta hãy cùng đến với tiết mục của nhóm nào. Nhóm The Beat thử thách ứng biến. Nhóm phải kêu lô tô bằng âm thanh phát ra từ những đồ vật có sẵn trong nhà để mang đến niềm vui, sự thích thú cho ba người già khó tính và những ly xì mang về. Đạo cụ cho sẵn: son, nồi, muỗng, đũa. Thử thách ứng biến nhóm The Beat bắt đầu. Dạ, xin chào tất cả bà con. Tôi lại phải nhắc lại một lần nữa, đây là cái xóm Tam Tấu. Tôi là ông già, bên đây là bà già, còn bên kia là em. Bà già là bà gì? Dạ. Và để nói tiếp cái phần giới thiệu rất nhạt nhẽo vừa rồi, thì tôi xin mời quý vị bà con hãy cùng nhau đón xem cái sự việc gì sẽ xảy ra tại cái xóm Tam Tấu này. Và chào mừng tiếp theo. Alo, alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alo, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Giá đâu ra cái này về vậy? Trời ơi, đi mua đó. Mua hả? Trời ơi, tụi nó bán sale cuối năm nè. Trời ơi. Tụi nó bây giờ hay lắm, có cái này với cái này thôi. Ừ. Gắn cái nhạc mà Bluetooth vô là ca được rồi. Hay vậy trời. Vui lắm. Tết thì có cái còi hát vui nè. Có cái để mình chơi, mình ca hát vui. Alo. Hát lớn lên rồi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai làm cái gì mà sùm mới sáng sớm Tết nhất tới nơi à? Cái gì vậy? Em sao em ngộ quá hả? Người ta ca hát cho nó vui đầu năm chứ cái gì mà la vậy? Ủa, Tết đâu phải để ca hát, là để yên tĩnh, để nghỉ ngơi. Bà nghỉ cả năm trời bà không thích hả? Tự nhiên cái Tết yên tĩnh nghỉ ngơi. Thôi đi tu đi. Tự nhiên Tết cho vui kêu yên tĩnh nghỉ ngơi. Ủa? Mới mua cái loa hả? Cái loa đó. Mua loa chi vậy? Tết nhất hát trong shop mình làm sân khấu rồi cho nó vui. Ừ. Rồi có ai biết hát đâu mà vui không vui. Trời đất ơi, ca hát cho nó vui chứ đúng rồi. Không? Giới thiệu đi, làm MC rồi đi. Rồi rồi, để tôi giới thiệu nha. Giới thiệu đi. Dân giả kính thưa tất cả bà con. Nghe, nghe. MC bị dư đó. Mình dân mình bỏ dạ, dạ bỏ dân đi. Dân giả là cái gì? Si gì kỳ vậy? Dân kính thưa quý vị khán giả. Dạ. Dân gì? Hả? Không ai hỏi gì cũng dân. Dân cũng quả cũng nhà không hả? MC mà nóng tánh quá à. MC người ta phải vững vàng lên. Bị chửi riết là quen, hiểu không? Có gì đâu mà dễ bộ. Đứng ra làm. Thôi tôi làm chi? Hát luôn cho làm chi? Và bây giờ tôi xin hát một ca khúc rất là sôi động. Baby say yeah. 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 Dục luôn đi. Không có nghe. Yeah yeah mà không có nghe. Đứng luôn. Tao nói rồi, cái micro để bình thường hát đi. Lắc 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 cái micro nhức đầu nó im luôn rồi. Mà đi ăn micro là nhức đầu. Chứ sao? Micro nó nhức răng thôi. Nhức răng hay không? Ừ. Mệt quá à. Tôi coi coi nè. Alo, alo. Ủa được rồi nè. Nghe không? Nghe. Sao chị hát nó bị tắt vậy cưng? Thì bà nạt quá, nước văng vô nghẹt cái lỗ sao nghe. Vậy em đừng có hát. Em đâu có vật cản đâu, nó văng đâu dữ lắm. Bớt soi mối hàm răng của em lại đi. Sao vậy? Em quá mệt mỏi rồi. Chứ cái hàm răng em nó có cản được nước không? Cản được sống cản. Ở dòng cánh cung gì nước đâu có văng vô được. Trời ơi, răng em như sân khấu cầu vồng vậy em. Trời đất ơi. Trời ơi. Thì chỉ cánh cung nước đâu văng được micro vô ướt áo bà hết rồi. Bây giờ có thể bây giờ khai thác hàm răng. Những cái sao đừng nói tới nó nữa. Không nói tới nó không có vui. Làm trời. Làm ơn phải biết sáng tạo đi chứ. Không thích nữa. Thôi thôi thôi, mệt mấy bà quá. Giờ ca nhất tới nơi. Giờ vô quảng cáo ca, nha. Tôi ca. Em gái tôi sẽ ca một ca khúc sôi động. Vô. Vô. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Vẫn là con trai cũng chưa yêu ai một lần nào. Mình đánh vô đây. Con điên hả? Sao vậy? Cái phận làm gái yêu ai, cái phận làm trai cũng yêu ai luôn à? Chứ sao? Hát cái gì tầm bậy tầm bạ, hát chế lời bậy bạ vậy. Chỉ hát đúng là hát sao bà hát thôi. Mệt hai bà quá đó. Cái gì cũng được chứ, để tôi làm cho. Thôi làm chi nữa, bây giờ kêu ai vô làm đi, tụi mình làm nó không có ra cái gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ Tết nhất phải chơi cái gì? Chơi cái gì đi chơi. Ơi, cái trò gì mà Tết nhất ông bà già trẻ lớn bé ngồi xếp bàn xuống đất kìa nè, mà lấy mấy cái tờ à, lô gì? Lô đề hả? Tụi mày bắt bà giờ ra. Chứ chơi gì? Lô hội. Ủa là lấy da đam quăng vô mặt nhau chơi vậy đó hả? Không, lô hội là kêu cái hội chơi lô tô á. Ai chơi lô tô? Lô tô. Ê, mà chơi lô tô là sao? Chơi sao? Lô tô là ơi mà chơi lô tô nó cũng buồn chán lắm nghe, tự nhiên cái hả móc ra 32 ca kinh 45 kinh 67 kinh chưa kinh tôi ngủ rồi. Lấy nguyên bình hồng dưa ra đặt lấy ăn hết bình hồng dưa chưa kinh luôn. Kêu lô tô này đó muốn vui á là phải có người mà em cũng chơi không có được nữa, em để trong Google là pạc không biết chỗ nào kinh luôn. Thôi mệt quá. Rồi bây giờ dìm nhau đủ chưa?
chị em thích ghẹo nhau chơi vậy mà. Không có vui luôn á. Cái gì bây giờ nè, tao á kêu lô tô nó con số ra, trước đó phải hát mấy câu nó mới sơm. Không biết hát không? Tôi nói nghe nè, bây giờ tôi biết cái một cái nhóm này. Ở đâu nữa? Ở trên xóm trên. Ở xóm ngộ ha, sao mấy người tài ở trên xóm trên không à ha. Cái xóm này quái cũng gì ở không à. Ừ, tại vì nó quy định vậy á. À, kỳ quá ha. Ở trên xóm trên mới có người hiểu không? Bây giờ cái nhóm nó nhỏ vậy nè, mà tôi nghe nó hát lô tô vui dữ lắm. Hả không? Nó dễ thương, nó đáng yêu dữ lắm. Dạ, bây giờ kêu nó vô đây đi. Kêu vô đây thì nó hát vui, mình cho nó tiền lì xì. Đúng rồi. Nó bao lì xì nhiều lắm. Ờ, kêu mà nha. Mình nhưng vô mà đây là mình phải làm khó nó. Vô. Đó, đó, vô rồi kìa. Ủa, em nghe ai mới điện thoại lên kêu đàn lô tô tụi nhỏ. Ở đây hả? Trời đất ơi, mừng quá. Tết nhất tụi nó đang ế xô. Nó cần cái chỗ mà làm kiếm tiền. Để ăn Tết. Rồi kêu vô đi. Kêu lô tô được không? Kêu vô. Mấy đứa? Dạ. Vô. Đau quá lâu rồi tay xôi. Không được chắc thầy ai theo. Đi đâu cũng chỉ một mình, không khác gì cây hoa héo. Xuân hạ thu đông trôi qua, mùa nào cũng không ai theo. Không phải tôi không cố gắng, hát lô tô đi đánh giặc vậy. Tôi đông quá vậy trời. Trời ơi, có tiền đâu trả ba. Không, trả một cục thôi. Bây giờ nguyên đoàn này chỉ cần một số tiền duy nhất thôi. Cho một đứa một thôi. Đỡ tốn tiền. Ừ. Không có, đừng có nói vậy. Còn mấy đứa nữa, tự nhiên vô hát bài đó vậy. Trời ơi, con đi đâu, con diễn show gì thì con cũng phải biết được, nắm cái rõ cái hoàn cảnh quy định của những người ở đó. Đến bắt người này ế chổng ế chê, mày hát bài ế vô chết người ta. Trời ơi, đúng rồi. Forever long. Hát gì tết trước mắt đi lũng lon không à? Không, hát cái gì? Mày hát bài nào tao có chồng coi. Hát cái gì lụm lon? Cái lụm lon là gì vậy? Dạ, cái đó là forever alone, có nghĩa là cô đơn á chứ. Thôi bây giờ kêu đi, cho mày bóc lô tô vô kêu. Đi, kêu số đi. Bây giờ chuẩn bị à. Kêu lô tô, lấy đồ nghề ra, Dạ. Ngồi coi, ngồi coi. Có phát giấy rồi không? Có luôn cho bà nè. Cho bà cái ghế nè. Cho mượn cái loa luôn. Cho hát đi. Dạ. Cái micro nè con. Rồi kêu đi. Rồi kêu đi. Đưa cái con số coi. Đưa cái giấy dò đi. Đưa cái giấy dò đó. Rồi giấy dò. Có phát ở dưới luôn không? Phát luôn. Đi đâu mà dò mà vàng mà dắt phải đám mà hoàng phải dây dừng chân đứng lại ở đây mua một tấm vé chứ có 3.000, 3.000 một tấm vé vô luôn mà con. Phát ơi. Vô, mời chị luôn. Mời anh luôn. Nó nghe. Con đầu sủ sủ đó đâu, nó vô đòn hồi nào vậy? Trời ơi, mặc đồ cùng màu, đâu dính mà, luôn. Đào đâu mà sủ dữ vậy ba. Rồi dính đào nào tôi thôi mấy đứa ơi. Chân tờ. Rồi kêu đi. Rồi kêu đi, kêu đi. Rồi kêu đi. Rồi, chuẩn bị mấy đứa ơi. Vô. Vô. Vô lại, vô lại, vô lại, vô. Vô lại, vô lại. Chị đào đồ nè, bố này. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Con năm mười ba. Năm mười ba. Bốn mươi sáu. Bốn mươi sáu. Con số gì đây? Số gì đây? Mình hợp nhau đến như vậy. Thế nhưng không phải là yêu. Mà anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào? Câu nào nói nghe nè, lấy cái đồ vô, lấy đồ nghề mình gõ đi cho nó lẹ đi. Lấy đồ nghề đó. Rồi chơi, chơi luôn đi. Lấy đồ nghề ra gõ lẹ lên kêu. Ủa phải lẹ đi, tao kinh sổ bây giờ à. Lẹ lên nè, chuẩn bị nè. Vô lại nè. Cái này có cái nhạc lô tô nó mới sơm á. Vô. Bốn gì đây con, bốn gì đây con, bốn gì đây. Bốn gì đây. Bốn gì đây. Bốn gì đây. Tề thiên đại thánh đại náo thiên cung, quỷ đức dây thùng tuột quần trái chú là con số bốn. Con số bốn. Tao kêu 46, nó kêu số 4. Ôi 46. Tới đứa khác ra đây. 46 rồi. Vô kia con 46. Số gì đây? Vô.
số gì đây, con số gì đây, con số gì đây. Go, go. Nhắm mắt mơ màng anh không muốn tiền mà cho ông nói đầu này. Vậy chứ trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mong lúc đương một trận đùa, anh đưa tay lúc nữa thôi. Chắc ai bây giờ đây, chúng ta không đụng về nhau, không vui sao? Trời ơi, chúc mừng tụi con có thể lại mà tụng kinh bằng lô tô nữa. Hay quá ha, nghe cứ muốn sám hối liền mày ơi. Sao hay quá, kêu tiếp đi. Thôi bây giờ nè, bây giờ tôi nói gì nè, bây giờ cho nó hát cái bài nó nghỉ đi. Bây giờ tôi không muốn hát gì, tôi không hát đi. Miễn có số thôi. Ừ, miễn có số thôi. Hát đi, nhạc lên. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Từ Bắc vô Nam nổi lại chiến xa, ta đi vòng tay lớn ai để nói sơn hà. Từ Bắc vô Nam nảy ra nỗi đẹp, ngóng ngóng như báo tố quay cuồng trời đầu. Bàn tay ta nắm nổi lên một con Việt Nam, còn số 8 còn số 8 còn số 8. Hòa vô tiếp tục. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Vô vô vô. Số gì đây, số gì đây. Vô. Còn số 9. Trời ơi. Số 9 nè. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Số gì đây. 15, 20, 30. Vừa đúng 30 số, 30 số, 30. Tao hát chứ, tao hát chứ. Ý dọn, ý dọn. Số 1. Tôi hát đây, tôi hát, tôi hát chứ. Có người hát con mấy gì ra, con mấy gì ra, con số ba. Quánh ra đây, quánh ra đây. Trời ơi, hát cái gì kỳ cục vậy? Hát vậy cũng phải đặt làm lễ để dung. Bây giờ có giò không? Ai chính chưa? Chưa đâu, bây giờ hát cái gì đây? Số gì đây, số gì đây, con số gì đây? Tấm thiệp mời trên bàn, tên dáng địa điểm rõ ràng, là một đám mừng ở trong làng. Ngồi tờ cũng dường thấy hoàng mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Ai có cho cái tới và chè đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phục. Mà lòng cay cay cay, con số 7. Con số 7, con số 7. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi. Hay để chắc chắn anh hay nói cho em mình muốn gì. Và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh đôi nhịp nào không? Con số 4, con số 4, con số 4. Cái gì vậy? Tập tành biết bao nhiêu lâu, đánh rơi nhịp nào không, phải là con số 0 hoặc là con số 10 không, hay là con 1 không chứ sao hát số 4? 1, 2, 3, 5 đánh rơi nhịp nào? Số 4. Số 4. Con số 4. Con số 4 còn gì đây, con số gì đây. Ai ai ai. Số gì đây. Hay không anh đi. Chúng xin chúc mong đầu đêm. Quá chúi rồi. Xin em đứng một mình cũng xin. Con số 9 là con số 9. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Nước chảy ton ton, con dưỡng bồng con lên non mà hai cái. Anh nắm thương nàng phận gái mồ côi là con số 1 thôi. Hay quá. Số 1 thôi, cười ra mà con hay. Còn mấy cái gì đây. Còn số nữa không, còn số nào nữa không? Còn số, còn số, còn hò, hò. Cái gì vậy? Để tao. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Vô. Hồi chết thằng DJ luôn. Hương nhà mây núi cũng trèo, mây sông cũng lội, mây đèo cũng qua. Còn số 3. Còn số 3. Còn số 3. Số gì đây? Số gì đây? Còn số gì đây? Số gì đây? Còn số gì đây? Quay ngược thời gian chờ về với túi thơ. Lòng nhau ngoài mưa lắm nào đầy buồn. Hay quá. Đó, hình như con hát sai lời. Mày tào lao à mày. Nó nghe nè, nó nghe nè, ý kiến. Bước ra đây. Bước ra đây. Nhìn mặt hai đứa bay quen lắm. Thế cái gì mà được mấy trăm triệu phải không? Tao kiếm tiền vậy rồi sao bụng là gì mày? Giờ mày làm sao tao cười coi. Trời ơi đơn giản quá mà kêu cười coi. Bây giờ tụi bay làm sao hai cái mặt tao cười đi, tao cho tiền. Đi xuống để tao lì xì keo đầy cười là mất tiền. Nó bây giờ diễu chị cho cười coi. Hai ba coi. Giọng này dễ rớt lắm đó con. Thử đi con.
hai đứa bay diễn kịch đi. Diễn đi. Thiếu nhi đi. Hả? Diễu đi. Anh nhớ cái bài song tấu bữa trước không? Đó, nhớ. Anh nhớ không? Anh là cô quét bài khăn đỏ, em là con sói đó. Nhanh lên đi anh. Nhanh lên đi. À, em là cô bé quàng khăn đỏ, em đang tung tăng trong rừng. Ai đây? Sói BD. Trời đất ơi, trời ơi trời. Cái gì tự nhiên? Chưa? Cái gì tự nhiên? Cái ta nói BD cái mặt cười cho bà. Ông ba, tự nhiên nhục mình cái cười. Trời đất ơi. Thôi lấy tiền ra cho nó luôn đi chứ sao vậy? Thôi, vui quá trời vui rồi, tới đầu năm hái lì xì đi tụi con. Rồi. Khoan. Để tôi nói rõ ràng. Ở đây đó, các bao lì xì nó có mệnh giá từ 1 triệu cho tới 5 triệu. Nhưng mà chỉ được bóc một lần duy nhất thôi. Hên xui, nghe không? Không nói kỹ là bất trụi cây mai luôn rồi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ vô đây nè. Một đứa bóc thôi. Đại diện một người. Xí xí, đứa nào có tạm trú tạm vắng đứa đó bóc phải không? Không có biết đâu Vi đâu kia nó kiếm. Dạ hả? Bóc đứa nào? Đứa nào già nhất bóc đi. Đứa nào già nhất kìa. Ừ đúng rồi, để Ngọc Anh bóc đi. Nhỏ rồi, nhất là dạ ca cho con bé nó bóc nè. Năm đứa mà có 10.000 kỳ lắm cả con. Rồi. Nó quánh đó. Chơi đi con. Bóc. Hồi hộp quá. Bình bích. Ở đừng có lựa xa quá. Dạ cả tèm nhèm. Có bọc chưa bỏ tiền nữa nha con. Lấy đi rồi thôi. Rồi. Hồi hộp lên nặng lên con đâu. Xuống mày. Trời ơi. Lên đây luôn. Xuống mày. Nặng ra. Bóc lên. Bao nhiêu? 5 triệu. Trời ơi. Cái gì vậy? Có âm nữa đó nha, nhiều khi âm là thối ngược lên tụi tao đó. Ủa sao trang giấy trắng vậy? Trời ơi, 5 triệu. Giỏi. Hay quá, trời ơi, giỏi quá. Không, sao nói chung là cái lô tô mà đủ thể loại vậy là chịu à. Yeah. Cảm ơn tụi con đi vô lãnh tiền nha. Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng tất cả mọi người đã đến với thiên đình. Và đây là mẹ của con, đó chính là Hằng Nga. Gió biển tràn, anh chìm đắm trong men cay đắng. Buồn cùng ai cho đêm này say chát ngán dấu năm tháng còn đâu nhớ nga mê ta kiếm tìm màu má say mày lạc giữa mây nặng trốn xa rồi hãy say từ đây về sau không được gọi ta là Hằng Nga nữa nghe. Chứ gọi là gì? Từ nay về sau hãy gọi tôi là ca sĩ. Mẹ, chính nhờ cái phát ngôn đó của mẹ mà cả cái thiên đình này ai cũng tẩy chay mẹ hết trơn á. Đó là điều mẹ muốn. Mẹ muốn cả thế giới này ghét, càng ghét mẹ càng nổi. Từ nay hãy gọi mẹ là Hoa Hồng. Trời, không ai chơi với mẹ luôn á. Tại sao mẹ lại muốn làm điều đó vậy? Thôi, đây là cách để mẹ có thể nổi tiếng nhanh nhất. Kiếm tiền nhanh nhất, mở rộng thị trường địa bàn. Mẹ muốn mở rộng đi đâu? Đúng rồi, từ hôm nay mẹ sẽ chẳng mong chờ những bước bước xa mờ. Mẹ sẽ thôi hình hồ. This is what I feel like. Ai? Bữa có đứa ai? Nào lỡ khen mẹ hát hay? Đó, đứa nào khen? Khen bà hát hay, bà hát 3.000 năm nay bà không ngừng nghỉ luôn. Trời đất ơi, mẹ không có được đi đâu. Sao vậy? Mẹ mà đi ra khỏi chỗ này hả? Thiên Lôi biết được, Thiên Lôi đánh mẹ chết luôn á. Ôi, con không nói, ta không nói, làm sao không biết được. Ai nói mà không biết? Bà chị. Ai đây? Thiên Lôi. Búa đâu? Nặng quá, để ngoài trước rồi. Lấy cái búa vô rồi nói chuyện. Lấy búa vô mới nói chuyện được hả? Ừ. Đợi xíu nha. Rồi. Cha già. Ông Thiên Lôi. Sao búa không cầm trên tay?
ai mà đi lôi sệt sệt vậy? Đi lôi mà phải lôi cái búa chứ. Rồi sao không cầm cho đàng hoàng vậy? Sao mà quyền hạn gì rồi quyền lực đâu, người ta tin ông là thiên lôi. Nè bà đừng có giỡn chơi nha, cái búa này là cái búa thần thánh nha, không phải ai muốn cầm cũng cầm được đâu, nó rất là nặng nè, thiệt. Nó nặng lắm, không phải là muốn cầm lên là được, hiểu không? Nhiều khi hên thôi, nó nặng lắm. Là có nghĩa là mình có sự may mắn, có cái sự may mắn á. Nhiều khi hai mẹ con lên chung mẹ nào cũng thấy ha. Ừ hả xong. Ê đừng, hey ê thôi được rồi, để tao biến cho cái búa này mất luôn đi. Hồ biến hồ lên nè mấy anh hai à, nè thả khói cho cố đi, bây giờ ngợp không thấy đường ra cầm cái búa là sao hả? Trời. Cất cái búa cho ổng đi rồi đi vô cất giùm ổng đi. Không? Hiểu. Rồi hồi nãy nghe hai mẹ con nói cái gì? Làm cái sĩ. Làm cái gì? Làm cái sĩ á. Giỡn chơi hả? Hát cái gì? Bà xuống dưới đó bà chỉ hát được có một mùa trung thu thôi. Còn cái gì nữa? Chưa chắc tụi nó ngồi tụi nó ăn bánh không nghe bà hát nữa. Nè ông vừa phải ông thôi, tôi hát có người nghe nghe. Nghe cái gì? Nè bà nhớ trung thu năm ngoái không? Không có nhớ. Nhục. Đi xuống Trần Gian giúp trẻ em cơ nhở, chạy xe đạp tới gặp trẻ em xong người ta cho ăn bánh trung thu rồi người ta bay về trời đi. Không, đứng đó tham vọng thể hiện một ca khúc cho trẻ em nghe. Tôi muốn hát bài chị Hằng lúng liếng bên cung trăng. Rồi lúc đó hát cái bài gì? Let Bicycle. Hay quá, Let Bicycle. Ừ, Let Bicycle. Hát Let Bicycle xong mà đứng mà bay luôn chiếc bicycle bà đó. Vừa phải rồi chứ. Cái chuyện đó hồi xưa mới đi hát không có kinh nghiệm, giờ có kinh nghiệm rồi cho đi hát đi. Nè, tôi nói tóm lại là bà nên nhớ bà không được xuống dưới nha. Ngọc Hoàng mà biết được là bà chết chắc. Nè, ông làm gì vậy? Hả? Đừng có gì cái chuyện hồi xưa ông thích tôi, ông mê tôi, ông yêu tôi rồi tôi từ chối rồi ông làm lừng. Ông ăn hiếp tôi nha. Bà nói như vậy là bà sai rồi. Thiên Lôi này không hề yêu thương bà nha. Yêu bà là thiên bồng nguyên sói nha. Ổng thương bà, ổng chăm sóc cho bà muốn ăn cái gì ổng mua cái đó cho bà. Mà nỡ lòng nào bà chửi ổng một cái, bây giờ ổng đi thỉnh kinh Tây Du Ký mấy phần chưa về luôn kìa. Vừa phải rồi chứ hả? Vậy chứ sao? Bây giờ ổng có cản tôi á, tôi cũng đi hát. Mắc mới gì bà đi hát được? Tại vì sau lưng tôi có hai người hậu thuẫn rất là vững chãi. Ai? Nam Tàu Bất Đủ. Trên trời cao mà trời tôi đã về đây lúc linh hơi trong mắt này không dám bước đi thất tha nên có rơi tìm ai rồi. Ai cái đứa diễn giả đây là Thanh Tà và Tà. Ê, cái này là Nam Tàu Bắt Đầu. Ê, chứ ai? Hiển Trang Hiển Nguy. Trời đất ơi, đừng có giỡn mặt cho Nam Tàu Bắt Đầu. La chi dữ vậy, nói bình thường thôi. Phải nói bình thường, sợ ông dữ, hiểu không? Con người đã không có ngoại hình, đích ra phải có cái thanh. Trời đất, mà la gì người ta vẫn không tin là Thiên Lôi. Giống xe lôi biết hét á. Ê, vừa phải thôi kìa. Vậy gì? Hằng Nga đòi đi xuống dưới Trần Gian làm ca sĩ kìa. Cái gì? Hằng Nga làm ca sĩ hả? Ừ. Bà làm vậy đúng rồi, sao kỳ vậy? Thích cho làm đi. Trời đất ơi, vừa phải thôi chứ bà làm như vậy còn Ngọc Hoàng biết được sao hả? Có gì đâu, tôi nói ông nghe, cuộc đời mà ai không có ước mơ đúng không? Mà bà là cái người tiên thì bà ước mơ còn nhiều hơn người bình thường nữa. Người ta thích thì cho người ta làm đi. Bây giờ bà đã nổi tiếng ở thiên đình rồi thì bà hát bà tràn xuống với bà nổi tiếng ở dưới Trần Gian luôn. Thì lúc đó tới tôi cũng được nổi tiếng luôn. Tôi nổi tiếng luôn xong tới bé đậu của tôi cũng nổi tiếng luôn, thấy không? Nói chuyện vậy mà cũng nói được hả? Ông có biết ở dưới Trần Gian bây giờ ca sĩ hả? Tùm lum chuyện xảy ra dưới đó đó, xuống làm cái gì? Nè, cho dù có tùm lum, có nhiều người cạnh tranh thì tôi cũng có người hậu thuẫn. Bởi sau lưng của tôi là Nam Tàu. Là ta đây, Nam Tàu vũ sổ. Tôi cầm cái sổ tôi vũ một cái là tên nào tao nói chết liền đó. Mà bây giờ không có chơi cái sổ nên chơi cái này, đúng không? Không có thích ai là mình gạch một cái bắt con người đó chết. Mẹ! Sao gạch tên mẹ con vậy? Ồn hả mày? Ê, làm gì công tâm á. Trời đất ơi, Nam! Ê, cho nói chữ nữa, Nam Tàu Bắt Đầu! Thế mà chữ Tàu mày đặt nói, còn một cái tên hiện lên mình nên gạch không? Kiều Quanh, không. Em giỡn. Dễ. Ông chơi gì ác dữ vậy? Thử cái máy thôi, hiểu không? Gì? Cái chuyện quan trọng không lo. Nè, tôi nói thiệt á, Ngọc Hoàng mà biết được cái chuyện này là xử tội hết một đám đó. Nhỏ mà lớn tiếng ồn ào dễ sợ luôn. Bây giờ không ai nói làm sao Ngọc Hoàng biết được. Đúng rồi, Ngọc Hoàng á là đợi tới hàng năm 23 tháng chạp mấy táo lên chầu trời báo cáo Ngọc Hoàng mới làm việc. Đúng bây giờ rồi. Mà cái chuyện cỏn con này Ngọc Hoàng có xử lý đâu. Đúng rồi. Ai nói ta không xử lý? À.
Ngọc Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Các khanh hãy bình thân. Dạ. Ê sao còn đó, con mày quỳ đi. Sao vậy? Mày thú mà. Mẹ. Mẹ không phải con tao. Kìa 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 các khanh, ta đã nói các khanh bao nhiêu lần rồi, chúng ta là thần tiên trên trời, chúng ta phải thương yêu mọi người, đặc biệt là thương yêu động vật chứ. Dạ đúng rồi. Con lại đây với mẹ. Hả? Trời ơi, con thỏ này nó đáng yêu ghê. Các ngươi làm gì vậy? Lột mặt nạ. Thằng Nga nghe ta hỏi đây. Dạ. Ta biết nàng rất là đam mê ca hát, nhưng nàng nên nhớ rằng ở trên thiên đình này, nàng là ca sĩ độc quyền ở nơi đây mà. Thôi, ca sĩ độc quyền trên này có ai mời phải đâu. Thì bà vậy xuống Trần Gian hát kiếm danh tiếng bán bánh trung thu, hiểu không? Đúng rồi, bán bánh trung thu mua một tặng một, tặng cái lòng đèn mà không ai mua luôn đó. Trời, có bữa bà thiết kế cái bánh nhân mặt trăng nữa đó. Chắc cũng lộn nhau. Ủa, ba khanh tên Hằng Nga hả? Ừ. Nè Hằng Nga, ta không cấm nàng xuống với Trần Gian ca hát, nhưng nàng chưa hiểu rõ cái sự phức tạp của giới showbiz bên dưới đâu. Showbiz phức tạp vậy hả? Đúng vậy. Thần thiếp không hề biết điều đó. Thần thiếp muốn xuống đứng dưới Trần Gian để mà coi showbiz phức tạp như thế nào. Trời ơi, mẹ con giả tàu dễ sợ. Má giả hơn ba chứ mình không là. Thôi được rồi, vậy thì sẵn tiện ngày hôm nay ta sẽ cho nàng và các khanh ở đây thấy được cái sự phức tạp với showbiz ở dưới như thế nào. Cho mời táo showbiz. Táo showbiz xuất hiện. À, táo showbiz chào Ngọc Hoàng. Chúc Ngọc Hoàng thọ tỷ Nam Sơn, năm mới vui vẻ. Happy New Year. Hay quá ha. Hay quá. Dạ, chào các thiên binh thiên tướng, Thỏ Ngọc, Bà Tiên. Bà dạ, Tiên bà luôn, mày ra đây. Dạ. Thần thiết có lỗi. Đừng có kêu bằng mãi vậy, ông táo. Ủa, chị là ai? Dạ, em là Hằng Nga. Dạ, em chào chị Nga. Dạ, kính thưa Ngọc Hoàng, chẳng hay các vị kêu táo showbiz lên đây làm gì hả? Ta muốn kêu táo showbiz lên đây để nói cho Hằng Nga biết được cái sự phức tạp với showbiz bên dưới là như thế nào. Phức tạp là như thế nào, em thích thì em hát thôi. Em tưởng là tất cả mọi người ở dưới á, ai cầm micro đều có thể là ca sĩ. Ai chà, showbiz nó phức tạp hơn là show nước nữa. Nếu như mọi người muốn biết thì táo tôi năm nay sẽ không báo cáo bằng lời nói. Mà sẽ báo cáo bằng hình ảnh. Táo tôi trước khi lên đây đã mời một số nhân vật cộm cán và nổi tiếng trong showbiz. Mời nhân vật đầu tiên ra. Ủa, bạn sĩ. Ủa, ba phải người nổi tiếng mà vô chi vậy? Không, hồi nãy á, em đợi anh ở ngoài cổng thiên đình á, xong rồi thiên binh thiên tướng lấy xe em đi luôn rồi. Thiệt là quá đáng lắm luôn á. Dạ xin lỗi Ngọc Hoàng, đây chỉ là lỗi kỹ thuật. Xin mời nhân vật nổi tiếng đầu tiên bước ra đây. Xin mời người đẹp tự giới thiệu về mình. Em là người đẹp Phan Thanh Vy. Dạ em sinh ra trong xóm trọ 3D. Em lớn lên trên đảo của dân ngụ cư. Sau đó thì mẹ hay nhắc em ấy là ngày mai cưới rồi, cho nên ấy là con phải cưới luôn đi. Em bảo là em chưa 18. Thế cho nên là sau đấy em quyết định ấy là dọn nhà lên thành phố để trở thành cô ba Sài Gòn. Sau khi trở thành cô ba Sài Gòn, em ý thức được là em có một cái sắc đẹp ngàn cân. Thế cho nên ấy là khi mà em có sắc đẹp ngàn cân thì em mới quyết định là yêu đi đừng sợ. Vì như vậy ấy, hàng trăm hàng triệu chàng trai đã quỳ gối dưới chân em và nói là bạn gái tôi là sếp. Sau đó thì em bàng hoàng nhận ra rằng ấy là em sau khi kết hôn thì cái cuộc hôn nhân đấy thực chất ấy, chỉ là cái tấm bình phong cho chồng em đi theo một cái đoàn lô tô thôi. Còn em ấy thì phải sống chung với mẹ chồng. Rồi ngày qua tháng lại, em đã không còn là cô gái đến từ hôm qua mà em đã trở thành lôi báo. Hay quá em. Ê ơi, mà em đi lên đây là em có nguyên một cái nền điện ảnh hỗ trợ em luôn đó. Dạ, hả? Dạ đúng rồi anh, em có nguyên một cái nền điện ảnh này, văn học này, rồi âm nhạc này, có tất cả mọi thứ luôn. À, nãy giờ em hơi thất lễ. Bây giờ em lên đây rồi em phải chào chư vị chứ. Đúng rồi. Thì em biết là trong cái buổi ngày hôm nay á, là có sự hiện diện của các quý vị khán giả Việt Nam cũng như là
nhưng mà phần lớn vẫn là bạn bè quốc tế, cho nên là em xin chào bằng tiếng Anh, rồi sau đó thì em sẽ chào bằng tiếng Việt. Vâng, em I'm very happy to see everyone here today because it's my honor to see. Ba see. Bà nói vòng vòng nãy giờ 10 phút rồi chưa biết bà là ai luôn đó bà. Dạ, em là Phan Thanh Vy. Em nó làm lại từ đầu rồi. Trời ơi. Nè cô nàng ơi, cho hỏi một câu nha. Dạ. Mình đẹp cỡ này rồi, mình còn muốn làm gì thêm để đẹp nữa không? Em chưa đủ đẹp sao anh? À. Nè, vậy thì bây giờ em trả lời cho tôi biết đi, với số đo 3 vòng như vậy em có thể tiết lộ với mọi người không? Số đo 3 vòng của em á hả chị? Chết rồi, tại vì thật sự trong cuộc đời em á, em sống nửa đời người chỉ để sửa thôi chị. Đó, thế cho nên là cuộc đời em nửa đời là ngơ ngác rồi. Bây giờ em không nhớ nổi số lần sửa. Nhưng mà bây giờ cộng đi tính lại thì nếu mà tổng số đo 3 vòng thì cũng phải 1000+ đấy chị. Trời ơi. Đấy là cộng hết tất cả những cái lần mà em đã sửa đấy chị. Vậy tính ra nhà ngươi giả từ trên xuống dưới hả? Dạ đúng rồi, em chưa đủ giả sao anh? Đó được rồi, dạ. Bây giờ cho con hỏi nè, ngoài kêu cái bà này lên rồi còn ai nữa không? Dạ, kính thưa Ngọc Hoàng, đây là về mảng nhan sắc. Đúng rồi. Sắc đẹp ở dưới Trần gian. Ngoài ra còn một bản rất là hot. Bản gì? Mảng ca hát, thưa Ngọc Hoàng. Đúng cả rồi, ca hát đó. Cho truyền vô đi. Được, mời ca sĩ nổi tiếng nhất Trần gian lên đi. Đầu tiên cho ca sĩ Linh Cẩu xin chào tất cả quý vị khán giả. Cái gì? Làm gì? Tại vì ở dưới nhiều tên hay quá nên em ăn theo, em lấy Linh Cẩu cho nó đặc sắc. Rồi ca sĩ mà tướng vậy lấy cái búa đập cái chắc dưới nhìn lên còn thấy có cái đầu không? Không không, tại vì em đứng trên sân khấu cao, người ta thấy em cũng lao lên. Fan hâm mộ kêu ê anh Cẩu nghe dễ thương á. Không, em ăn cẩu. Sao? Anh ăn chó. Trời. Hôm nay em lên đây em xin trình bày những khúc mắc, những điểm nổi bật của giới ca sĩ chúng em. Rồi, hay, mở, vô. Với phương châm làm nghề cầm mic là ca sĩ. Và em đã đạt được nhiều kết quả, nhiều cuộc thi danh giá. Em biết em hát live còn yếu, nhưng đừng hỏi em vì sao. Em là ngôi sao sáng kia, đừng hỏi em vì sao. Em gan như vậy mà. Tại vì sao? Tại vì em đẹp. Em có quyền chờ tới ai, người nấy phất thôi. Em không quan tâm đến mấy cái lời thị phi. Em mở live show ở đâu, ở đó mà ế khách á, em cáo bệnh quỷ show. Ai buồn chịu, ai mà lấy lòng khán giả thảo mai kệ. Em đeo không thích. Giới ca sĩ không chỉ có như vậy, giới ca sĩ còn cái gì nữa nói ta nghe. Dạ kính thưa mọi người, gian truân lắm. Rồi. Là như thế nào mà sao mồ hôi đổ quá vậy? Rùng lên. Nói đi chứ. Ta nghe đồn gần đây có một cuộc chiến mà ca sĩ cãi nhau với nhà sản xuất. Ai nhà xa? Sản xuất cãi nhau với ca sĩ. Ta thấy loạn lắm, ngươi thấy như thế nào? Dạ nói chung thì ai có cái miệng thì người đó có quyền chửi. Nhưng mà tại sao họ lại chửi? Bởi vì họ không suy nghĩ, họ không nghĩ tới hình tượng của mình, không nghĩ tới vị trí của mình, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của mình. Đó là cái mặt xấu của showbiz. Dư thương, dư dư ba thương Ngọc Hoàng. Nhưng mà còn mặt tốt sao không nói nó mặt xấu không vậy? Ai chà, mặt tốt thì nhiều lắm nha. Tốt sao? Ví dụ như là ca sĩ năm nay, những ca sĩ chính thống, họ đã đầu tư vào những MV lớn. Những cái MV ca nhạc hoành tráng, hiện đại, mang xu hướng nước ngoài. Kính thưa Ngọc Hoàng, MV nhiều quá, một năm 180 cái MV táo tôi nhớ không hết thưa Ngọc Hoàng. Dạ tôi hỏi chứ sao năm nay làm gì mà nhiều cuộc thi hoa hậu quá vậy? Trong một tuần mà mười mấy hoa hậu đăng quang luôn. Câu này để em trả lời cho anh. Trả lời đi. Đúng rồi, thật ra thì cái vấn đề nó là như vậy nè. Vì càng lúc á, càng ngày càng có nhiều cái quán phở mọc lên. Ủa, cho nên là cái nhu cầu ăn phở ngày càng nhiều. Mà khi ăn phở ngày càng nhiều á, thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà buồn ngủ. Mà khi anh ngủ á, thì anh sẽ mơ. Mà khi anh mơ mà mơ một giấc mơ xấu á, thì đó là một cơn ác mộng của đời anh. Nói tóm lại, đó chính là một căn bệnh tâm lý. Em ơi, em chữa. Nhưng nếu anh muốn chữa, chị em đang nói chuyện mà chị
em ơi, em ơi, câu hỏi là dạ, câu hỏi là cái gì vậy? Rất tuyệt vời, cảm ơn bạn Phan Thanh Vi. Với Ngọc Hoàng thấy là người vô showbiz là chuyện bình thường nha Ngọc Hoàng. Ờ. Năm nay có một điều đặc biệt. Hai động vật cũng vô được showbiz thôi. Trời ơi, vậy mà đâu đâu. Loài này rất khủng, không những khủng mà nó còn có lông nữa. Hả? Đó chính là khủng long. Trời ơi. Bài không? Dạ, con là khủng long Tí Hon. Con xin chào tất cả mọi người. Hay quá. Ủa rồi khủng long vô showbiz làm cái gì? Dạ diễn hài thưa Ngọc Hoàng. Rồi diễn gì vô diễn coi. Lên nói một câu gì cho vui vui đi nào. Mày ác lắm, mày ác lắm. Khủng long Tí Hon mang niềm vui đến mọi nhà. Vô. Khủng long Tí Hon mang niềm vui cho cuộc sống. Vô. Khủng long Tí Hon mang niềm vui cho mọi người. Thì cười xuyên việt để mong nổi tiếng hơn. Oh. À con tới trễ vậy. Trên đường con đi không phải được bằng thẳng bình thường đâu, mà có nhiều trạm nè, nhiều bốt nè. Đóng phí quá trời luôn mới được đâu. Đúng rồi. Chuyện đó là như thế nào hả Táo? Dạ thưa Ngọc Hoàng và tất cả những vị thần tiên ở đây, ở Trần gian xuất hiện nhiều bốt lắm thưa Ngọc Hoàng. Nào là bốt cây lậy, hả? Bốt cây xăng, bốt cây bàn, bốt cây vàng. Dạ nhiều bốt lắm. Đi lại khó khăn vậy ta bớt chạy xô đi, chạy xô chi nhiều vậy, mắc lo cho gia đình hả? Dạ đúng vậy. Buồn lắm Ngọc Hoàng ơi. Gia đình ở dưới nghèo khổ lắm. Quý vị thường thấy nghệ sĩ trên sân khấu là có nhiều tiền. Không có đâu. Nghèo lắm, phải lo cho gia đình. Lo đóng bót, lo này kia. Tiền không có bao nhiêu hết. Ông nghèo sao ông mập quá vậy? Ông bận cái áo mà bung nút luôn rồi thấy không? Sao vậy? Thế hết có mấy đứa còn lại nhỏ xíu kìa. Ai nhỏ đâu? Đó. Con. Dạ dạ. Người ta nói con ra đây. Ê, thảm đỏ là của tao mày. Chàng chàng tao đánh bây giờ á. Nè, không có được đánh nhau trên thảm đỏ nghe. Thông sự em sắp ra phim chứ. Nè mà mày chàng tao đánh bây giờ á. Nè, mắc cái gì ngoài không đánh lộn. Tự nhiên leo lên thảm đỏ đánh nhau. Dạ đúng rồi. Tại sao? Ví dụ như người bình thường thì ra ngoài đường đánh cũng được. Nhưng mà nghệ sĩ đánh lộn phải lên thảm đỏ đánh nó mới hot. Ví dụ như bà này, bây giờ bà Thi không ai biết. Bà ra thảm đỏ, bà đánh một cái người ta biết bà Thi liền. Trời ơi. Thật ra người quen của em rất là nhiều. Em á hả là em quen đâu tới lộng mà Khả Như luôn á. Khả Như là đã từng tập lửa nhà em nè. Rồi á anh. Rồi. Ủa? Má chị. Khả Như liên quan gì tới bà mà quýnh đó. Khả Như bà nội tao được chưa? Trời ơi gì mà ghê vậy. Rồi bây giờ nè Táo, tổng hợp lại một năm 2017 nó có cái chuyện gì xảy ra? Dạ 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 dạ. Nghe dẻ nghe dẻ nghe dẻ showbiz. Một năm chi chít những chuyện gây cười. Điện ảnh vui tươi liên quan phim lớn. Anh hùng hảo hấn đánh ghen tưng bừng. Sự kiện bỗng dưng làm vui phòng vé. Năm qua mới mẻ nhiều bộ phim hay. Live stream tày quầy câu like trên mạng. Giọng hát có hạng mạnh dạng có thường. Từ từ em gái mưa đau xào phúc phúc. Bỏ bạn tình bạn biển đen dâng tràn. Khán giả lầm than vì em bỏ diễn. Nhà chung có biến chảnh trẻ làm sang. Môi thăm bẻ bàn biết 10+1 sẽ là thật tốt nếu chị im đi. Tôi sẽ phát rồ gì qua dâm bụng. Đỏ thơm sát nút nên cháo nên cơm. Nhan sắc có bơm cũng là hoa hậu. Ăn nói hậu đậu dương miệng vẫn ngầu. Ngẫm nghĩ thật lâu rút ra kết luận. Vui nhất thế trần chính là showbiz. Showbiz chứ mà showbiz. Hay quá. Nãy giờ nghe các ngươi nói vậy ta cũng đã hiểu. Rõ ràng với showbiz không xấu, nhưng có một số kẻ xấu làm xấu đi showbiz. Bây giờ người nào tốt thì ta sẽ thưởng, còn người nào xấu thì ta sẽ xử lý sao? Ngọc Hoàng ơi, thật ra thì tụi em có chuẩn bị những cái lời thỉnh nguyện lên Ngọc Hoàng cho một năm mới nữa ạ. Rồi. Rồi. Đón xuân nguyện ước đời nghệ sĩ, năm mới hát diễn thật mê ly, tâm thành nuôi chí xây hồn nghệ, ấm áp no nê được với nghề. Anh em ta cứ say mê, nắm tay nhau quyết làm nghề đáng yêu. Ước sao ngành nghệ sẽ vui nhiều, khán giả tăng view và thích thú. Sản phẩm nào cũng được chỉnh chu,
bữa ăn phong phú của tinh thần, xuân sang phước lộc ngàn lần, tài tâm tầm sẽ muôn phần thăng hoa. Phần báo cáo của táo showbiz đã xong, thưa Ngọc Hoàng. Cảm ơn tất cả lời chúc của ngươi, và ta cũng chúc tất cả nhân gian một năm mới an lành hạnh phúc. Một tràng pháo tay thật lớn cho nhóm khủng long tí hon với tình huống ứng biến à. Các bạn ở trường quay cũng biết là hài nó rất là khó, nó khó ghê lắm. Cái đề tài táo thì cũng không dễ chút nào, vì táo thì cần cái độ sâu sắc thâm thúy, nó rất là khó. Thế cho nên chị khen tụi em rất là đúng về đề tài. Dù cho Khả Như có giỏi đến giường nào, cho Tuấn Dũng có giỏi đến mức độ nào, cho cái bạn làm vua có giỏi tới mức độ nào, thì cũng chỉ là những người hỏi, chứ không phụ các bạn được. Nó báo cáo mà. Nhưng dù sao thì chị phải khen tụi em thông minh, là tụi em đưa được tất cả những cái nhức nhối hiện nay của xã hội mình, tổng kết hết, không thiếu một cái gì hết. Ngay cả Khả Như bị phỏng tụi em cũng đưa luôn, tụi em gan ghê á. Cũng rất là thương. Với cái đó là Khả Như là người thật, việc thật, đúng không? Mà vẫn ở trên đó, thì cái điều đó là một cái điều rất là thông minh. Em biết đâu Kỳ Oanh á hả, là coi như là coi là bà tập kỹ đó, ca hay nè, rồi đó, diễn đó, giỏi nè, cải lương bi hài mùi vậy làm được hết á. Rồi hôm nay anh thích cái chỗ mà em phỏng, em cũng nói lên phỏng y như chị Kỳ Oanh, vô tư và hài ngày xưa, thì bây giờ tụi em cũng vậy, thích cũng cái vậy. Gì làm cái đó không sợ cái hồn nhiên. Dạ, nếu nói về là văn thơ, hài văn thơ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến danh hài Anh Vũ. Đúng, anh Vũ rất thích tiết mục này, thích ở đây là gì, cái máu lửa các bạn, mà các bạn khai thác triệt để những cái này kia nhiều mảng miếng trong xã hội. Mà nhiều khi anh Vũ bản thân không cập nhật được hết nữa. Các bạn trẻ, các bạn song sáo, đưa hết những cái thời sự vô cái vở kịch của mình, làm vở kịch có ý nghĩa, có giá trị nữa. Nếu như mà anh Vũ á, mà thơ á, thì lúc mà chữ lộn á, anh Vũ sẽ thêm câu thơ chỗ lời đã... chửi không mất tiền mua, lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau đó. Đã chửi phải chửi thật đau, chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa, chửi đúng không được chửi thừa, từ trên xuống dưới không chừa một ai, chửi cho đau óc điếc tai, chửi xong rồi chạy kéo chai vào mồm. Một câu liền chị ơi. Nó hại chị đó. Thôi Quang chào đi được không? Dạ. Kiều Quang xin kính chào toàn thể các anh các chị, chào quý vị từ thành thị đến công ty, chào từ công ty, chào qua từng đợt. Xin đừng đùa cợt, hãy để tôi chào, đừng chào ào ào. Tao nói mình nịnh muốn chào cho xịn, phải chào toàn bộ các em thi ngày hôm nay và khán giả ngồi trong trường quay. Vỗ tay. Quá hay chị Quang ơi. Như chị Oanh đã chia sẻ, thực sự là làm táo rất là khó. Bởi sao? Chúng ta chỉ toàn lên kể lại, lên báo cáo lại, nó không có cái tình huống nhiều ở đây. Nó quan trọng cái sự duyên dáng của bản thân, chứ không phải là duyên dáng từ kịch bản hay là tình huống nữa. Nhưng mà rõ ràng hôm nay chị rất là dành lời khen cho Khôi. Khôi hôm nay là gánh tim, chứ không phải là Khánh. Khôi xuất sắc, bước ra xuất sắc. Đây, nếu mà xét về tình huống ứng biến thì các bạn, đối với Nam Thư là các bạn làm rất tốt, lai động. Yes, rất chờ cái câu lai động của chị. Hữu Tín, anh thấy sao anh? Quán quân X Pro. Thấy vui quá trời vui. Dạ. Dạ. Ủa, hết ha. Vui quá thì phải nhìn nhóm kia, tự nhiên nó nhìn tôi với anh Thư. Mỗi người hôm nay là cái bản lĩnh sân khấu quá dữ. Kiểu như cái đầu mình vừa chạy chữ mà mình vừa phải diễn ở bên ngoài, rồi đối phó rất nhiều, nhưng mà rõ ràng thấy được cái sự đoàn kết. Người này mà đang đứng bí bí là người kia chụp. Mọi người đều biết mà hài rất là khó, không phải muốn diễn là người ta cười đâu. Thậm chí mình tập rất là kỹ rồi, mình ra mình diễn, thậm chí khán giả còn không cười mà. Cho nên là mình không thể nào mà biết trước được. Còn này là tình huống ứng biến nữa, mà các bạn lại làm được như vậy là quá tốt rồi. Đối với Buka là các bạn tuyệt vời lắm rồi. Nói về sự ứng biến về giới trẻ thì Hồng Thanh là một trong những người mà ứng biến khá là giỏi. Em cảm thấy mấy bạn của em, mấy anh như thế nào? Dạ, em bản thân em thấy là mỗi người một nét, có điểm nhấn, có màu sắc. Và em cảm ơn mọi người đã cho em thấy lại những cái hiện tượng của showbiz và những cái hiện tượng xã hội. Mà em thì em thấy là hôm nay em mê cái bà Khôi quá, bà Phan Thanh Vy đó. Em nhìn mà em chảy nước miếng luôn á. Nói chung là hôm nay là anh muốn nói với Khôi rằng là em đẹp nhất đêm nay. Wow. Và một lần nữa xin chúc mừng nhóm Khủng Long đã hoàn thành xong phần thi của mình. Đó, các anh thấy sự phức tạp với showbiz chưa? Thấy rồi. Thấy rất rõ thưa Ngọc Hoàng. Nhưng chưa hết đâu, còn một vấn nạn mà làm ta đau đầu suốt thời gian qua.
Vấn nạn gì thưa Ngọc Hoàng? Đó chính là vấn nạn mạng xã hội. Vậy các Khanh ở đây có biết mạng xã hội là gì không? Dạ biết chứ. Là gì? Là Facebook, ai cũng có mà. Đúng rồi. Khanh cũng chơi Facebook à? Có chứ. Facebook của Khanh là gì? Nam Tào Lao. Nam Tào Lao. Cô bắt đầu. Người dùng Facebook. Người dùng Facebook. Nick bị khóa mấy nay rồi. Trời ơi, bớt chửi trên mạng lại đi. Còn của Thiên Lôi là gì? Dạ Facebook sai đâu đánh đó. Sai đâu đánh đó. Là cái tên là hướng nghiệp luôn đó hả? Hướng nghiệp luôn. Còn của Hằng nghe. Dạ cây đa. Không. Cây đa là cái chỗ mà check in thôi. Chú Cụi ngồi góc cây đa. Tên kỳ vậy? Tên thiệt đi, đừng có giấu nữa. Thủy thủ mặt trăng bánh trung thu xỉ và lẻ. Thủy thủ mặt trăng bánh trung thu xỉ và lẻ. Thấy chưa? Trời ơi. Bà bán hàng. Thì đó, cái đít của bà tới cái mùa trung thu, Thiên Đình không ai mà né bà được hết trơn. Ship tận nhà. Mọi người, ai cũng có Facebook hết rồi. Mọi người biết Facebook của con không? Không mày. Mày không phải con tao. Đó là tên Facebook của em. Trời ơi. Trời đất ơi. Tên Facebook của nó là mày không phải con tao. Tính ra là tất cả các Khanh đều có Facebook điên à? Dạ. Vậy chúng ta có bạn chung với nhau rồi. Đúng rồi. Vậy tại sao mỗi lần ta đăng hình không like? Ngày nào cũng like, ngày nào cũng đã tim hết. Vậy yeah. Thôi thôi bỏ đi con thỏ này, nó auto like đó. Nó mua 5.000 một tháng đó trời. Mua like hả? Mua like. Ủa like cũng vậy. Mà Ngọc Hoàng Facebook là cái gì không nói sao ta biết? Facebook của ta là trời ơi. Trời ơi. Trời ơi ta Facebook gì cảm thán vậy? Đó chính vì vấn nạn Facebook đó ta rất là lo lắng đi nè. Sao vậy Ngọc Hoàng? Bởi vì một trong số nạn nhân trên Facebook, trong đó có ta nữa. À có nghĩa là Facebook nó có lợi và nó cũng có hại. Phải. Mà có hại là cũng có Ngọc Hoàng trong đó luôn. Có luôn. Vậy là Ngọc Hoàng mua đồ online mà bị nhầm đồ dởm hả? Ủa sao người biết? Có bà chị em giống vậy. Chị người là ai? Kiều Anh. Bố mua nhầm đồ dởm ngoài che mặt người kìa. Mà bây giờ ta không biết cái người đó là ai đi nè. Ta muốn tìm ra thủ phạm đi nè. Coi cái nick của cái đứa bán có còn không? Coi nick đúng không? Cái nick của nó đây, đó. Đây, người coi giùm ta coi. Được coi. Bé ngốc lóc chóc ngồi góc cây đa. Ê nick của mẹ con nè. Không, cái này mẹ sống đàng hoàng, sống tử tế, sống hợp đi. Cái nick này nick phụ của bà, tối ba hay chat ra. Trời đất ơi. Các người thôi đi, tôi có nỗi khổ riêng mà. Nỗi khổ gì? Tôi còn phải nuôi người ta mà. Mẹ không hề, chưa bao giờ mẹ nuôi con luôn á. Bà cũng chưa bao giờ bà nuôi tôi. Không liên quan gì tôi nuôi hả? À, đâu không bao giờ đâu nuôi tôi hết trơn. Điên hả? Ủa xin lỗi cho hai ly cà phê nói chuyện riêng. Ý của em á là tại vì em còn phải nuôi chú Cụi nữa nên em mới mở rộng thị trường em buôn bán, nhưng mà cái số hàng giả đâu phải mình em sản xuất đâu. Chứ ai sản xuất? Em là đại lý nhỏ lẻ thôi, rồi tổng đại lý nó dưới Trần Giang kìa. Hằng Nga ơi là Hằng Nga, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, người nhà trời không được buôn bán giao dịch bất kỳ cái gì người dưới Trần Giang kia mà. Hằng Nga không nhớ hay sao? Trời ơi, trời ơi ơi. Má cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Hay quá vậy. Bây giờ ta sẽ cho truyền cái người đó lên đây. Đó là chính là táo mạng xã hội lên đây để ta đối chất. Đúng rồi. Cho rồi. Táo mạng xã hội lên đây. Lên 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 lùi 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 lùi. Hư cái cổng chào là ta làm mày thành cái tượng đài mấy chục tỷ nha con nha. Tại sao hư cổng chào lại chửi tụi tôi? Nó chửi bể được không? Cổng chào là phải chửi người làm ăn bớt ăn xén chứ. Xén cái gì? Tụi tôi làm táo biết là táo gì chứ mà chửi về vấn đề xây dựng như vậy. Không có biết mà làm bể rồi làm sao? Nói mà ít thôi. Tao mượn được. Vô. Tao nói vô. Ra lại cho duyên dáng nào. Vô. Ông ta đến rồi. Ông ta đâu có đến rồi. Ông ta đến rồi. Tự nhiên ta nhớ năm qua. Thần là táo mạng xã hội. Hôm nay thần tới đây, thần muốn chúc Ngọc Hoàng là nhóm hai kỳ tài. Nếu thích thì like, tiện tay chia sẻ, cả năm vui vẻ. Thần xin chúc Ngọc Hoàng sống trường tồn, sống mãi mãi, sống kiên trì, và quan trọng là sống chậm lại ạ. Hay quá. Ê
Ông mang cái gì vậy? Đó, lên đây là phải đúng, phải cưới hai con cá chép lên. Trời đất ơi, con cá gì đâu. Không biết Thiên Đình nhà mình đã dùng bữa chưa? Chưa. Thế lấy hai con này nấu. Thôi dẹp đi. Đạp cái chân đó còn kêu ta ăn hả? Dạ các thần ơi, con có ý kiến. Kiến vậy? Dạ, mấy vị ở đây là con biết hết rồi. Còn cái chị này là ai vậy? Con thấy mấy vị kia là có cái nón đội mà vị này không đội nón. Giống ni sư trong chùa rồi. Dạ, mới đi chùa về hả vị? Dạ. Nói một câu hài hước coi. Sao bận đồ xấu vậy? Thần tiên nào luôn. Nói gì luôn á. Dạ thưa Ngọc Hoàng, là coi mấy người lát làm trò trống gì mà nói dữ vậy. Lần sau nói nhanh lên nha, chờ người ta nói mới nói à. Dạ thưa Ngọc Hoàng, hôm nay thần tới đây là táo mạng xã hội. Mà mạng xã hội là gì? Mạng xã hội chính là Facebook. Cả nhà rời mình có biết sự tích Facebook chưa? Chưa. Và sau đây sẽ là sự tích Facebook. Nói đi, kể đi. Nói đi. Nói đi. Ngày xưa ở dưới trần gian có một lớp học. Lớp học có một học sinh, hai học sinh nhưng gương mặt phụ huynh. Trong lớp học nọ có một cô giáo. Cô giáo như cái bản thầy giáo. Có một học sinh duy trì. Tại sao đi trễ? Tại vì bạn ấy là phải làm việc thâu đêm suốt sáng để kiếm tiền đi học. Cho nên bạn ấy buồn ngủ quá. Bạn ấy gục mặt vào cuốn sách. Mà mặt là gì? Mặt là face. Sách là book. Kể từ đó Facebook ra đời. Ê, biết sự tích Facebook. Vậy biết sự tích của Messenger không? Hay quá. Cái Messenger là cái gì? Là vậy nè, làm coi. Khi sự tích Facebook ra đời, người ta không biết phải nhắn tin trò chuyện với nhau như thế nào, người ta mới quyết định phát hiện ra Messenger. Thế là có Messenger đó để nhắn tin trò chuyện với nhau. Đề nghị đi vì các triều thần này á, không phải mua chức đâu, đừng có như cái chợ người ta đánh giá mình. Mình phải sống chậm lại, đừng có sồn sồn lên như vậy. Vâng, sau đây sẽ là giới thiệu chi tiết về Facebook. Rồi. Facebook là một mạng xã hội. Mở đó, tất cả con người chúng ta không hề quen biết nhau. Nhưng nhờ có Facebook mà họ có thể kết bạn với nhau. Họ có thể theo dõi nhau. Họ có thể thả tim cho nhau. Và họ có thể tự sướng. Và họ có thể tự sướng cho nhau. Và nếu mà không sướng thì họ hủy kết bạn với nhau. Ê, nói không có bạn bè gì hết. Kết bạn gì đâu, họ không nói chuyện nhau vậy. Bạn kết bạn đi, không phải sắp với nhau gì hết. Dạ, đấy là sơ lược về Facebook ạ. Khi mà mọi người chơi Facebook ấy, chúng ta sẽ có rất được nhiều cái lợi. Chúng ta chỉ cần lướt Facebook, chúng ta biết được rất nhiều thông tin. Đầu tiên là thông tin thời tiết. Muôn tô Ngọc Hoàng, giả số là năm Dậu vừa qua, thiên tai lũ lụt xảy ra quá trời. Những cơn bão cứ xảy ra mà làm cho cô bác khó khăn trăm đường Ngọc Hoàng. Vô thiên ôi không đó, ông à. Rồi xong luôn. Ông lôi đó. Lánh tự nhiên ngủ tao mà chửi tao ngang xương vậy. Đây. Từ nãy tới giờ đứng á, không thoại, không phải là không có thoại mà nãy giờ nhịn nha. Ý trời. Bây giờ cái gì? Tôi nói ông không ngày năm nay lũ lụt 16 cơn bão xảy ra là do ông không? Sao do tôi? Đó thì ông quản lý về mưa gió bão lụt mà. Ông ăn ngủ ông đi chơi không bỏ mấy cái lũ lụt tràn lan dân tình khốn khổ năm nay tất yếu là do ông. Không phải do tôi. Lý do sao mà ông? Xin lỗi ông à, trên này tôi quản lý tôi canh hết đầy đủ rồi, không có cái chuyện đó. Ông làm như vậy là ông sai rồi. Cơn bão 16 vừa mới xảy ra nhà tôi di dời luôn nè. Sai, bão 16 là không phải là do tôi. Do ai? Cái đó là do phường 16. Dạ, và còn tin giao thông nữa. Mỗi khi Sài Gòn mưa to, đường phố như dòng sông mà nước tràn khắp nơi. Mỗi khi đi luôn đi, đi đi, lỡ tìm hồi đi luôn. Đi xe mà tưởng đi sẽ hư người dắt trên đường. Bởi do vì trời mưa to, cống thì không thông đến đường thành con sông. Ngọc Hoàng có biết là tại sao
sao không? Sao? Đó là tại vì là người dân sinh sống ở nơi đây mang rác nó dục ra đường. Nhiều năm xây lắm mái không xong à, na 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 lô cốt có mọc đầy đường mà cứ thi cầm hoài làm cho dân khó khăn. Đường thành xong hết rồi, dạ đó là giao thông ạ. Ra và bây giờ tới thông tin về bắt cóc trẻ em. Làm thân con nít ăn nhiều lại ham chơi, người nào cho ăn là bé đi theo chơi dài dài. Xã hội hiện nay thạch xanh thì ít chữ lý thông xuất hiện rất nhiều. Thầy mẹ thương em thì đừng rời xa em, đừng làm mà quên em vì có khi ân hận cả đời. Âu dâm cuồng dâm thần kinh biên thái, mẹ biên bắt cóc luôn ở xung quanh rình em. Con sợ quá mẹ ơi, con sợ, con sợ xã hội dữ hơn, con sợ quá. Dạ, đó là vài thông tin khi chúng ta chơi Facebook. Còn tới bây giờ, tới phần này mới vui nè mọi người. Sao vui vậy? Vui vậy? Vui. Facebook mạng xã hội có một ứng dụng rất là hot. Ứng dụng gì vậy? Đó chính là ứng dụng livestream. Để cho phần livestream này thêm vui thì xin mời tất cả mọi người cùng báo cáo với chúng em ạ. Ủa là làm gì? Bây giờ xin mời tất cả mọi người diễn một cảnh đang cháy nhà đi ạ. Cháy nhà, cháy nhà rồi. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Mấy bạn ơi, cháy nhà rồi. Nhà cũng phải trật tự để ta lại chim chứ. Lao sầm sao ta lại chim. Lại cái thử nhà rồi, có người chết còn xỉu. Chết rồi. Dạ, lại chim đó hết, tất cả mọi người chết hết ạ. Dạ, rồi sao? Vâng, Hằng Nga, mời Hằng Nga bước lên đây ạ. Hả? Rồi. Rồi xong. Live stream nó còn một cái lợi rất là lớn, đó chính là bán hàng qua mạng. Nghe nói Hằng La, Hằng Nga bán thuốc giảm cân đúng không? Bây giờ Hằng Nga hãy bán thuốc giảm cân đi. Tao không có bán. Tao live stream quảng cáo thôi. Cái đó ghê đó, tao giấu mà lôi ra chi. Dạ, nếu mà Hằng Nga giấu thì thôi ạ. Bây giờ thì thần sẽ live stream một cảnh tang thương, đau khóc, một cảnh vui vẻ, hài hước. Đó chính là một cảnh tai nạn giao thông ạ. Là tao phải nằm vật ra chết hả? Giờ có người đụng tao, tao chết không? Đúng rồi Hằng Nga. Đúng. Trời ơi, có tai nạn giao thông mọi người ơi, có người té kìa mọi người ơi. Trời ơi, trời ơi, có ai cứu không? Máu chảy quá trời, cứu không? Thả cho bả một cú đi. Cứu đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Tới đây cứu đi mọi người ơi. Chia sẻ miếng màn rồi, cứu đi. Gọi xe cấp cứu giùm đi. Chết luôn rồi kìa. Rồi chết rồi. Về 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 về. Ủa gì? Thôi được rồi. Nãy giờ tao thấy các Khanh trình bày như vậy tao cũng đã hiểu. Có nghĩa mạng xã hội có cái xấu nhưng cũng có cái tốt của nó. Nhưng nó xấu hay không là do bản thân mình thôi, đúng không các Khanh? Đúng ạ. Thôi, ta mong rằng kể từ nay về sau, mạng xã hội sẽ tràn ngập những điều tốt, những điều hay lẽ phải. Những cái xấu sẽ lùi xa chúng ta. Được chưa các Khanh? Đúng rồi. Dạ, được. Cảm ơn các táo rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Ngọc Hoàng ạ. Mọi người ơi, nhanh lên, đi theo con nè. Đi theo chị Google nè, chị chỉ đường đúng lắm. Alo, chị ơi, chị nói với chị. Thỏ Ngọc đừng tài lanh, đây không phải Thiên Đình đâu nhé. Ủa, bây giờ chị ngồi chị trả lời dần lên với em hả? Bây giờ chị chỉ đường cho em đi nè. Đi thẳng 2 bước chân, quẹo trái đi 3 bước chân, nhưng bạn hãy nhớ nhớ né cái hố ra nhé. Lêu lêu lêu. Ôi, con bảo bị cặp bẫy rồi, ăn nó đi mọi người ơi. Tôi quýnh một cái chết nào thiệt lời. Đi đi đi, lẹ, tranh thủ thời gian đi. Hiểu không mà? Ô, ai da. Cái gì vậy? Thôi đạp chúng cái niềng răng nè. Đó. Ê, ông Thiên Lôi, ông Thiên Lôi. Cái gì? Hình như mình tới đúng đường rồi đó, mình tới đúng cái làng này rồi đó. Đúng không? Đúng đúng. Hỏi kỹ lại coi. Chị bảy, chị nói lại rồi mà chị bảy. Có Kiều Oanh với anh Vũ ở đây mà còn hỏi queo com tu làng cười xuyên Việt 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 Việt. Ủa? Có lộn làng không? Làng cười xuyên Việt một chữ Việt thôi chứ mới nhiều chữ Việt vậy? Đúng rồi. Hả? Tôi eco đó Thiên Lôi ơi 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 ơi. Trời đất ơi, eco nữa. Bả. Bả đúng không? Ừ. Eco là tôi nói đó thì sao? Hả 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 hả. Bả. Ê ê. Trời ơi. Thỏ Ngọc ơi, Thỏ Ngọc.
Mở cái máy tao đâu rồi, cái máy tao đâu? Dạ nè. Hả? Ông Thiên Lô ông đập á. Tại sao đập cái máy của tôi? Không phải, tại vì ghét bà đã nói là xuống đây phải đổi tên, tự nhiên mới kêu Thiên Lôi kìa. Ghét bà hả? Ừ. Tôi cũng ghét bà này lắm nha, trời ơi, tôi bực bội bà chỉ đường tầm bậy không. Sao vậy? Tôi nói hôm qua tôi hỏi bà, chị ơi chị bây giờ mình đi lối nào? Bà trả lời sao? Lối đi ấy em chưa hề định được. Nhưng em phải ra đi vì lòng tự trọng. Trời đất ơi. Dẫu biết em là một cô gái giang hồ. Hay quá. Thôi. Ừ. Cái máy ra rồi nha. Ôi xin lỗi mà. Ấu tả riết rồi quen thôi. Mà ê nhắc tới chữ ẩu mới nhớ bắt đầu rồi. À quên bắt đầu đâu rồi? Tôi nè. Sao đâu đứng ngoài đó vậy? Tôi sợ thành kiến nữ sanh ngoại tộc. Tôi sợ thiên đình bé mặt gì tôi. Thôi đi mệt rồi. Mình xuống đây chơi. Mình ở trên thiên đình mình xuống đây chơi hiểu không? Ngọc Hoàng ơi, con mời Ngọc Hoàng vô. Vô Ngọc Hoàng vô. Bao lâu mới xuống trần gian? Bao lâu mới xuống trần gian một mình? Đi nguyên đám mà kêu mình. Lâu lâu mới xuống trần gian. Lâu lâu mới xuống trần gian nhiều mình. Ông anh ơi, gớt đồ kia. Cảm ơn bà chị nha. Bà chị. Các Khanh à, các Khanh đừng giỡn nữa. Các Khanh giỡn để làm gì vậy? Cho nó vui. Có vui không? Không. Không thôi đừng giỡn nữa, chúng ta vô vấn đề chính đi. Thờ Ngọc Hoàng á, buồn là buồn Ngọc Hoàng lắm đó. Tại sao buồn ta? Đi người ta nói lâu lâu mới xuống trần gian, mình đi mình mua cái vé máy bay đàng hoàng đi. Đi mua cái vé máy bay giá rẻ nó delay quá trời luôn. Tự cho nó bay thẳng xuống đây có 30 phút mà. Mà mua cái vé gì nó bắt chờ 30 ngày nó mới cho bay đó. Trời ơi. Không có, ý ta là ta tính tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng đó. Nếu không thì nói chung là bây giờ mọi người xuống đây đầy đủ là được rồi. Đó là bây giờ có 5 tàu. Có Bắt Đẩu, có Thiên Lôi, có Thọ Ngọc và có... Ủa Hằng Nga đâu? Hả? Chị Nga! Mẹ ơi! Bao năm về lại nơi đây. Ủa nữa mẹ. Bao năm về lại nơi đây một lần. Gì kỳ vậy? Bao năm mới xuống trần gian. Bao năm mới xuống trần gian một lần. Bà chị ơi! Dạ? Gớt miếng kìa. Ủa tôi đọc thơ tả cảnh mà ông làm gì vậy? Ủa vậy hả? Ông anh rớt nghiệp kìa. Làm gì vậy? Giấu nghiệp luôn. Thằng Nga, tại sao dạ. giờ này mới tới? Dạ, em bị bắt. Tại sao bị bắt? Thì em đáp với mọi người mà em dướng cột điện đứng đó nửa tiếng ngoắc quá trời ngoắc tưởng ngáo đá hốt luôn. Thôi bây giờ chúng ta vô vấn đề chính được chưa? Được rồi. Chúng ta đó đã xuống tới trần gian là chúng ta phải giấu thân phận của mình đi. Giống như ta là Ngọc Hoàng thì các ngươi phải gọi ta là gì? Anh Hoàng. Phải đổi tên khác, gọi anh khác giùm đi. Anh Thành. Ta không thích anh Thành, anh khác. Anh Vũ. Ta chịu. Dám nó không thích đâu, dám nó không thích đâu. Không thích là làm bài thơ chửi liền. Ấy bây giờ ta là anh Vũ vậy, Hằng Nga là gì? Kiều Hoàng. Còn Thiên Lôi. Nam Tư, lại động mà chị ơi. Bắt Đầu. Không sao. Ông Anh. Rồi. Cái ai? Buka. Vậy đây là cái gì? Vậy còn năm tàu. Tôi hả? Không sao. Ông là Diệp Tiên rồi. Đâu có ngồi đâu. Ôi mọi người, ai cũng có tên hết rồi. Vậy mọi người đừng gọi con Thỏ Ngọc nha. Ừ. Con tên gì? Thỏ Ngọc. Thỏ mày đặt đổi tên. Ờ, Thỏ bị ruột bỏ. Ừ. Thôi đi vô, chúng ta hãy vô cái này chính được chưa? Bây giờ mời cái người nào đứng đầu ở đây nào ra đây để chúng ta làm từ thiện. Đúng vậy rồi. Vậy con mời người đó ra cho. Mời người nào có chức quyền vô đây đi. Hey man, hello everyone. À. Dạ bẩm. Ai vậy? Táo bạo hành xã hội, xin ra mắt Ngọc Hoàng. Chúc Ngọc Hoàng vạn an. Xí, sao giác hơi đâu trên đây vậy? À, ủa? Cái giác hơi màu đỏ kìa vậy? Dạ, ở Ngọc Hoàng đâu rồi? Đây nè. Ây da, chào Ngọc Hoàng. Đây nè, cái ngày mà con mà xin mua vé máy bay lên đây nè, ra ngoài chỗ mà xin visa đó, không có cho mặc đồ bình thường của táo mọi năm nữa. Nó bắt đó đóng mọc visa, nó đóng mọc này nè. Dạ. Cho ta biết mình là táo. Đóng cái táo lên hả? Ủa mà sao hôm nay cả thiên đình mình là cải trang hết vậy? Xuống đây chơi mà. Xuống đây di hành mà. Xuống đây di hành. Di hành ở đây luôn, báo cáo đây luôn. Rồi. Được. Hôm nay con cũng đã mang theo rất là nhiều những tình huống con không thể xử quyết được. Con mang ra những tình huống của trần gian rất bi ai, rất là ai oán. Thôi mà muốn nghe cười chứ không muốn nghe bi ai. Không cười phải không? Để gọi từ nhỏ đã làm trò nghe. Rồi, nè, anh. Tụi bay, mời xuất hiện. Đây,
Ôi, ôi, ôi. Ôi, nhậu, nhậu. Đang nhậu ai? Đang nhậu. Đang nhậu quán mà bảy viên kia. Tao viên kia vô đây. Đang nhậu. Nhậu tiếp đi, nhậu tiếp đi. Nhậu tiếp đi. Xí xí, mấy ông bị gì? Đi xếp. Xếp hả? Tới gì nè. Ủa bây giờ đi cái đâu, nó xuyên khác tuồng đâu, đông vui vậy? Tới đây hả? Đi hát tuồng hả? Đông vui vậy? Đi diễn hề hả? Trước tiên bây giờ tụi tôi làm từ thiện. Cho nên tôi đọc tên ai là vô lãnh quà từ thiện. À, từ thiện chưa? Khách hàng vô. Đọc tên ai vô nhận quà từ thiện nha. Trần Văn Nam. Cái gì? Trần Văn Nam. Trần Văn Nam đó. Rồi. Đứng bên bên Trần Văn Long. Vô luôn. Ờ, chắc nhận quà. Đứng bên bên. Sao kỳ vậy? Trần Văn Nhân. Vô luôn. Tôi. Rồi vô. Trần Văn Tân. Ủa sao nguyên cái dòng họ không vậy? Tại sao nguyên cái dòng họ này vô lãnh hết vậy? Đúng rồi. Đây làm như người nhà vậy. Sao không cho bà con khác vô lãnh mà mấy ông vô lãnh không vậy? Đâu phải có lý do đàng hoàng chứ. Bà con chia xa quá. Ở đây người ta đại diện từng người ta phát lại. Đúng rồi đó. Được không? Được không? Mà cái không xỉn sai sao vô lãnh quà? Mắc mớ gì? Mắc mớ gì kêu lãnh quà thôi chứ mắc mớ không được xỉn. Từ thiện là nghèo khổ, bị bão lụt, bị này bị kia, làm sao mà xỉn dữ? Đang nhậu nhiều người ta mới nghèo. Đang nghèo người ta mới lãnh từ thiện. Làm từ thiện là khó quá, thôi khỏi làm đi. Đúng rồi. Tự nãy giờ bên trong ta thấy rồi đó nha. Ai vậy? Từ thiện là nhằm mục đích giúp đỡ. Ai vậy trời? Và không các người say xỉn thì cần cũng phải giúp đỡ. Trời ơi, cái giống nào đang nói vậy trời ơi? Kêu giống màu xanh có pha trộn màu vàng. Ta biết ai rồi? Ai rồi? Một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng. Tên gì? Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng quang. Cuối cùng là ai? Thần đồng quang. Thần đồng quang là ai? Ủa, cái chỗ mình hay nhậu nè. Cái miếu. Thần đồng quang. Thần đồng quang. Nếu mà cho cái nam này khách đi nhậu với em đi. Trời ơi, hôm nay bên cái thị gia là đủ thứ hết trơn đó trời em. Đúng rồi, trời ơi. Các anh ơi, vào đây tha hồ, muốn ăn thì ăn, muốn nhậu thì nhậu nha. Hãy quên hết thế giới bên ngoài đi nha. Trời ơi, bà nói cái gì nhanh không nghe được luôn trời ơi. Trời, xỉn làm gì vui vui đi nè. Bạn Trần Văn Nam và Trần Văn Long bước ra nói gì vui đi. Tao không biết nói gì vui luôn. Bây giờ sao trong cái tiệc ngày hôm nay? Bây giờ trước khi nhậu, bây giờ làm ơn làm phước xác định cho tôi người nào trả tiền, hai đứa bay đứa nào trả tiền. Mày trả tiền. Mày nghĩ sao tao trả tiền? Tại sao tao phải trả tiền? Đương nhiên là mày phải trả tiền. Tại rồi. Sao? Bởi vì mày lớn, mày già đầu hết tao. Hai bạn có thể giới thiệu tên, tuổi, chỗ ở với nhau biết không? Tôi là Lê Nam. Gì hả? Trần Văn Nam, lộn. Tôi là Trần Văn Long. Thằng Long đó hả? Thằng Nam đó hả? Mày trả tiền. Thấy sao tôi phải trả tiền cho mày? Bởi vì mày nhỏ mày phải trả tiền. Thôi, nói chung là tiền bạc đến đây không có quan trọng đâu. Nhưng mà tôi muốn biết, tại vì thường thường phải có số phận, phải có cái gì đó buồn, người ta cũng nhậu vui, người ta cũng nhậu xã hội. Bây giờ tự nhiên mở ra là nhậu. Tất cả các quán bình dân, các quán rẻ tiền hay là mắc tiền đều có người nhậu. Tôi không biết họ làm cái giống gì mà đều chiều chiều có tiền đi nhậu. Cho nên tôi muốn biết nguyên nhân hai người đến đây nhậu là nguyên nhân gì. Người nào kể buồn nhất tôi sẽ khỏi trả tiền. Nhắc tôi buồn, tôi mới buồn, chứ không tao quên luôn rồi. Hoàn cảnh của con sao? Ba. Bị cái gì? Ba tôi. Bị sao? Ngày trước á, má tôi mất năm tôi còn 3 tuổi. Chỉ có một mình ba tôi nuôi dạy tôi thành người. Để bây giờ ba tôi mắc bệnh rồi. Bệnh tôi sao? Của tôi mới đi nhậu, ông bị bệnh. Bệnh ông gì? Bệnh gì? Không nói được. Mày phải nói thì trên thiên đình người ta mới biết, người ta tìm cách giải quyết được chứ. Khó nói lắm. Nói đi. Bí thông biến thai bình. Dạ. Đang vô câu nói mày trọt vô chứ. Tại sao mày kể tình cha mà tao mở bài lòng mẹ? Cha mẹ là một mà. Tao nói cho nghe nha, tao đã biết được cái rồ phai của nhà ngươi rồi. Rồ phai gì? Ngươi là đánh cha đánh mẹ nha. Không có. Cha nằm trong bệnh viện không nuôi, vô tắm chậm mà quýnh lên quýnh xuống, bỏ không cho ăn uống. Tao mà nói rồi. Là thương cha cái gì? Thương cha. Đứng đi. Tôi là thương cha thương mẹ thương con. Tại sao ông không thương vợ không? Tôi rất thương vợ tôi. Thương cái gì hả? Vào một đêm mưa gió bão bùng. Mưa gió bão bùng nó về. Nó chửi tôi quá chửi. Rồi sao nữa? Tôi tức quá. Tôi cầm cái cây tôi quất nó. Hả? Ông mắc kiến, ông bước ra. Ông mắc kiến, ông mắc kiến kìa. Đây. Nè. Con nhỏ bồ cũ của ông đó. Hôm bữa cái vụ mà bài đặt đi ha, đi làm
bảo mẫu rồi đó đánh con nít. Người ta đã lấy rõ ràng, người ta lấy cái điện thoại người ta quay lại rồi, bằng chứng rõ ràng, lên mở cái clip đó lên luôn mà vẫn chối là sao hả? Đúng vậy. Dạy nó không nghe, người ta có câu là thương cho dôi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi, quýnh nó cho nó nghe để nó sợ. Thương cho roi cho giọt là chỉ có roi với giọt thôi, nhấn đầu vô thùng phi làm chi? Ai nhấn? Ai nhấn thùng phi? Bả với ai? Có nhấn hả? Ừ. Đúng rồi. Con nhỏ này kêu đừng có nhấn mà cứ nhấn vô chi không biết nữa. Ông khùng á, bữa ông gọi đầu cho nhỏ đó mà. Gọi đầu cho nhỏ đó hả? Ừ, gọi đầu cho nhỏ rồi nhấn đầu. Cái đó là nó có nguyên do của nó. Sao? Sao? Rèn luyện thể thao. Thể thao gì? Bây giờ SEA Games của mình là có Phi Sơn là vừa mới vô địch môn bơi lội. Phi Sơn Hà Bình, Nguyễn Hữu Kim Sơn. Nguyễn Hữu Kim Sơn vô địch SEA Games. Đúng, vô được SEA Games, đúng không? Nó có thể bơi được, đúng không? Thì thằng cháu này nhấn đầu xuống nước là thì gì? Tập cho nó thở lâu, lỡ lố tay thì nó chết luôn. Chết cái gì? Nó trúng cho nó chụp lên. Đối xử với con nít vậy đó hả? Ông Táo ra đây. Dạ. Ông Táo bước ra. Dạ có thật. Ở đây có trạm xá không? Dạ trạm xá. Bệnh viện có mua bảo hiểm không? Dạ có. Bảo hiểm để làm gì? Dạ bảo hiểm để mình bù đắp cho cái tiền mà mất mát khi mình bị tai nạn. Đúng rồi, bảo hiểm là bảo hiểm cho dân nghèo đúng không? Dạ đúng. Vậy sao dân nghèo vô trị không trị? Đưa bảo hiểm y tế không xài, bắt đóng tiền như dịch vụ mới chữa. Đúng vậy, người ta ẩm đứa nhỏ vô nó bị sốt cao mà dám khen đứa nhỏ mặt hồng hào quá. Đó đúng là cái điều mà đang cắn đứt trong lòng. Cũng thằng này, này nó làm cái sao? Ăn chặn tiền bảo hiểm của xã. Trời ơi, tội tài đình luôn, đi đây xử liền. Tôi ăn chặn rồi đâu? Ra quỳ. Đúng mày ăn chặn riết mặt cái miệng mày nó như vậy luôn đó nè. Ừ. Thấy chưa? Mày trước. Sao mày? Ai cũng phải có nỗi khổ riêng chứ. Ờ gọi sao? Bảo hiểm hết hạn sao xài? Trả lời cái gì vậy? Bây giờ còn hạn hay hết hạn không quan trọng, mà cái đứa bé nó cần đi cấp cứu, mình phải cứu nó trước chứ. Tính mạng quan trọng mà. Đúng vậy. Tôi cứu nó rồi, ai cứu tôi? Thấy chưa? Đó, đó chưa? Đó, bác sĩ mà vì bản thân mình không chữa bệnh cho người ta. Bởi vì cái ca này nặng vậy tôi mới đưa lên đây cho Ngọc Hoàng xử. Rồi còn vụ này nữa, vô khám bệnh bữa đó nhức đầu quá vậy bộ. Bác sĩ ơi, con bệnh quá à. Hỏi bị gì? Nhức đầu quá à. Ghi vô bệnh nhức đầu. Không có lý do đi khám sơ sài dữ vậy. Đúng vậy. Đau bụng ghi đau bụng, nhức đầu ghi nhức đầu, khám làm gì nữa? Ủa, cuộc sống mà mình phải tin người ta chứ. Đúng rồi. Nếu bệnh nhân ta vô ta kêu nhức đầu khám chỉ vô cực vậy. Hỏi bệnh gì nó gì mình đó thôi. Ta biết thì được rồi. Lỡ lôi rồi, tôi lôi luôn cho một thể. Lôi hết ra. Đây, mày không kiếm ai hết. Ủa, tôi có làm gì đâu. Ăn chặn tiền từ thiện. Đúng rồi. Qua đây. Tao quy định mày vậy luôn. Đi qua đây, giải thích. Tại sao hôm bữa người ta đưa từ thiện mà mày đổi sao không biết, cuối cùng cái nhà bà cụ 94 tuổi mà mày cho bà cái bikini. Ủa làm sao? Rồi làm sao ba bạn? Mà mấy màu nữa. Ơi, mày đừng nói là mày kể hoàn cảnh nữa nha. Phải, tao có hoàn cảnh riêng của tao. Bây giờ chắc chắn muốn kể không? Chắc chắn kể. Kể đi. Thông cảm đi. Sao? Đã nói từ lúc đầu rồi. Ba tao bệnh mà. Bệnh sao? Tao không nghe rõ bệnh gì. Bị thòng. Cái gì thòng? Đi đứng khó lắm. Trời đất ơi, sao không mày không kêu ba mày đi rồi lấy cái chân bợ lên? Sao bợ được, tim thòng mà. Ủa tim thòng hả? Sao mày không nói sao? Tao nói rồi là thòng là biết tim thòng rồi chứ mày nghĩ gì? Trời đất ơi. Thì ta tưởng là ruột thòng. Thì sớm cũng có cái ruột thòng đi dắt lên vai đi bình thường bộ. Thì chính vì vậy mới lấy tiền đó đi chứ cứu ba chứ đâu phải là làm chuyện ác đâu. Chưa kể nè, vợ thằng này, tôi nhớ cái tội vợ thằng này rồi. Vợ rồi hả? Vợ thằng này lấy con nít người ta chích thuốc ngủ xong ẩm đi xin ăn. Đây trường hợp là vợ thằng này quá đáng. Cũng thông cảm đi. Bạo hành trẻ em. Bạo hành trẻ em không phải tại đứa bé đó nữa đó. Đấy nữa, nó không có ngủ được, cái nó ngủ không ngủ chết nó ngủ chỉ có cách đó thôi. Chứ bộ khoan nè, lúc ru như thế nào mà nó không ngủ? Thử ru cái bạn này giùm tôi coi. Ru ổng ngủ thử rồi chích ổng tôi coi. Chích liền. Thử coi. Bé lại đi. Qua con. Qua bé, qua đi con, cho chú thương. Bé này mới mọc răng sữa nè. Đâu, đẹp bé này sữa răng mà. Ao lộn. Bé lại ở chú. Hãy ngủ đi con. Con ơi. Con ngủ. Ngủ đi rồi. Ba cho cái văn mới. Ba cho không ngủ làm sao? Không ngủ làm sao? Làm sao? Làm sao đi? Chiếc à, Ngủ không. Lì chiếc thứ hai. Không ngủ. Mày ngủ cái gì vậy? Điều kiện kìa, ngủ đi. Ngủ đi, này nó lì quá trời. Không hợp tác. Đây nè, sẵn một combo luôn. Cái ông nội đang nằm nè,
đánh đập vợ con, bo nết thân đứa con nữa. Trời con trai ơi. Ra đây. Dạ có con. Chết chắc. Trời ơi. Ba con đây nè. Tao quýnh mày hồi nào. Ba đừng có chối. Tao chối đâu. Ngày nào cũng vậy. Ba với mấy hai cậu này nè, kéo về nhà mua rượu về nhậu. Đã vậy đi, con bày đồ ăn lên cho ăn cũng đập. Con nói thôi bây giờ hết bia hết rượu rồi, con đi mua nha, cũng đập. Nói cái gì cũng đập. Nhìn cái gì, không quen hả? Giả bộ không quen kìa. Không, không phải. Mày hiểu lầm ý ba rồi, ba thương mày lắm. Ba thương chỗ nào? Ba thương mày lắm, ba phải đập mày thôi. Thiệt ba, con phải hiểu là ba sắp có vợ bé rồi. Trời đất ơi. Con hiểu không? Thì ba phải đập cho con để con chịu đựng với đòn do vợ bé về đập không đau nữa. Trời ơi. Hiểu không? Quá đáng. Thấy chưa? Không thương con đã đành đi, còn đòi có vợ bé nữa. Chứ mày muốn sao? Con kể luôn chuyện hai cậu này đập con sao? Đó, còn hai cậu nữa. Con nói khuyên ba con đừng có nhậu nữa. Hai cậu cũng nói ừ, để tao giúp mày. Rốt cuộc rủ ba con đi luôn. Hai cậu giải thích đi. Sao tới mày là có nhạc à? Tới mày là tới tao vậy là kể chuyện. Nói chung là tại vì phải thông cảm chứ. Thì thằng nhỏ nó không biết gì thì dạy dạy hoài. Nó không hiểu thì phải đánh nó thôi chứ giờ sao. Hết cách rồi chứ bộ đâu có muốn đâu. Chưa kể ông Táo qua đây. Ủa? Tới ông luôn. Khen thưởng, ông khen thưởng cho con qua đây. Ông ha. Dạ. Là một cái người mà chuyên gia. Dạ. Mà người ta làm từ thiện là ông đề tên gia đình ông vô, đề tên bà con ông vô. Những người dân khác ông cắn của người ta hết. 100 ngàn ông cắn 70, người ta còn có 30 thôi. Ông nói làm sao? Bây giờ ông nói làm sao? Đừng có tưởng mình không có tội. Mình làm lớn cái tội mình nó còn lớn hơn nữa. Trời ơi. Hãy tưởng tượng đi. Táo bây giờ có ai cúng cái gì nữa đâu mà ăn. Có ai đi trên thiên đình làm từ thiện không? Mày không có cúng. Ai bỏ 5 ngàn để làm từ thiện? Không cúng mà ăn cho mập thay gì hả mày? Mày đánh táo là có ngày nghe. Mày đánh táo có ngày nghe. Mấy anh biết không? Không ai cúng cho tôi hết thì buộc lòng phải xén miếng để tự mua đồ cúng đắp bản thân nè. Chứ giờ sao? Thôi mình bỏ qua những vấn đề trì trệ này đi. Cái xã này ngoài mấy cái chuyện xấu đó không có chuyện gì vui đáng kể hết trơn hả? Có gì vui không? Thật ra là hôm nay là ra là để cho mọi người xử tội mấy người này thôi. Để nêu lên những cái gì mà một năm qua những cái tệ nạn thôi. Kể một việc tốt đi rồi xử những việc xấu. Một việc tốt? Không thằng nào làm việc tốt. Chẳng lẽ cái này không phải làm tốt sao? Và việc tốt á là ba và hai cậu của con đã nuôi con thành người. Đó là trách nhiệm con à, chứ không phải là điều tốt. Bây giờ thì bây giờ nuôi thành người bằng những đòn roi mỗi ngày hả con? Dạ. Bây giờ kêu kìa, hỏi kìa kìa Trần Văn Long kìa, cho nhạc lên đỡ đỡ xíu. Trần Văn Long ra. Dạ nói, đi. Nói chứ thực chất là tụi tôi biết kể lỗi chị tụi tốt tôi thì không. Mà. Tốt không? Nói cho nghe nè. Mặc dù là bệnh hoạn á, mặc dù là say xỉn, nhưng chúng tôi luôn nghĩ tốt, nghĩ cho bà con, nghĩ cho dân làng xây cây cầu, bắt cây cầu cho người đi qua, người đi qua đi lại. Thấy người nghèo, thấy người nghèo ngồi đó không có áo lạnh áo mưa, trời mưa đổ xuống lấy tiền cho, lấy tiền cho có tiền, xong rồi họ vui vẻ hết đời hết. Rồi phần báo cáo cũng đã xong thưa Ngọc Hoàng. Sau khi nghe tất cả các người làm báo lên đây thì ta thấy tuy là đánh đập con là sai, nhưng cũng ý là muốn con trưởng thành lớn khôn hơn đúng không? Ý của Ngọc Hoàng là như thế này. Trời, nếu như biết, dịch nè. Những dịch. Cái người này làm những cái chuyện xấu thì trước sau gì cũng phải gặp quả báo mà thôi. Trước sau gì cũng sẽ trừng trị. Nhưng mà đây là những ngày Tết đầu năm, tạm thời để cái đó qua Tết trừng trị sau. Bây giờ hãy cố gắng làm những điều tốt hơn, thương trẻ em, thương gia đình, thương mọi người nhiều hơn nghe chưa? Được chưa? Yeah.